Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 26. Cây tốt, Lăng Phi dưới tảng đây vỗ vỗ rồi lại gõ gõ. Chỉ trong chốc lát, Lăng Phi đã dựng ngón tay cái lên hẳn 10 lần. Người châu bò, ba mỹ nữ đỉnh tử trúc, một sư phụ hai sư tỷ, người chọc ghẹo cho bằng hết. Tìm miếng rẻ lau bịt miệng ta lại. Triệu Bân vội vàng cúi đầu xuống, không còn thiết sống trên đời nữa. Đến đỉnh tử trúc bao lâu nay, chỉ có lần này là bị đánh thảm nhất, nhìn mấy dấu chân trên người hắn, nhìn gương mặt đầy dấu tay, đều là tác phẩm của Vân Yên cả, hai sư tỷ cũng bỏ thêm một tay, Vân Yên cũng chẳng xem hắn là người, cứ đánh tới tấp, cả người toàn là vết thương. Cái này ta dành lắm, Lăng Phi tìm một miếng rẻ lau. Nói xong lập tức bịt miệng Triệu Bân lại. Bịt miệng thế tốt, bịt thế cho an toàn. Biết đâu Tú Nhi vẫn còn chiêu khác chưa dùng đến thì sao? Đánh chết cũng đáng đời. Cách đó không xa, Mắt Xích Hiên và Mục Thanh Hàn cũng đang bốc lửa. Chọc ghẹo bọn ta thì cũng được đi, ngươi lại dám chọc ghẹo cả sư phụ. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn Triệu công tử đang uống chén canh mạnh bà thứ hai rồi. Vân Yên cũng có ở đó, sắc mặt đẹp được mới là lạ. Nếu ánh mắt cô ta có thể giết người thì thôi canh mạnh bà hắn cũng chẳng cần uống nữa, trực tiếp hồn phi phách tán luôn. Đúng vậy. Cô ta chính là người nói sẽ múa thoát y, nhưng đó chỉ là lời nói đùa, ai mà ngờ được tên này lại to gan lớn mật nhắc lại, sư phụ cũng có lúc tâm trạng không được tốt, chẳng hạn như Tú Nhi, hậu quả. Cực kỳ nghiêm trọng. Sư phụ ngươi nói lời không giữ lấy lời tí nào, Nguyệt Thần thổn thức. Triệu Bân vẫn chưa đáp lời, hắn đang cố tỉnh táo lại, đến giờ đầu vẫn còn ông ông. Nhưng hắn nói lời giữ lời, đừng chờ đến lúc hắn bay lên, lúc hắn phong thần. Người đầu tiên hắn giải quyết sẽ là Nguyệt Thần, cô ta thật sự quá xấu xa rồi, bao lâu nay không gài bẫy, hắn còn tưởng Tú Nhi hoàn lương rồi cơ. Nhưng không ngờ lại có cái hố to như thế đang chờ hắn. Chẳng mấy chốc lại thấy có người đi lên. Còn chưa thấy người thì đã có tiếng hét đầy khí phách vang lên. Cơ Ngân, cút ra đây cho ta. Đó là Ngụy Trưởng, cùng với sư phụ của hắn ta. Có thể thấy đang muốn tới đây tính sổ. Tại sao qua mấy ngày họ mới tới, đó là vì sư phụ đang bế quan. Hôm nay vừa xuất quan đã thấy đồ đệ bị đánh thảm thương thế này, lập tức nổi trận lôi đình. Thấy Triệu Bân, hai người chợt sửng sốt. Tên này chắc vừa bị đánh, còn bị đánh cực kỳ thê thảm. Thảm đến mức nào ấy hả? Thảm đến mức sư phụ Ngụy Trưởng, cũng không dám mặt dày mày dặn đến khởi binh vấn tội. Sư huynh Mộ Dung, sao lại tức giận thế? Vân Yên thản nhiên đáp một tiếng, trong đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn còn ngọn lửa bùng cháy. Vẻ mặt đó đang muốn nói rất rõ ràng rằng, đừng có mà chọc ta, hôm nay tâm trạng lão nương không được tốt. Cơ Ngân nhà các người đánh đồ đệ ta tàn phế trong bí phủ. Trưởng lão Mộ Dung lạnh lùng nói, đến đây khởi binh hỏi tội với khi thế bảng binh. Ông ta thì không sao, Ngụy Trưởng bên cạnh thì thiếu điều chạy tới cắn người, là hắn phóng châm độc vào người sư đệ trước Mục Thanh Hàn lạnh lùng nói. Thời khắc quan trọng thì phải nhất trí đối ngoại chứ, cứ giải quyết chuyện này đã rồi hãng nói. Ngụy Trưởng, có chuyện đó không? Vân Yên ra khỏi đình hóng mát. Ta, chỉ là hành động vô ý mà thôi, Ngụy Trưởng có vẻ lúng túng lắm. Thế thì bị đánh là đáng đời còn gì, Vân Yên không hề nói úp nói mở. Hành động vô ý, tưởng lão nương đây là kẻ ngu à, có cố ý hay không, bản thân mình không biết ư. Không nói nhiều. Giao bảo bối ra đây, trưởng lão Mộ Dung giơ tay, tức tối dữ dằn lắm. Bịch. Vân Yên không nói nhiều lời vô nghĩa, ném một cây đao ra, nào. Lại chém hắn đi. Những lời đó vừa được thốt ra, trưởng lão Mộ Dung cũng cuống tay cuống chân, ông ta đâu có dám. To gan đụng vào tử xem, lát nữa Dương Huyền Tông sẽ đến mời ông ta đi uống trà, còn uống thế nào thì cũng khó nói. Giao bảo bối ra, chuyện này xem như bỏ. Trưởng lão Mộ Dung nói. Đòi tiền không có, mạng có một cái, Vân Yên đáp, cực kỳ nhanh gọn lẹ dứt khoát. Cô, trưởng lão Mộ Dung bị cô ta làm nghẹn họng. Chờ đó cho ta, ông ta hơi rén nên vung tay áo bỏ đi. Đi đâu ấy hả, tất nhiên là giới luật đường tìm người để giải quyết vấn đề rồi, hôm nay Vân Yên tức tối lắm, muốn tìm người để chút cơn tức, cả chữ gia hỏa cũng đã nói ra rồi, thế nên... Không thể đứng đây lên mặt được. Người đã đi rồi,
nhưng chuyện này lại không thể để yên. Đi ngang qua Triệu Bân, Vân Yên lại muốn đánh cho một trận. Cũng may Lăng Phi cũng khá là hiểu chuyện, cười hơ hớ kéo sư phụ đi, không thể tiếp tục đánh thế được. Triệu Bân hết sức thành thật, cứ lắc qua lắc lại trong gió. Không thể nói đạo lý với nữ nhân, nhất là nữ sư phụ, cứ nói là sẽ bị đánh. Ngươi nên cảm ơn ta, Nguyệt Thần hít một hơi thật sâu, giọng nói cực kỳ trầm lắng, ngươi chịu đòn tốt như thế, công lao của bản thân là không thể bỏ qua được, bị đánh nhiều rồi, da dày thịt béo lên thì sẽ chịu đòn tốt thôi. Ta cảm ơn 18 đời tổ tông nhà cô, mặt Triệu Bân đen đến lạ. Trò hề này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Không biết khi nào Lăng Phi đã xuống núi, cảm giác chân núi sẽ an toàn hơn một chút. Sư phụ là con cọp cái, giận ai dỗi ai, nếu không đánh được người ta cho thoải mái thì chắc chắn sẽ dần cho hắn một trận. Lăng Phi đi rồi thì một đám người khác lại lên núi. Vẫn là bọn Tô Vũ, tất nhiên là nghe Lăng Phi nói. Tới đây chủ yếu là để biểu đạt một chút, sự an ủi thân thiết. Tiện thể, chụp tấm hình. Triệu Bân chẳng ngó ngàng tới, mấy con người này đúng là ngứa đòn. Chờ ta thoát được rồi sẽ giải quyết từng người một, chụp. Chụp cái mốc xì. Màn đêm lại lặng lẽ buông xuống. Triệu Bân vẫn còn bị treo trên đó kia kìa, cả cơm cũng chưa được ăn. Bàn về sự quan trọng của huynh đệ thì Lăng Phi đang ôm một tô cơm đút cho hắn từng miếng một ấy chứ. Còn sợ làm Vân Yên tỉnh giấc. Sáng nay sư phụ có nói phải bỏ đói 3 ngày 3 đêm. Bị treo là thế nhưng cũng không thể làm chậm trễ việc tu luyện của người nào đó. Giữa đêm, tiếng xương va chạm lách cách lại vang lên, cũng có tiếng sấm sét xoẹt xoẹt. Là Triệu Bân, đang lặng lẽ rèn thể luyện hồn, thời gian cực kỳ quý báu, không thể lãng phí được, trong đêm không có bóng người qua lại, cũng chẳng có ai chạy tới hỏi hắn về những bí mật, có hỏi cũng ném hết cho nữ soái Xích Diễm. Nữ soái ngoài biên giới, có lẽ sẽ không về trong khoảng thời gian ngắn. Hắn lại nhắm mắt, tĩnh tâm tìm hiểu đại địa linh chú. Dù đã mất đi ý cảnh nhưng dường như bên tai hắn vẫn có thể nghe thấy giọng nói khe khẽ của nữ tử tộc linh, góc nghiêng đó hắn càng nghĩ càng thấy quen, chắc chắn đã từng gặp nhau, nhưng nhất thời. Không thể nhớ được là ai. Trong ý thức, Nguyệt Thần đã sửa xong ánh trăng. Bấy giờ, cô nương kia đang nằm trên đó. Nằm vẫn là thoải mái nhất. Cô ta còn bớt chút thời gian đưa mắt nhìn Triệu Bân, thầm nghĩ xem. Lần này có đùa hơi quá rồi không? Không sao, tên này chịu đòn tốt. Tại sao phải gọi cô ta là thần? Cô ta có nhiều lý do lắm. Đây chính là cuộc sống, có lẽ sẽ xảy ra nhiều thứ không như ý. Chịu là được. Thoải mái, Nguyệt Thần thích thú, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Từ khi mặt trăng sụp xuống, mấy ngày rồi cô ta không được ngủ ngon, trước khi ngủ vẫn không quên mắng một câu. Triệu Bân là một đứa trẻ biết phấn đấu. Mọi người đang ngủ, chỉ có mình hắn bận tìm tòi bí pháp. Đại địa linh chú của tộc linh cực kỳ uyên bác sâu xa, cực kỳ ảo diệu, mấy ngày lĩnh ngộ, lại hiểu sâu hơn một phần. Nếu bây giờ để hắn đứng dưới mặt đất thì chắc chắn sẽ mượn được nhiều lực đại địa hơn, am hiểu sâu sắc hơn. Có lẽ là đang tập trung quá. Hắn bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ vì không ngủ trên giường, thậm chí còn lắc lư trong gió nên đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, dường như hắn đã trông thấy tiên cảnh, rộng mênh mông vô bờ, núi cao hùng vĩ, sông lớn hoành hành ngang dọc, không thể thấy rõ lắm vì mây mù cứ lượn lờ, mông lung, trong mơ hồ có thể trông thấy ánh sáng từ cõi tiên, một khi nở rộ, sẽ là vĩnh hằng bất diệt, có cả đình đài lầu các, như ngọn núi cao lớn được khắc chú vĩnh hằng, tang thương. Cổ xưa, rộng lớn. Rất giống nền văn minh cấp thần. Đây là, đâu thế, hắn khẽ nói, không người nào nghe thấy. Hắn như một hồn ma lang thang trong cõi tiên cảnh vĩnh hằng trong giấc mơ ấy. Hắn không biết đâu là thật đâu là ảo, chỉ vì cảm giác đó, khi thì chân thật rồi lại hư ảo. Thật quen thuộc, hắn lại khẽ nói. Đúng là hắn đã từng đến cõi tiên cảnh vĩnh hằng trong giấc mơ này rồi. Nghe mấy người già nói. Nếu cảm thấy nơi nào đó trong mơ quen thuộc thì đó chính là kiếp trước. Khi hắn đang mê man, thì chợt nghe thấy tiếng nổ rung vang trời. Tuy đang trong mộng nhưng tinh thần hắn vẫn chấn động, ngửa đầu lên nhìn theo bản năng. Lọt vào trong tầm mắt hắn là một bàn tay. Đúng vậy, đó là một bàn tay thật lớn che cả trời, giữa những ngón tay có những đường vân khắc ấn chú vĩnh hằng, ánh sáng lóe lên cũng là vầng sáng vĩnh hằng,
như một bàn tay diệt thế mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hắn kêu rên, cũng vì giấc mơ này quá đau. Lại ngước lên, tiên cảnh trong mơ có bóng người dợp trời, mỗi người đều khoác trên mình áo giáp, mỗi bóng lưng đó đều cứng cỏi như tấm bia khổng lồ, sức mạnh nào cũng không thể đẩy ngã, như thần minh đầy trời đều nhìn về phía bàn tay to đó, ánh mắt sáng như đuốc, tràn ngập thù hận và chiến ý. Chúng sinh, như con kiến. Một câu nói như thế vang vọng trong tiên cảnh. Tinh thần Triệu Bân lại run rẩy, chỉ vì những lời đó cực kỳ uy nghiêm rồi lại lạnh như băng, dường như đó là lời tuyên án của trời xanh, có chứa ma lực không một người nào có thể ngỗ nghịch, cũng không dám ngỗ nghịch, nghe xong chỉ có thể quỳ xuống. Chiến! Tiếng hô hào vang vọng tiên cảnh, thần minh đầy trời lao vút lên. Đột nhiên, bàn tay diệt thế đó mạnh mẽ đến nỗi đáng sợ, cả thần minh cũng không thể làm gì được. Triệu Bân nhìn thấy hết vị thần này đến vị thần khác dần bị nghiền thành cho bụi, bị thương cực kỳ nặng nề, cũng cực kỳ chói mắt, biến tiên cảnh trong mộng này nhuộm một màu máu đỏ bừng. Khi bàn tay khổng lồ hạ xuống, chỉ còn một bóng người sừng sững đứng đó. Đó, có lẽ là vị thần cuối cùng. Người đó cũng là đèn đã cạn đầu, thất tha thất thểu, màu tóc dài như suối nhanh chóng hóa thành tuyết trắng, áo giáp vĩnh hằng cũng dần hóa thành cho bụi. Nhưng ánh mắt đó vẫn kiên định như thế, có ý chí bất diệt, có chấp niệm bất hủ, cố gắng chống đỡ chút huy hoàng cuối cùng, dù bóng tối đang dần cắn nuốt, dù tất cả ánh sáng đang bị bào mòn, cũng không thể xóa nhòa vĩnh hằng đó. Thống soái nhân đạo, nực cười. Vẫn là giọng nói uy nghiêm nhưng lạnh như băng ấy. Vẫn là bàn tay hủy diệt che khuất cả màn trời. Chiến! Cùng với tiếng gào thét phát ra từ tận linh hồn, vị thần cuối cùng. Nghịch thiên xông lên. Trong một khoảnh khắc, tinh thần của Triệu Bân đầy xúc động. Không biết là do giấc mơ đó quá thực hay là hắn chìm vào quá sâu, khóe mắt có giọt lệ rơi xuống. Vị thần cuối cùng cũng dần mất đi ánh sáng trong sự mờ ảo của hơi nước. Trời vĩnh hằng, đây không phải là kết thúc của thương sinh. Rồi cũng sẽ có một ngày, thống soái nhân đạo sẽ đoàn tụ. Chút ánh sáng cuối cùng. Những lời đầy thang thương vang vọng trong giấc mơ hư ảo. Triệu Bân chợt bừng tỉnh. Muốn ngồi dậy mới phát hiện ra mình vẫn còn bị treo lơ lửng. Gió đêm chẳng hề thoải mái thích thú tí nào, vẫn còn thổi qua khiến hắn lắc lư qua lại. Giấc mơ quái dị thật. Triệu Bân thở gấp nặng nề, đầu hơi choáng váng. Muốn nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ ấy nhưng lại không thể nhớ rõ, ký ức như dòng thủy triều đang rút xuống. Mông lung mờ ảo như thể thời gian đã qua đi không cách nào giữ lại được. Rất lâu sau đó, hắn mới nhìn vào trong ý thức. Vừa nhìn vào thì lập tức cảm thấy sửng sốt. Tại sao lại sửng sốt ư? Vì Nguyệt Thần lại đang sửa chữa ánh trăng. Tại sao lại bị hủy nữa rồi? Triệu Bân ngạc nhiên. Ta cũng muốn hỏi, tại sao lại bị hủy rồi? Nguyệt Thần cũng không còn thiết sống nữa. Có lẽ... Làm nhiều chuyện thiếu đạo đức quá, nên gặp báo ứng, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, làm nhiều chuyện thiếu đạo đức quá, lẽ ra không nên truyền cho ngươi dịch cân kinh, không nên giúp ngươi tạo lôi đình, không nên dạy ngươi tu thiên nhãn, lão nương với ngươi. Thật sự không hợp bát tự, Nguyệt Thần buồn bã nói. Triệu Bân nghe xong bèn sụ mặt xuống. Đang móc mỉa mẳng chửi hắn hả? Trăng của cô bị hủy, liên quan gì đến ta? Đừng có chọc ta đang tức tối lắm. Nguyệt Thần không nói nửa lời, nhưng gương mặt đen ngòm đó đã tỏ rõ ý này. Triệu Bân không cho là đúng, tập trung nhớ lại cảnh trong giấc mơ. Ký ức giống hệt dòng thủy triều rút đi mất, hình ảnh mờ hồ đến mức không cách nào nhìn rõ. Nhưng vẫn còn chút cảm giác chân thực vì khóe mắt hắn vẫn còn giọt nước mắt chưa khô. Khóc, một giấc mơ khiến hắn phải khóc. Tinh thần hắn có chút hoảng hốt. Không biết ý nghĩa của giấc mộng này là gì. Chỉ biết rằng, tim hắn chợt nhói lên trong nháy mắt, đau đến mức hắn lại muốn rơi nước mắt. Tú Nhi, cô có biết, trời vĩnh hằng không? Rất lâu sau đó mới nghe thấy giọng Triệu Bân, chuyện trong giấc mơ đã quên rất nhiều rồi, chỉ nhớ rõ ba chữ đó, dường như đã khắc sâu vào tận linh hồn, cũng như một ấn ký vĩnh hằng, muốn xóa cũng không thể xóa nổi. Trời vĩnh hằng, Nguyệt Thần bỗng chốc nghệt mặt ra. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, xem ra Nguyệt Thần có biết.
Đúng lúc Nguyệt Thần ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Ngươi nói xem tại sao ba chữ cao lớn như thế lại được thốt ra từ miệng một người thường. Tú Nhi, Triệu Bân thử gọi. Trời Vĩnh Hằng, chính là Trời Vĩnh Hằng đấy, Nguyệt Thần trả lời. Nói thẳng ra, cô ta cũng không biết Trời Vĩnh Hằng là gì. Nhưng cô ta là thần minh nên cũng không thể nói mình không biết, vì thế mất mặt lắm. Không ngờ, lại có thể giải thích như vậy. Ánh mắt Triệu Bân khẽ liếc sang. Cách giải thích của cô, đúng là cực kỳ dễ hiểu. Trời Vĩnh Hằng. Triệu Bân khẽ thì thào, thoáng liếc lên trời theo bản năng. Trời cao bao nhiêu hắn không biết, bên ngoài vòng trời đó là gì. Hắn cũng không biết, lại càng không biết Trời Vĩnh Hằng đó đang thể hiện khái niệm gì, thật sự là mãi mãi không thay đổi ư. Trời xanh bao la vĩnh hằng, bất hủ bất diệt. Đạo hạnh hắn còn quá ít ỏi. Nghĩ nhiều cũng thế thôi. Hắn lại chìm vào tiềm thức, tiếp tục tìm hiểu đại địa linh chú. Trong lúc đó, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần mấy lần liền, cứ tưởng Tú Nhi sẽ cho hắn vài thông tin, ít nhiều gì cũng là sư phụ hắn, cứ để đồ đệ mò mẫm trong màn đêm thế mà không biết xấu hổ ư. Thế có khác gì để đồ đệ đi đường vòng đâu. Trên thực tế, Nguyệt Thần cũng muốn gợi ý cho hắn một vài thứ. Nhưng ngẫm lại, thôi vẫn từ bỏ. Bí pháp lấy được dễ dàng không bằng tự thân lĩnh ngộ. Tất nhiên vẫn còn một nguyên nhân sâu xa khác, đó là khai thác hết tiềm lực của Triệu Bân. Mỗi một giây ngộ đạo đều là một lần lột xác, mà mỗi một lần lắng động lại đều là một đợt niết bàn. Đó là một quá trình rất dài, không có cái gọi là giới hạn gì đáng nói. Ở nhân gian có thể không rõ lắm nhưng một khi thành tiên, tiếp xúc với đạo rồi thì đó chính là tạo hóa, là căn cơ võ đạo, không chỉ là khí lực mà còn là thấu hiểu, sau này sẽ dùng đến. Ngươi không phải là vật trong ao. Nguyệt Thần khẽ nói những lời chỉ mình cô ta nghe thấy, đầy ẩn ý. Tiểu võ tu này chắc chắn sẽ không dừng chân ở thiên võ, chắc chắn sẽ không dừng lại ở tiên. Tất cả những con đường vòng đi hôm nay, một ngày nào đó, sẽ trở thành bậc thang dẫn hắn từng bước phong thần. Đó mới là đường tắt chân chính. Màn đêm lại càng trở nên yên tĩnh, mọi âm thanh đều lắng đọng. Không lâu sau đó, tiếng cửa phòng mở ra kẽo kẹt. Không biết có hẹn trước với nhau hay chỉ là sự trùng hợp, cửa phòng Mục Thanh Hàn và Xích Hiên cùng mở ra, không chỉ Triệu Bân mà cả hai người cùng sửng sốt, sau khi nhìn nhau thì chợt mỉm cười, sau đó cùng đi về phía Triệu Bân với nụ cười kỳ quái. Thấy thế, Triệu Bân liên tục vùng vẫy. Trước đó bị đánh hai người này cũng thêm một tay vào. Giờ hơn nửa đêm vẫn còn thức, nói không chừng đang muốn đánh hắn thêm một trận nữa. Hai người đã đứng dưới tàng câu, trừng mắt nhìn hắn rồi lại hỏi, đói không? Cũng, ổn, Triệu Bân cười ha hả. Nói xong hắn còn liếc nhìn Nguyệt Thần. Tú Nhi à, đừng có phá nữa, cô mà phá nữa ta sẽ bị đánh chết đấy. Nguyệt Thần không hé răng, chỉ tập trung sửa mặt trăng. Không quan tâm đến Triệu Bân. Này, ăn đi. Mục Thanh Hàn cầm tô cơm, Xích Hiên cầm hai giỏ bánh bao. Hay thật, cơm với bánh bao, Triệu Bân nhìn thấy lại hoảng hốt nghẹn họng. Xe tỷ tự tay đút cơm, dám không ăn xem, còn phải ăn nhiều nữa là. Không phải hắn đói mà chỉ yếu là muốn bịt miệng để chặn cái ngựa ơi tên Tú Nhi kia, đừng có quay xe chơi hắn thêm vô nữa. Côn ngứa miệng nữa, ta bóp cổ người chết, Xích Hiên liếc nhìn Triệu Bân. Tuổi tác thì không lớn, lại không biết học điều hay lẽ phải, Mục Thanh Hàn cũng liếc nhìn. Triệu Bân đang định giải thích gì đó, thế nhưng, chuyện này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch. Nói tóm lại, khung cảnh rất là ấm áp. Loảng xoảng. Đột nhiên, âm thanh va chạm của xích sắt vang lên từ gian phòng của Vân Yên. Sau đó là tiếng rên khẽ đầy đau khổ, có thể nghe rõ từ bên ngoài. Xích Hiên và Mục Thanh Hàn liếc mắt nhìn sang, thoáng nhíu mày, biết sư phụ dùng xích sắt đặc biệt để khóa mình lại, chỉ sợ lúc mộng du sẽ đả thương người vô tội. Bây giờ xích sắt kêu loảng xoảng, chắc hẳn lại gặp phản phệ. Triệu Bân có thiên nhãn nên hắn nhìn thấy rõ hơn. Vân Yên đã xuống giường, rơi vào trạng thái không có ý thức, lại bắt đầu mộng du. Thế nhưng, vì có xích sắt khóa chặt, cô ta không thể nào bước ra khỏi căn phòng nên đang định dẫy ra khỏi xích sắt kia kìa. Tú Nhi, cô hiểu về công pháp mộng chi không? Triệu Bân hỏi một câu. Có gì mà không biết, Nguyệt Thần ra vẻ cũng rất chói mắt đấy. Tu bổ lại công pháp mộng chi của cô ta tí đi,
cũng đỡ để ngày nào cũng mộng du, Triệu Bân cười khà khà, ngụ ý rất rõ ràng. Vân Yên bị phản phệ rồi, không chịu an phận thế này thì không đảm bảo an toàn được. Cái này ta không giúp được, Nguyệt Thần nhún vai. Tại sao, Triệu Bân nhíu mày, không phải không có điều gì mà cô không biết à? Bí pháp mộng chi mà cô ta tu luyện vốn đã rất hoàn chỉnh, không cần tu sửa gì thêm, Nguyệt Thần điềm nhiên nói, công pháp này khác với những thứ khác, gặp phản phệ như gặp thiên kiếp vậy, người ngoài không giúp được, phải dựa vào chính mình. Nghiêm trọng thế cơ à, Triệu Bân nhíu mày. Khi tu luyện công pháp mộng chi, chắc hẳn cô ta cũng nghĩ tới ngày này rồi, Nguyệt Thần thong dong đáp. Lúc nghiêm túc thì Tú Nhi này cũng nghiêm túc lắm đấy. Công pháp mộng chi, chớ nói đến tiên nhân, tới cả thần linh cao cao tại thượng cũng không dám tùy tiện động vào, huống hồ là một phàm nhân. Trong trí nhớ của cô ta, cũng từng có một người tu luyện mộng đạo tới đại thành, Cũng là mộng ma trong truyền thuyết, trên con đường mộng đạo, không biết mộng ma đã đi mất bao nhiêu năm, không biết đã mất ý thức bao nhiêu năm mới niết bàn trong cõi mộng, đủ thấy đạo này đáng sợ tới mức nào. Từ nay về sau chớ đụng tới công pháp này, Nguyệt Thần cảnh cáo hắn. Ta lại thực sự muốn thử đấy, Triệu Bân lầm bầm trong lòng, thực sự nguy hiểm đến thế à? Nguyệt Thần không nói nhiều nữa, một số người không chịu tin, cứ chịu khổ thêm là sẽ tin thôi. Mộng đạo không coi trọng tu vi, trong suy nghĩ của cô ta thì người nào càng mạnh sẽ càng gặp phản phệ đáng sợ. Mục Thanh Hàn đặt chậu cơm xuống. Xích Hiên cũng đặt đũa xuống. Hai người nhẹ nhàng bước qua đó, chỉ dám nhìn vào bên trong qua khe cửa, nhưng không dám làm phiền. Trưởng giáo và sư tổ Linh Lung từng dặn rồi, khi sư phụ mộng du, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì đừng đánh thức cô ta. Vốn đã gặp phản phệ, lại vì đột ngột tỉnh dậy mà gặp thêm phản phệ thì càng tệ hơn, sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Triệu Bân cũng đang nhìn, qua một bức tường mà thấy rất rõ. Trạng thái của Vân Yên tồi tệ đến cùng cực. Mái tóc đen của cô ta đang nhanh chóng trôi mất màu sắc vốn có của nó bằng tốc độ mà mắt thường thấy được, giống như nhuộm một lớp màu trắng vậy, từng lọn biến thành tuyết. Kỳ dị quá đi mất, Triệu Bân lại nhíu mày sâu thêm. Trên mi tâm của Vân Yên đã hiện ra một hoa văn cổ xưa, chắc hẳn là hoa văn của công pháp mộng chi, dù cho hoa văn đó huyền ảo tới cỡ nào cũng không che giấu được vẻ đau đớn của Vân Yên. Chắc hẳn cô ta cũng muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, nhưng không tỉnh nổi. Trong lúc hiện thực và hư ảo va chạm với nhau, cô ta dần đánh mất chính mình. Đợi khi hoa văn hoàn toàn hiện ra, hơi thở của Vân Yên không còn ở đỉnh cao địa tạng nữa, mà là cảnh giới chuẩn thiên hàng xịn. Triệu Bân cảm nhận rất rõ ràng, Mục Thanh Hàn và Xích Hiên cũng nhìn rất rõ. Thế này, cũng được à, Triệu Bân mờ mịt. Chưa từng gặp hiện tượng lạ như vậy khi tấn cấp, mới thế đã thành chuẩn thiên rồi. Đột phá trong mơ à? Chuyện gì thế này chứ? Theo lời của Nguyệt Thần thì đây là chuyện nhỏ thôi. Người tu mộng đạo, nếu ăn gian bậc thầy thì trời xanh cũng không cản nổi. Hề! Chỉ bởi vì liếc nhìn thêm một lần, Nguyệt Thần đột ngột ơ lên một tiếng. Không hiểu vì sao, lúc này nhìn Vân Yên lại thấy quen mắt. Thú vị đấy, Nguyệt Thần bỗng cười. Cõi phàm này thú vị hơn tưởng tượng của cô ta rất nhiều. Không biết từ bao giờ, tiếng loảng xoảng của xích sắt đã ngừng. Trong phòng cũng không còn vọng ra tiếng rên khe khẽ của Vân Yên nữa, chắc hẳn cô ta đã ngủ rất bình yên. Sao lại quay về rồi, Triệu Bân có vẻ không hiểu. Quay về mà hắn nhắc tới là mái tóc của Vân Yên, từ màu trắng như tuyết. Quay về với màu sắc ban đầu. Mà tu vi chuẩn thiên của Vân Yên cũng từ chuẩn thiên rớt xuống đỉnh cao địa tạng. Chỉ có Vân Yên tóc trắng. Mới là cảnh giới chuẩn thiên. Triệu Bân suy đoán như vậy trong lòng, đạo lý này không khó hiểu. Tóc trắng và tóc đen rõ ràng là hai trạng thái, tóc trắng là chuẩn thiên, tóc đen là đỉnh cao địa tạng, tóc trắng là mơ màng, tóc đen là tỉnh táo. Sắc đen cuối cùng của ban đêm lặng lẽ rút đi. Phía đông đã ửng lên sắc hồng, một ngày mới đến. Mục Thanh Hàn và Xích Hiên đi về phòng bếp, Lăng Phi chạy theo giúp đỡ. Chỉ có Triệu Bân vẫn còn lắc lư ở đó. Khi Vân Yên bước ra, cô ta khoan khoái vươn vai một cái. Nhìn thấy Triệu Bân, đôi mắt đẹp kia không khỏi bốc hỏa. Ánh mắt của Triệu Bân, Xích Hiên và Mục Thanh Hàn nhìn cô ta vô cùng kỳ lạ. Bữa sáng nhanh chóng hoàn thành.
Xích Hiên và Mục Thanh Hàn nhìn Vân Yên với vẻ thăm dò. Ngụ ý rất rõ ràng, hay là chúng ta thả cơ ngân ra? Vân Yên không nói gì, thần thái đã biểu lộ tất cả, tiếp tục treo đi, ai bảo hắn dở trò bị ổi. Đến sớm không bằng đến đúng lúc nhỉ. Bữa sáng còn chưa bắt đầu đã nghe thấy một giọng nói như có như không. Chưa dứt lời, một bóng dáng uyển chuyển đã lọt vào tầm mắt. Người này chính là Sở Lam, thống soái quân Xích Diễm của Đại Hạ. Thấy Sở Lam, Mục Thanh Hàn, Xích Hiên và Lăng Phi vội vàng đứng dậy. Họ chưa từng thực sự gặp mặt nữ soái của Xích Diễm, nhưng tranh vẽ nữ soái đã lan truyền khắp Đại Hạ. Cô ta không chỉ là thống soái của quân Xích Diễm mà còn là mỹ nữ như tiên tử hạ phàm. Cho dù Vân Yên có dung mạo tuyệt thế, nhưng đứng trước mặt nữ soái cũng không khỏi kém sắc đi mấy phần. Khí chất đôi bên khác biệt, nữ soái Xích Diễm quanh năm chinh chiến xa trường, sát khí hằn sâu trong linh hồn, cộng thêm thân hình uyển chuyển, chẳng khác nào một đóa hoa không bao giờ tàn, mang đến phong vị khác biệt cực kỳ cuốn hút. Không phải ở biên quan ư, sao đã về rồi? Triệu Bân trông thấy mà lòng thấp thỏm, vùng vẫy quay người đi. Gặp nhau ở chiến trường thì không sao, chứ gặp nhau ở đây rất là hao hụt tình cảm. Trước đó không lâu, hắn còn đánh cho Sở Vô Xương một trận, nếu tâm trạng của Sở Lam không vui, cùng lắm thì. Đánh thêm một trận, những ngày này hắn cũng khiến nữ soái gánh tiếng xấu đâu ít lần. Lần đầu tiên thấy cô cởi bỏ áo giáp. Vân Yên đã đứng dậy, đích thân tươi tỉnh đón cô ta. Cô, vẫn đẹp như thế. Nữ soái mỉm cười, nhìn về phía người đang treo trên cây. Cũng không biết là cố ý hay vì hướng gió thổi hơi sai sai mà khiến tên kia quay lưng lại với cô ta. Bây giờ nhìn lại chắc là loại đầu tiên. Coi kìa, tên kia vẫn còn đang lắc lư đó. Một đồ đệ bảo bối như thế, sao lại treo lên vậy, nữ soái mỉm cười. Hắn, Lăng Phi chưa nói dứt lời đã bị Xích Hiên bịt miệng. Có một số chuyện, người nhà chúng ta biết là được rồi, đừng bép xép. Mục Thanh Hàn phối hợp cũng rất tốt, mỉm cười ngượng ngượng, hắn. Đánh người ở bí phủ. Vân Yên chỉ ho khan một tiếng, không nói gì dư thừa, chỉ lườm Triệu Bân một cái sắc lẻm. Vi phạm môn quy, đáng bị treo lên. Nữ soái khẽ cười, cô ta đâu phải đứa trẻ 3 tuổi, nhìn ra được manh mối chứ. Nếu hắn không chọc tới Vân Yên, làm gì có chuyện bị đánh thê thảm như thế. Nhìn từ trên xuống dưới đi, toàn là dấu chân, rồi nhìn thêm kích cỡ của dấu chân đó, trùng khớp một cách kỳ lạ với cỡ chân của Vân Yên. Nếu nói không phải Vân Yên đánh chắc chẳng ai tin. Cô ta sẽ phất tay, quay ngược Triệu Bân đang đưa lưng về phía mình. Đập vào mắt cô ta là gương mặt cười cợt của Triệu Bân, khoe hết hai hàm răng trắng lóa. Hai con mắt cũng cong thành hình trăng khuyết khiến Nguyệt Thần nhìn thấy cũng phải liếc xéo, thầm nghĩ, hay là lừa hắn thêm trận nữa. Hôm nay tình cảnh đông đảo thế này, em gái trước mặt là một nữ nguyên soái cơ đấy. Tham kiến nữ soái, Triệu Bân cười khà khà. Người có chút, khang khác so với trí nhớ của ta. Nữ soái mỉm cười, sau đó giơ tay, hút miếng tử ngọc trong lòng Triệu Bân ra ngoài. Đây là tử ngọc của cô ta, không sai được, còn về dung mạo của Triệu Bân. Cô ta không nhớ rõ lắm. Hôm đó không nhìn rõ được, chỉ biết Triệu Bân đeo mặt nạ ra người, nhưng bên dưới tấm mặt nạ là một gương mặt đen thùi lùi, dù đạt tới cảnh giới chuẩn thiên nhưng cô ta cũng không thấy rõ toàn bộ. Thế nhưng, cô ta không hề nghi ngờ. Tuy không nhớ rõ diện mạo, nhưng vẫn nhớ rõ đôi mắt. Cô ta không giỏi nhận mặt người, nhưng có thiên phú kỳ lạ trong việc nhận diện đôi mắt. Điều khiến cô ta cảm thấy ngạc nhiên là thiên nhãn của tên này sao lại đổi sang bên mắt còn lại rồi. Còn cả thiên lôi nữa, sao lại đổi màu rồi. Lần trước gặp, hình như hắn chưa có đan hải, thêm cả khí tức này, khác hẳn so với lúc trước. Nếu không nhờ đôi mắt, chắc cô ta tưởng là người khác thật. Soạt. Vân Yên phất tay, cuối cùng cũng thả Triệu Bân xuống. Dù sao người ta cũng là nữ soái, treo đồ đệ lên như thế này đúng là hơi thiếu lễ độ. Cuối cùng cũng quay về với vòng tay của mặt đất, Triệu Bân rất xúc động. May mà có nữ soái đến, nếu không, có trời mới biết sẽ bị treo tới hôm nào. Nếu Vân Yên không vui, chưa biết chừng còn đánh hắn một trận. Mượn đồ đệ của cô, trò chuyện đôi câu được không, nữ soái nhìn về phía Vân Yên. Tùy cô, Vân Yên mỉm cười nhún vai. Đi theo ta, nữ soái sải bước,
leo lên lầu gác của Triệu Bân. Triệu Bân vội vàng đuổi theo, đi đường còn không vững. Bị treo lâu quá nên chân hắn vẫn hơi tê. Nói chuyện cũng được, đừng lên giường là được, Lăng Phi lẩm bẩm trong lòng. Nữ soái từng có lúc nhìn lại, liếc tên kia một cái. Ánh mắt ấy khiến Lăng Phi sợ muốn tè ra quần. Ý gì đây, ta nói thầm trong lòng, cô cũng nghe thấy à? Ngươi nói thử xem. Ánh mắt của nữ soái thể hiện điều này một cách rõ rệt. Còn về thuật đọc tâm, đây cũng là một loại thiên phú của cô ta, chẳng qua. Lúc linh lúc không linh thôi. Trùng hợp, dây vừa rồi nó rất linh. Thế mà nghe được tiếng lòng của tên này đấy. Đồ đệ của đỉnh tử trúc chẳng ngoan tí nào, nhất là thằng nhóc kia. Tú Nhi, không thể quậy được đâu đấy. Dọc đường về phòng, tuy quá trình không dài, nhưng Triệu Bân đã nói câu kia không dưới mấy chục lần. Đây là nữ soái, nếu dám trêu chọc cô ta thì mỗi người trong quân xích diễm nhổ một bãi nước bọt cũng đủ khiến hắn chết chìm. Xí! Nguyệt thần không thèm để tâm, chăm chú sửa sang mặt trăng. Cửa phòng đã đóng lại, nữ soái liếc nhìn xung quanh, cô ta có thể nhìn thấy những đường vân che giấu được khắc đây trên bốn bức tường xung quanh, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Đây là đang để phòng ai cơ chú? À, phải rồi, chắc là để phòng Vân Yên, để phòng bệnh mộng du của cô ta. Cô ta nhìn quanh bốn phía rồi mới nhìn Triệu Bân. Từ khi đến đỉnh Tử Trúc, từ khi gặp Triệu Bân, cô ta luôn quan sát tên tiểu bối yêu nghiệt này. Không thể không thừa nhận, hắn đã phi phàm hơn so với ngày xưa, có được võ hồn và đan hải cũng như khả năng học hỏi cực cao, toàn thân lộ ra khí tức thần bí. Sao tiền bối lại đột nhiên quay về thế? Triệu Bân mỉm cười, khá hiểu chuyện, rót sẵn một tách trà. Ý của Triệu Bân cũng rất dễ hiểu, sao không nói trước một tiếng để ta còn nghĩ xem nên làm sao để lừa cô thế nào? Tạm thời sẽ không có chiến tranh. Nữ soái tùy tiện đáp lại rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó, một lá bùa chữ vật từ trong ống tay áo của cô ta bay ra, phóng về phía Triệu Bân. Triệu Bân vội vã bắt lấy. Hắn có thiên nhãn, có thể nhìn thấy được có gì ở bên trong. Đó là 3 viên đan dược, 10 bình linh dược, ngoài ra còn có thêm 300 vạn lượng ngân phiếu nữa. Vừa vào đã tặng đồ thì thật ngại quá. Trong cuộc chiến ở biên quan, không thể thiếu công lao của ngươi, đấy là phần thưởng, nữ soái mỉm cười và nói. Vậy thì ta không khách sáo nữa, Triệu Bân cười he he, nhanh tay nhét vào trong người. Sốt cuộc, ngươi là con cái nhà ai, nữ soái mỉm cười hỏi Triệu Bân. Hôm đó, cô ta không nghĩ gì nhiều, chỉ biết tên tiểu võ tu này khác với người cùng thế hệ, mới có tu vi cấp chân linh mà đã có quyết đoán và lòng dũng cảm ra chiến trường chứ cũng không ngờ hắn còn là một thiên tài có 102. Đến cả Sở Vô Xương nhà cô ta cũng bị đánh bại, hơn nữa còn là chiến đấu vượt cấp. Chuyện này thật sự quá đáng sợ, hậu bối thế này chắc không có đối thủ trong cùng cấp bậc. Cô ta muốn biết. Rốt cuộc phải có lai lịch thế nào, gốc gác ra sao, sư phụ tài năng cỡ nào mới xứng với một thanh niên tài giỏi đến mức đó, thật là đi ngược lại với lẽ trời. Đương nhiên, cô ta hỏi như vậy cũng là đang hỏi giúp cho Linh Lung và Dương Huyền Tông. Dù gì thì Cơ Ngân cũng là người do cô ta giới thiệu. Đừng nói đến Thiên Tông, đến cả phía hoàng tộc cũng khá tò mò. Không ngờ hành động vô tình của cô ta lại đem lại một nhân tài như thế cho đại hạ. Ai cũng chạy đến hỏi cô ta nên cô ta phải hỏi Cơ Ngân cho rõ ràng. Ta, được một bà lão nuôi lớn, Triệu Bân nói. Xin hỏi bà ấy tên họ là gì, nữ soái mỉm cười và hỏi. Bất Niệm Thiên, Triệu Bân nói đại ra một cái tên. Nữ soái nghe xong thì ánh mắt thoáng vẻ thắc mắc, cái tên này. Nhưng nghĩ lại thì cô ta cũng chấp nhận được, chắc đó là một tiền bối lánh đời và còn là một người có tính tình cổ quái. Nếu không thì cũng chẳng đặt cho mình một cái tên chẳng giống tên người gì hết như thế. Cô ta không hỏi kỹ thêm nữa. Chỉ cần cái tên Bất Niệm Thiên là đủ rồi, lát quay về, cô ta đã có cái để trả lời. Chắc thân thế của tên nhóc này cũng trong sạch, nếu không thì sẽ không ra chiến trường giết giặc, càng không giúp đại hạ tìm kiếm cao thủ tộc xác chết đang trà trộn bên trong. Vì vậy, chỉ cần hắn không phải là thám tử do nước địch phái đến thì chuyện gì cũng dễ nói. Hắn là một nhân tài ngàn năm khó gặp của Long Triều đại hạ này. Ngươi thấy Sương Nhi nhà ta thế nào, nữ soái cười hiền hòa. Chịu đòn rất giỏi. Triệu Bân cũng rất thật thà,
nói thẳng một câu. Đây cũng là lời nói thật, cái cô Sở Vô Xương đó cũng rất giỏi chịu đòn. Nữ soái nghe xong thì giật nhẹ khóe miệng, làm gì có ai nhận xét về con gái như thế. Hơn nữa, còn là nói trước mặt cô ruột của người ta, phải chẳng đầu óc của tên nhóc này có vấn đề, miệng cũng khéo phết. Ừm, rất đẹp, Triệu Bân nhận ra mình đã lỡ lời nên vội bồi thêm một câu nữa. Nữ soái lắc đầu, mỉm cười, xem ra tên nhóc này thật sự chưa hiểu ra được ý trong lời nói của cô ta. Có vẻ có vài chuyện không thể gấp gáp được. Chẳng hạn như, kéo Cơ Ngân về làm rể cho nhà họ Sở của mình. Ngay từ lúc ở biên quan, cô ta đã có suy nghĩ đó rồi, mặc dù ngoại hình hắn bình thường nhưng lại có khí chất bên trong. Quan hệ với Vô Xương nhà cô ta thì cũng là không đánh không quen biết, nếu như có thể thành đôi thì chắc sẽ rất hợp. Đang nói chuyện gì thế không biết. Lăng Phi cứ lẩm bẩm mãi ở bên ngoài. Bọn Vân Yên thì lại khá bình thản, nếu như đã là người do nữ soái giới thiệu thì nhất định phải có chuyện để nói rồi. Bỗng nhiên lại có một bóng người tiến lên. Đấy là Sở Vô Xương. Nữ soái vừa quay lại, chưa về nhà mà đã đến thẳng đây rồi. Vừa hay cô ta đang ở Thiên Tông, sau khi nghe nói thì đã chạy đến đây ngay. Sở sư tỷ đã ăn cơm chưa? Mục Thanh Hàn hỏi. Đã ăn rồi. Sở Vô Xương khẽ mỉm cười, vẫn giữ bộ dạng nữ giả nam như cũ, sau khi thua một trận thì tâm thái cô ta cũng đã thay đổi, nhuệ khí cũng giảm đi, không còn kiêu ngạo, khinh người như trước nữa. Nếu như là trước đây, ngoài người nhà mình ra, cô ta sẽ không cười với ai khác. Câu của cô ta đã từng nói, dù là thần tiên ở trên cao thì cũng phải hưởng hương hỏa từ nhân gian, cũng phải nhuốm bụi trần, nếu không thì làm sao biết được núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Lúc đó cô ta không hiểu nhưng sau khi thua Cơ Ngân thì cô ta đã hiểu ra. Nói thật lòng, nụ cười đó của cô ta khiến Mục Thanh Hàn, Xích Hiên và Lăng Phi đều thấy không bình thường, họ đã quen với dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng như con trời của cô ta rồi. Xem ra cô ta đã thực sự thay đổi. Cót két, cửa phòng được mở ra, nữ soái bước ra, sau đó là đến Triệu Bân. Cô, Sở Vô Xương cười rạng rỡ. Sao lại học đòi giả nam thế kia, nữ soái mỉm cười. Như thế này rất tiện, Sở Vô Xương hơi e thẹn, còn liếc nhìn Triệu Bân một cái. Triệu Bân lịch sự cười lại rất phải phép. Về nhà thôi, nữ soái phất tay, càng đi càng xa. Từ khi từ biên quan trở về đến giờ, cô ta còn chưa về nhà nữa. Sau khi cô ta rời khỏi đó, Triệu Bân lập tức có ý định bà trốn ngay. Ngồi xuống, ăn cơm nào, Vân Yên liếc hắn một cái. Người do nữ soái giới thiệu, phải nể mặt Sở Lam, không thể treo lên nữa. Triệu Bân cười gượng, nhanh nhảu ngồi xuống, xong rồi còn lấy thau ăn cơm ra. Sương Nhi cảm thấy Cơ Ngân thế nào, nữ soái mỉm cười và hỏi. Rất giỏi chịu đòn, Sở Vô Xương cũng nói câu đó. Nữ soái cũng giật mình. Nhìn đi, cùng một vấn đề mà đáp án của hai người họ lại giống nhau đến kỳ lạ như thế. Nếu vậy mà không ghép thành một đôi thì thật có lỗi với ông trời quá. Sau bữa cơm, Triệu Bân lại tự nhốt mình trong phòng. Tiếp đó, hắn bày bức vẽ lên bàn. Nói chính xác hơn là một tấm bản đồ của đế đô. Kể từ khi gặp Đào Tiên Tử lần đầu tiên vào hôm đó, lần đầu nghe được tin mẹ mình bị nhốt trong hình tháp từ miệng của Đào Tiên Tử thì gần như ngày nào hắn cũng xem tấm bản đồ đó. Hắn đã đánh dấu rất nhiều lần lên vị trí có tên là hình tháp. Mẹ của hắn đang bị nhốt bên trong đó, dù đây chỉ là tấm bản đồ nhưng dường như hắn có thể nhìn thấy được hình bóng của mẹ mình từ đó. Khổ nỗi đế đô đang phong tỏa. Không có giấy thông hành thì không thể vào trong. Hắn từng nghĩ đến việc mượn giấy thông hành của Dương Huyền Tông nhưng đến giờ vẫn chưa dám mở lời. Đến cả phó trưởng giáo cũng chưa chắc có được lệnh bài, hắn làm gì có mặt mũi lớn đến vậy, mở miệng chỉ tổ bẽ mặt. Tướng công, ta vào nhé. Bên ngoài. Có giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ truyền vào. Giọng nói vừa dứt thì liền nhìn thấy một bóng người bước vào. Đấy là Huyễn Mộng, tiếng tướng công được gọi rất ngọt ngào. Ai là tướng công của cô hả? Đừng gọi bậy bạ, Triệu Bân liếc cô ta. Còn xấu hổ nữa chứ, Huyễn Mộng mỉm cười và bước vào. Triệu Bân cất bản đồ thì vừa hay để cô ta nhìn thấy được một góc, chà, xem bản đồ hoàng thành à. Ngộ nhỡ ma ra cô gái ta. Ta còn phải nhắm đường để trốn chứ, Triệu Bân tùy tiện đáp. Bớt đùa, nhà họ Ma thật lòng muốn kết minh đấy, Huyễn Mộng bĩu môi. Triệu Bân không đồng ý,
biết người biết mặt mà không biết lòng, đề phòng vẫn tốt hơn. Huyễn Mộng tìm chỗ ngồi xuống, nói, tin tức đáng tin này, 3 ngày sau đế đô sẽ mở cửa. Đấy là một tin tốt lành, mắt Triệu Bân sáng rỡ lên, không cần giấy thông hành cũng có thể vào thành rồi. Nghe nói nữ soái đã đến sao? Tin tức của cô nhanh thật đấy, muốn đến đế đô như vậy mà sao không tìm nữ soái để mượn giấy thông hành? Huyền Mộng mỉm cười, nhìn Triệu Bân, nói một câu đầy hàm ý. Cô ta biết cứ dăm 3 bữa là tên nhóc này lại lén lút ra khỏi tông môn, hắn đã chạy đến đế đô mấy lần rồi, đáng tiếc là đế đô phong tỏa thành nên đành phải về tay không. Cô ta muốn biết tại sao Triệu Bân lại muốn đến đế đô như thế, lẽ nào trong thành có người mà hắn quan tâm sao? Nói thật, ta không thích cảm giác bị người khác giám sát. Triệu Bân cũng dần sành sỏi, sao hắn có thể không hiểu ý trong câu nói của cô ta cho được. Ở Thiên Tông, Ma gia không chỉ có mình Huyễn Mộng là tai mắt, đến việc hắn lén đến đế đô mà cũng biết thì rõ ràng là đang âm thầm điều tra hắn rồi. Lệnh của cấp trên, không thể không chấp hành, Huyễn Mộng nhún nhẹ vai. Triệu Bân rất cầu tiến, hắn cũng tìm chỗ ngồi xuống, lật chân mình lên xem, coi thử trong lòng bàn chân có bị khắc phù văn của đại địa linh chú không. Hôm đó, hắn đã nhìn thấy rất rõ, lòng bàn chân của cô gái của linh tộc có một phù văn. Chắc chỉ có linh tộc mới có và cũng là phù văn của đại địa linh chú. Nếu như hắn đoán không nhầm thì một khi phù văn đó hiện ra thì tức là đã tu luyện thành công. Huyễn Mộng nhìn với vẻ ghét bỏ. Này, ta vẫn còn ở đây mà, có thể giữ hình tượng chút không? Còn nữa, đã mấy ngày rồi ngươi chưa rửa chân hả? Triệu Bân không quan tâm, chỉ ngồi đó chăm chú quan sát. Hình tượng hả, mặt mũi đã mất thì còn màng hình tượng gì nữa chứ? Cơ Ngân. Lão đạo Âu Dương gọi người qua đó. Chính vào lúc đó, đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên, nghe giọng nói chắc là Tô Vũ. Hắn ta đang đứng dưới núi hét lên, giọng của hắn ta không phải cao một cách bình thường mà cao đến mức khiến chim chóc trên đỉnh Tử Trúc sợ hãi bay đi hết. Đừng cản trở, đang bận đây, Triệu Bân chưa ra ngoài thì Lăng Phi đã trả lời trước. Nó vừa nói vừa liếc nhìn nơi lầu của Triệu Bân. Lúc nãy, Huyễn Mộng đã vào trong, còn gọi tướng công khi vào nữa. Khó khăn lắm hai người họ mới ở bên nhau, đừng làm hỏng chuyện tốt của người ta. Với khả năng chịu đòn và đánh nhau giỏi như của Triệu Bân, không mất mấy tiếng đồng hồ thì không ra ngoài đâu. Câu đó của nó khiến Vân Yên phải lườm mắt. Mục Thanh Hàn và Xích Yên nghe xong cũng liếc mắt, xong rồi còn nhìn sang căn lầu của Triệu Bân, nếu không thì sao lại nói đều là sư tỷ chứ. Đến cả lời nói cũng giống hệt nhau, đồ lăng nhăng lạm tình. Cót két. Cửa phòng được mở ra. Triệu Bân đi chân trần ra khỏi phòng. Theo sau là Huyễn Mộng. Cô gái ấy vừa bước ra lại vừa chỉnh lại quần áo, khiến ai nhìn thấy đều tưởng rằng vừa mới mặc quần áo vào, đang cài cúc áo nữa chứ. Mà sau đó cô ta còn cầm cái gương nhỏ, chỉnh đốn lại mái tóc nữa. Triệu Bân liếc nhìn cô ta, cô cũng đa tài đa nghệ ghê đấy. Quỷ hà! Huyễn Mộng đấm nhẹ hắn một cái với dáng vẻ của một cô gái e thẹn. Nói xong thì quay đầu bỏ chạy. Không ngờ khuôn mặt cô ta còn y ửng đô nữa, đặc biệt là trước khi xuống núi, cô ta còn ngoảnh lại, chớp chớp mắt với Triệu Bân. Mặt Triệu Bân tối sầm, hắn cứ cảm thấy mình đã bị người khác chơi một vế. Nhìn ánh mắt của bọn Vân Yên thì hắn biết mình đã thực sự bị hiểu lầm rồi. Nhìn đi, có vẻ hình tượng một tên đàn ông xấu xa đã được tô đậm thêm rồi. Không thể giải thích rõ ràng được chuyện này nữa thì có tức hay không cơ chứ? Ta nói này. Thận của ngươi không ổn rồi đó, Lăng Phi chọt nhẹ Triệu Bân. Triệu Bân không nói gì, nhấc bổng nó lên bằng một tay rồi búng nhẹ vào cậu nhỏ. Sau đó mới thả Lăng Phi xuống đất lại. Mẹ kiếp ngươi, Lăng Phi bụng háng, nước mắt lưng tròng. Đến khi nó đứng vững lại được thì đã không còn thấy Triệu Bân đâu nữa. Nếu như lão đạo Âu Dương đã tìm hắn thì nhất định là chuyện luyện khí rồi. Hắn chạy chân trần đến luyện khí các. Chào buổi sáng cơ sư đệ. Sáng sớm có rất nhiều đệ tử, rất nhiều người chào hỏi hắn. Triệu Bân lịch sự cười đáp lễ rất chuẩn mực, giành được quán quân trong tỷ thí Tân Tông nên đi đến đâu hắn cũng được chú ý. Nếu như sớm biết đan tỉnh thần cũng không thể nào đánh thức được Liễu Tâm như thì hắn cũng sẽ không liều mạng như thế mà sẽ ẩn nấp trong bóng tối, sống kín tiếng, thứ bậc đối với hắn mà nói chẳng là gì cả. Bây giờ hắn phải khiêm tốn một chút. Ai mà biết có bao nhiêu người đang âm thầm giám sát hắn,
e là một nửa trong số đó cũng muốn giết chết hắn rồi. Lúc đi ngang qua núi Vũ Hóa, hắn còn liếc mắt và cầm kính viễn vọng lên xem. Nhóc con, muốn ăn đòn à, giọng của sư phụ Bát Nhã từ trên núi truyền xuống. Sư bá, Bát Nhã đã về chưa, Triệu Bân hỏi. Chưa. Hôm khác ta lại ghé, Triệu Bân nói rồi chạy đi còn nhanh hơn cả thỏ. Kính viễn vọng đúng là món đồ tốt, cộng thêm hai chữ thiên cơ nữa thì đúng là đỉnh. Vòng mấy vòng lớn rồi Triệu Bân mới đến được luyện kiếm các. Từ rất xa đã nhìn thấy Hoàng Hiết đang cầm chổi quét sân. Hoàng Hiết cũng đã nhìn thấy hắn, vẻ mặt rất khó chịu, thậm chí còn thoáng chút hung dữ. Đừng có chọc đến ta, gần đây tâm trạng ta không tốt đâu. Triệu Bân không nói gì nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả, hắn bị Nguyệt Thần gài một cú, bị Vân Yên đánh một trận ra trò, bị treo lên cây bằng dây thừng, một bụng ấm ức cả đây. Nếu bây giờ mà có người muốn lên đài chiến đấu hay khiêu chiến thì hắn sẽ đập liền tù tỷ chín phát chết ngay. Vào đi, giọng của lão đạo Âu Dương từ trong nhà truyền ra. Triệu Bân đi băng qua sân, bước thẳng vào trong. Ta hiểu rồi, Triệu Bân vẫn chưa đặt chân xuống đất thì đã nghe tiếng Nguyệt Thần thốt lên. Giọng nói đó khiến đầu óc Triệu Bân cứ ong ong lên. Vì đầu óc ong ong lên nên hắn bước không vững, khuỵu xuống đất, quỳ một cái bịch. Cái tên nhóc này, sao vừa vào cửa đã hành lễ lớn thế kia? Lão đạo Âu Dương vội vã tiến về trước và còn nhét cho Triệu Bân một tấm ngân phiếu. Theo cách nói của Thiên Tông thì đấy là tiền lì xì. Cô bị điên à? Mặt Triệu Bân lại tối sầm, hắn đang mắng Nguyệt Thần, lo mà sửa mặt trăng của cô đi, hét cái gì mà hét? Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Nguyệt Thần không để tâm đến hắn. Cô ta đang nâng mặt trăng đã bị hỏng hết một nửa và lẩm bẩm. Cô ta đã nghĩ thông một chuyện. Lời chúc phúc chín kiếp và lời chúc phúc của thần liên kết với nhau, lời chúc của thần còn có trước cả cửu thế, nói trắng ra, là lời chúc cửu thế đã đánh thức lời chúc của thần, quả nhiên vị thần đó là một vị thần có cơ to. Sao lại không mang giày thế kia? Mát! Lão đạo Âu Dương hỏi, câu trả lời của Triệu Bân vẫn sảng khoái như vậy. Sau khi nói với nhau vài câu thì lão đạo Âu Dương liền kéo Triệu Bân xuống địa cung. Không lâu sau, Hoàng Hiết chạy vào, không nhìn thấy hai người họ đâu thì vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, đệ tử chân truyền như hắn ta mà cũng chưa từng được đặt chân xuống địa cung của sư phụ, đến giờ hắn ta vẫn chưa biết bên trong đó có thứ gì. Vậy mà giờ một người ngoài lại có thể vào đến hai lần, đúng là bực mình mà. Ngươi hãy đợi đấy, Hoàng Hiết nghiến răng nghiến lợi. Lần thứ hai đến địa cung, Triệu Bân vẫn bị lóa mắt, huyền thiết lấp lánh, huyền cương sáng choang, thứ nào cũng là hàng hiếm, bất cứ thứ gì cũng là món đồ cực kỳ khó tìm ở thế giới bên ngoài, nói chúng vô giá thì cũng không có gì quá đáng. Không ngờ lão đạo này lại cất giấu nhiều đến như vậy khiến hắn nhìn mà cũng phải thấy thèm thuồng. Ta muốn đúc một thanh kim đao, cần thiên lôi của ngươi trợ uy. Lão đạo Âu Dương đã đi ra ngoài lấy vật liệu, tổng cộng có đến mấy chục loại huyền thiết. Hơn mấy trăm loại huyền cương, ánh lên đủ màu sắc, nhìn sơ qua là biết binh khí mà lão đạo Âu Dương muốn đúc có đẳng cấp rất cao. Và phải chắt lọc tinh túy trước. Lão đạo Âu Dương phân ra rất nhiều loại vật liệu, ý là muốn phân chia nhau ra để luyện chế. Triệu Bân hiểu ý, phóng thiên lôi màu vàng kim ra, bao bọc lấy một thỏi huyền thiết, tôi luyện và tinh chế hết mức. Thứ hắn cần phải là tinh túy nhất, các loại vật liệu cần phải được kết hợp với nhau một cách chuẩn xác nhất mới được. Gặp nữ soái rồi à, lão đạo Âu Dương cũng bắt tay vào tôi luyện, lão ta tùy tiện hỏi. Ta đã bị đánh một trận, Triệu Bân trả lời. Bị đánh cũng là một loại tu hành. Lão đạo Âu Dương đưa một tay lên vuốt râu, chủ yếu là câu trả lời của Triệu Bân khiến lão ta thấy rất hài lòng. Lão ta rất thích nghe tin hắn bị đánh, thấy ai cũng đập, bị đánh cũng đáng đời thôi. Sư bá có bán mấy vật liệu này không, Triệu Bân cười he he. Đợi thanh đao này được luyện thành công thì ngươi có thể tùy ý chọn một loại, lão đạo Âu Dương mỉm cười. Trưởng lão đúng là người rộng rãi, Triệu Bân cười vui vẻ, hai mắt đã bắt đầu nhìn ngang liếc dọc, thầm nghĩ trong đầu tí nữa nên lấy loại nào đây, luyện loại nào vào Long Uyên cũng đều có thể tăng độ cứng cho kiếm và đều có thể gia tăng uy thế. Hắn nhìn lướt một vòng thì đã có quyết định. Chính là thỏi cửu dương huyền thiết đó, màu vàng kim lấp lánh, đã có lửa mạnh, nó là vật liệu cương chí dương.
trong địa cung thì giá trị của nó có thể xếp thứ ba. Nếu như không phải vì huyền cương thứ nhất có thuộc tính không hợp với huyền thiết thứ hai thì hắn đã chọn nó rồi. Nhóc con, có phải ngươi có kim vũ minh tinh không? Lão đạo Âu Dương mỉm cười nhìn Triệu Bân. Không có, Triệu Bân lập tức lắc đầu, đấy là lời thật lòng của hắn. Vậy sao trên kiếm của ngươi lại có kiếm khí màu vàng kim dài ba tấc kia? Không nói được đâu, Triệu Bân trả lời thật lòng. Long Uyên được tôi luyện từ tử lệ binh tinh thì phải có kiếm khí màu tím, sở dĩ lại trở thành kiếm khí màu vàng là vì thiên lôi và độn giáp thiên tự tác động lẫn nhau gây ra. Dù cho hắn có nói với lão đạo Âu Dương thì lão già này cũng sẽ không tin, đến cả Nguyệt Thần cũng không nói rõ được nguồn gốc của độn giáp thiên tự lấp lánh kia, chắc chắn nó là không tầm thường, không thể nào cho người ngoài biết được. Lão đạo Âu Dương bĩu môi, tiếp tục tôi luyện huyền thiết. Trong địa cung, tiếng nói chuyện ít đi còn tiếng tia lửa điện rằng xé ngày một nhiều hơn. Hai loại thiên lôi cảm ứng với nhau. Thiên lôi thật bá đạo. Lão đạo Âu Dương không chỉ lẩm bẩm câu đó có một lần. Lôi điện có phân đẳng cấp thì thiên lôi cũng có phân đẳng cấp. So sánh với nhau thì dường như thiên lôi của lão ta có cấp bậc kém hơn so với thiên lôi của Triệu Bân. Nguyên nhân lão ta có thể cảm nhận được là vì thiên lôi của lão ta có vẻ như kiêng dè hoặc cũng có thể nói là sợ hãi thiên lôi màu vàng kim của Triệu Bân. Triệu Bân rất thản nhiên. Thiên lôi của hắn là thiên lôi từ trên trời, có thể thăng cấp nhờ vào việc hấp thụ lôi điện. Nếu như ngày nào cũng mưa dông thì nói không chừng thiên lôi của hắn còn có thể đột phá, đấy là điểm mà thiên lôi bình thường không thể nào so bì được. Phải đảm bảo lưu lượng, đừng cho quá nhiều, lão đạo Âu Dương nhắc nhở. Đệ tử hiểu rồi, Triệu Bân mỉm cười. Lưu lượng chính là tỷ lệ kết hợp của huyền thiết, nhìn vật liệu luyện khí thì hắn đã hiểu rõ, hắn nghiên cứu thuật luyện khi thâm sâu mất biết bao nhiêu ngày, đâu phải chỉ để chơi. Tên nhóc này có thiên phú khiến người ta phải kinh ngạc thật, lão đạo Âu Dương giật mình. Sau khi giật mình thì lại không khỏi suýt xoa. Người có võ hồn, luyện khí đúng là chẳng có áp lực gì. Cho nên mới nói, tên nhóc trước mặt này bất luận là luyện đan hay luyện khí cũng đều có thể nói là một kỳ tài, nghĩ vậy lão đạo Âu Dương lại cảm thấy hết sức đau lòng. Tại sao ngày ấy lão ta lại không bước xuống núi nhìn một cái kia chứ? Còn những lão già kia nữa, đá qua đá lại một hồi cuối cùng đá mất luôn cơ hội thu nhận được một đệ tử tốt. Sư bá có biết vì sao đế đô phong tỏa toàn thành hay không? Triệu Bân lại cầm lên một khối huyền thiết, để lôi điện bao quanh khối huyền thiết, sau đó thao tác mạnh như hổ khiến cho tạp chất bên trong khối huyền thiết cứ thế tinh luyện ra ngoài hết, hơn nữa còn phân chia tỷ lệ rất tốt. Đây là chuyện cơ mật, người nên ít hỏi lại một chút đi, lão đạo Âu Dương âm trầm nói. Kỳ thực chính lão ta cũng không biết. Đừng nói là lão ta, ngay cả phó trưởng giáo cũng không có quyền biết. Mọi việc đều do hoàng ảnh vệ xử lý, tất cả đều tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế, ai muốn vào đế đô đều cần phải có một tấm giấy thông hành đặc biệt, chỉ có cấp bậc như nữ soái mới có tư cách tùy ý ra vào. Không biết đến lúc nào thì hai người mới dừng lại. Huyền thiết đã được tinh luyện xong, các thành phần cũng đã được điều chỉnh. Tiếp theo là quá trình đúc dung hợp. Triệu Bân chịu trách nhiệm dung hợp, lão đạo Âu Dương chịu trách nhiệm đúc, chính là dùng thiên lôi đúc ra hình thái của binh khí. Lão ta đã đúc ra một thanh đao vàng sáng chói, từ thanh đao phát ra những tiếng ông ông, bên trên thanh đao còn được khắc những ký tự cổ. Những ký tự cổ này trước đó cũng đã có, sau đó lại được khắc thêm, nhưng tất nhiên chúng sẽ có bản chất khác nhau, uy lực cũng không giống nhau. Triệu Bân im lặng nhìn. Tuy rằng trình độ luyện khí của hắn không thấp nhưng so sánh với lão đạo Âu Dương thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Lực tinh thần của cường giả cảnh giới địa tạng vẫn mạnh mẽ hơn lực tinh thần của cảnh giới huyền dương như hắn, mặc dù hắn có võ hồn. Cho nên mới nói tu vi cao rất tốt, đúc ra binh khí cũng cao cấp hơn. Lão đạo Âu Dương vẫn bỏ xa hắn trong lĩnh vực luyện khí này. Phải biết rằng trong quá trình hắn luyện ra kiếm Long Uyên, để cho nó trở thành một thanh kiếm vô song cũng phải mất đến vài tháng. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn rất vụng về, chính là bởi vì tu vi của hắn còn thấp cho nên đã hạn chế uy lực của thiên lôi, rất khó để có thể luyện chế ra binh khí cao cấp. Nếu như lão đạo Âu Dương cũng có võ hồn như hắn thì lão ta sẽ có thể luyện chế ra binh khí dễ dàng hơn nữa. Chỉ cần có nguyên liệu đầy đủ thì chắc chắn ngày nào lão ta cũng có thể luyện chế ra tuyệt thế thần binh. Đừng phân tâm, lão đạo Âu Dương trầm giọng nói. Triệu Bân vội vàng định thần, khống chế lôi điện. Lúc này,
Thiên lôi của lão đạo Âu Dương đã biến thành một cây búa đập liên tục xuống thanh đao vàng, khiến cho thanh đao vàng lóe lên những ánh lửa mang theo kim quang sán lạn, uy lực cường đại, hết sức chói mắt. Thì ra là vậy, Triệu Bân cũng cảm thán một câu. Hai luồng lôi điện cùng luyện chế một loại binh khí cũng có thể khiến cho binh khí đó bộc phát ra gấp đôi lôi uy. Thanh đao này còn chưa luyện thành mà đã có hai luồng lôi tức quấn quanh. Khó trách lão đạo Âu Dương lại hào phóng đến như vậy, để cho hắn tùy ý xuống địa cung lấy lên huyền thiết cùng huyền cương. Rõ ràng là lão ta đã có tính toán từ trước, muốn mượn thiên lôi của hắn kết hợp với thiên lôi của lão ta luyện nên thanh đao này. Thanh đao này sau khi luyện thành không mạnh mới là lạ. Thêm vào một luồng hỏa tức thì nó sẽ càng thêm mạnh mẽ, Triệu Bân đột nhiên nói. Biết tìm thiên hỏa ở đâu ra, lão đạo Âu Dương thở dài. Đan huyền sư bá không phải có thiên hỏa hay sao? Miễn bàn đến lão già đó. Nóng tính hại thân, Triệu Bân ho khan một tiếng nói. Thực ra thì hắn cũng đã quên mất mối quan hệ giữa lão Đan Huyền và lão Âu Dương này chính là mối quan hệ tình địch điển hình trong truyền thuyết. Chuyện này Tử Viêm đã lén lút nói cho hắn biết. Ngày trước khi Đan Huyền luyện hóa lò tử kim thì cũng nhất quyết không tìm lão đạo Âu Dương hỗ trợ, nguyên nhân chính là vì việc này. Luyện khí các. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hoàng Hiết đã mấy lần lẻn vào đại điện, một lần lẻn vào thì sắc mặt của hắn ta lại càng thêm khó coi. Hắn ta rất muốn xông vào hỏi sư phụ, hắn ta ngoài việc thiếu một chút thiên lôi thì còn có điểm gì thua kém cơ ngân. Nếu như hắn ta thực sự hỏi lão đạo Âu Dương như vậy thì chắc chắn lão ta sẽ không ngần ngại trả lời, ngoại trừ việc trông ngươi ưa nhìn hơn cơ ngân một chút thì so với hắn ngươi thực sự không có lợi thế gì. Mau đi về nhà ngủ sớm nằm mơ đi. Còn chịu đựng được không, bên trong địa cung, lão đạo Âu Dương uống một ngụm rượu rồi hỏi. Vẫn ổn, Triệu Bân lau mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Lão đạo Âu Dương đang đánh bóng thanh đao vàng. Nhiệm vụ của hắn đã trở thành bảo dưỡng thân đao, không những phải duy trì lôi điện mà còn phải khống chế nó thật tốt. Thanh đao này được tạo thành bằng phương pháp luyện chế như vậy, tất nhiên một người không thể nào làm được. Về phần hắn, hắn chính là một ngoại lệ. Là cảnh giới huyền dương duy nhất có thể luyện khí cùng với cảnh giới địa tạng. Có võ hồn thật tốt, lão đạo Âu Dương lại thổn thức nói. Nếu đổi lại là Hoàng Hiết thì không biết hắn ta đã ngất đi mấy lần rồi. Cho nên mới nói tìm cơ ngân là thích hợp nhất, tên nhóc này không chỉ có thể chiến đấu, có thể phản kháng mà còn có sức chịu đựng cao, quan trọng nhất là trình độ luyện khí của hắn cao đến mức đáng kinh ngạc. Mà hắn chỉ mới có cảnh giới huyền dương mà thôi. Nếu như hắn đạt tới cảnh giới địa tạng thì e rằng không có luyện khí sư đồng cấp nào có thể đánh bại hắn. Triệu Bân bắt đầu rót vào cơ thể linh dịch, hắn thực sự sắp chịu không nổi nữa. Keng, keng, cây búa thiên lôi của lão đạo Âu Dương vẫn liên tục đập xuống. Cái gọi là thiên truy bách luyện chính là như thế này. Từ khi mài thân đao, lão đạo Âu Dương đã đập búa xuống hơn 1000 lần, chỉ như vậy thì cũng không tính là gì. Cái chính là lão ta còn phải kiểm soát được sức mạnh và cường độ của búa thiên lôi, nếu như làm không tốt thì có thể sẽ làm gãy thanh đao. Cũng giống như luyện đan, muốn luyện khí đạt tới trình độ này thì luyện khí sư cũng phải được tôi luyện qua vô số lần. Sức người có hạn, làm luyện khí sư, nhất định sẽ chậm trễ trên con đường tu luyện võ đạo. Thiên tài yêu nghiệt như Triệu Bân cũng rất khó có thể tu hành cùng một lúc cả hai lĩnh vực. Trước đó hắn lựa chọn từ bỏ luyện khí là một lựa chọn rất đúng đắn, chia thời gian và công sức cho cả hai lĩnh vực thì chỉ sợ không có lĩnh vực nào tu hành được đến đỉnh cao. Tất cả đều phải làm theo khả năng, như Nguyệt Thần đã từng nói tham lam quá sẽ không kham nổi cũng không phải là không có lý. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, đêm nay đối với Triệu Bân và lão đạo Âu Dương mà nói chính là một cực hình. Sự dày vò đó tạo thành mệt mỏi đến tận sâu trong tâm hồn. Triệu Bân thì lại mệt mỏi cả võ hồn, đến một giới hạn nhất định, nó lại càng đau, suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ, ánh mắt cũng hiện đầy tơ máu, nếu cứ tiếp tục thế này, hai người họ sẽ bị tổn hại căn cơ. Nuốt nó đi. Lão đạo Âu Dương vung tay lên, một viên đan dược màu tím bay ra. Triệu Bân tiện tay nhận lấy, hắn biết viên đan dược này là đan tam vân hồn phách, dùng để bổ sung tinh thần. Tất nhiên cũng có thể tẩm bổ cho võ hồn. Nuốt vào miệng, cảm nhận được sự lạnh lẽo, võ hồn mỏi mệt thoải mái hơn nhiều. Lão đạo Âu Dương cũng nuốt một viên, búa lôi điện gõ xuống ngày càng mạnh mẽ, chịu không nổi thì cứ nói. Cũng ổn,
Triệu Bân nói xong lại đứng vững chân hơn. Luyện khí cũng như luyện đan vậy, kỵ nhất là bỏ dở giữa chừng. Bây giờ mà dừng tay lại, có lẽ đao vàng sẽ không vỡ hoặc nổ tung, nhưng chắc chắn phẩm chất sẽ giảm đi rất nhiều, đều là luyện khí sư, lão đạo Âu Dương biết, tất nhiên hắn cũng biết, bắt người tay ngắn, dù thế nào cũng phải cố gắng đến cùng, nguyên liệu luyện khí rất khó tìm, cũng không thể lãng phí được, phải luyện đến mức tốt nhất. Lão đạo Âu Dương cười hiền, không nói nửa lời. Tiếp theo đây, họ không thể phân tâm. Tuy là cùng nhau luyện khí nhưng áp lực mà lão ta phải chịu mạnh mẽ hơn Triệu Bân rất nhiều, mỗi một búa đánh xuống tinh thần lại đau nhức, dù thứ bị đập là đao vàng nhưng chẳng khác gì đập thẳng vào tinh thần lão ta. Trong một khoảnh khắc, Triệu Bân rên lên một tiếng. Nếu nói là không có áp lực thì hẳn là giả. Lão đạo Âu Dương đập một nhát, võ hồn hắn sẽ run lên một hồi. May là võ hồn, nếu là tinh thần thì hắn đã bị đánh chết từ sớm. Cảnh giới tu vi không đủ, đụng chuyện mới biết thế nào. Cũng như Long Uyên của hắn, nó mất rất nhiều thời gian và sức lực để mài giũa, bù lại thiếu hụt trước đó, nếu Long Uyên cũng được làm một mạch từ đầu đến cuối thì sẽ mạnh mẽ và bá đạo hơn bây giờ rất nhiều. Sau tiếng kêu rên đó, hắn lại dùng tẩy tủy dịch hồn kinh. Vừa luyện khí vừa luyện hồn. Dù không có lôi điện nhưng vẫn luyện được võ hồn, chẳng qua sẽ yếu hơn rất nhiều, võ hồn bị búa lôi điện nện hết lần này đến lần khác, cũng là một cách để luyện võ hồn, ngoài việc nó hơi đau thì cũng chẳng sao cả, giờ bỏ thêm tẩy tủy dịch hồn kinh vào thì sức mạnh lại càng tăng thêm. Lại còn luyện cả võ hồn nữa ư? Lão đạo Âu Dương hết sức ngạc nhiên, khiếp sợ bí thuật luyện hồn của Triệu Bân, cũng khiếp sợ tư chất của hắn. Đang luyện khí mà, còn một công đôi việc ư? Ông có thể nhắm trước rồi hắng đập xuống không? Triệu Bân nhe răng trợn mắt. Mới một giây trước đó thôi, lão đạo Âu Dương đã nện một búa vào ngay chân hắn. Lão đạo Âu Dương cười gượng, vội vàng tỉnh táo lại. Keng, keng. Tiếng keng keng liên tục vang lên đều đều dưới địa cung. Tiếng thở gấp cũng phát ra rất rõ, ai không biết còn tưởng hai người họ đang làm trò bậy bạ gì ấy chứ. Ông. Khi màn đêm lại buông xuống mới nghe thấy tiếng đao vang lên. Xong, đao vàng đã được luyện xong, ánh đao sáng chói lóa làm rực rỡ cả địa cung. Chân Triệu Bân như nhũn ra, thở hắt một hơi ngồi xuống. Một thanh đao luyện mất 3 ngày, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, hai mắt đầy tơ máu. Tốt! Lão đạo Âu Dương lảo đảo, tay cầm đao vàng trầm trồ khen ngợi. Triệu Bân thở hổn hển rồi lại ngước mắt lên nhìn. Đao vàng thật sự chói mắt, những hoa văn đó trông rất kỳ dị, giống như một con rồng, dường như họ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng long ngâm, đó là thứ mà nguyên liệu mang đến, ngoài ra còn có thân đao, có thể nói là đao khí bắn ra bốn phía, ầm ầm vang vọng, luồng lôi khí quanh quẩn, lôi điện xé rách, nhìn thôi đã thấy sợ chứ đừng nói đến sức mạnh của nó, một đao chém tới, e là không có mấy người chịu nổi. Phụt. Lão đạo Âu Dương rót một ngụm rượu phun lên thân đao. Kim quang chói lóa, tia sáng sắc bén của lưỡi đao lóe lên, lại bị khí nóng hóa thành đao khí. Đao tốt, lão đạo Âu Dương lại cười to. Từ khi lão ta luyện khí đến nay, làm ra vũ khí tốt cũng rất nhiều, nhưng thanh đao này là tốt nhất. Theo lý mà nói, đây không phải là vũ khí do một mình lão ta làm ra. Nếu không có sự hỗ trợ của cơ ngân, lão ta cũng không thể luyện được vũ khí cấp bậc này. Làm từ thiên lôi. Thôi thì đặt là thiên lôi đi. Đến đây. Lão đạo Âu Dương cười nói, lấy đao vàng tới. Nó được hai người hoàn thành, cũng phải để cơ ngân thưởng thức kiệt tác của bọn họ một chút. Đúng lúc Triệu Bân đứng dậy, tiện tay nhận lấy. Nhưng hắn đã xem thường sức nặng của đao vàng, mới vừa đúng lên đã phải ngồi xuống. Đao tốt, Triệu Bân xoay qua xoay lại ngắm nghía một phen, đúng là vũ khí sắc bén hơn người. So với thanh kiếm của ngươi thì nó vẫn còn thua kém một chút, lão đạo Âu Dương cười nói. Cái đó, Triệu Bân không phủ nhận. Long Uyên của hắn được làm bằng vẫn thiết thiên ngoại, đã có sự chênh lệch trong nguyên liệu rồi, hơn nữa còn được mài bằng lôi điện mỗi ngày, cùng với tử lệ binh tinh luyện hóa cùng độn giáp chữ thiên, vũ khí bình thường không cách nào so sánh được. Sau khi nhìn ngắm rất lâu lão ta mới trả lại. Sau đó vác cái thân già đi lấy bảo bối.
Cái gọi là bảo bối đó chính là Cửu Dương Huyền Thiết, hắn đã nhắm nó từ rất lâu rồi. Tiểu tử nhà ngươi cũng không ngốc nhỉ. Lão đạo Âu Dương xót ruột chết đi được, thời gian trôi qua rất lâu nhưng lão ta vẫn không nỡ dùng đến nó. Triệu Bân cũng mặc kệ, cầm lấy nhét vào chiếc nhẫn ma, ta nói lời giữ lời. Hẹn gặp lại. Triệu Bân cười ha hả, chắp tay đi vội ra khỏi địa cung, sợ lão già này đổi ý. Trên thực tế, lão đạo Âu Dương thật sự muốn đổi ý, đang ôm ngực lăn lộn mè nheo bên kia kìa. Khi Triệu Bân trở lại đỉnh Tử Trúc thì mùi cơm thơm đã tỏa ra bốn phía. Hắn cũng không khách khí, vừa ngồi vào bàn đã gục mặt ăn lấy ăn để. Luyện khí ba ngày ba đêm không ăn không uống đã khiến cho hắn đói đến điên người. Mặc dù võ tu có thể nhịn ăn vài ngày không sao, nhưng thời gian lâu quá cũng không được. Đến đây, cầm lấy. Lăng Phi mỉm cười, bí mật đưa cho Triệu Bân một túi đồ. Trên cái túi nhỏ có khắc bốn chữ ngoằn ngoèo, bổ thận tráng dương. Trùng hợp là cả ba mỹ nữ ở đây đều nhìn thấy nó. Triệu Bân còn chưa kịp ăn tiếp thì đã bắt gặp ba ánh mắt không mấy thân thiện. Triệu công tử cũng hành động hết sức đơn giản gọn gàng, hắn mở miệng Lăng Phi ra rồi nhét tất cả vào trong. Tráng dương con khỉ khô, thận của ông đây rất tốt. Cơ ngân ở đây đúng không? Trong lúc mọi người đang bị chọc cười thì lại nghe thấy một tiếng gọi. Triệu Bân liếc mắt nhìn thấy một thân ảnh vạm vỡ bước tới, đó là một người đàn ông trung niên mặc áo đen. Người của Sở Gia, Vân Yên nhìn thoáng qua liền nhận ra, đây là người trước đây cô ta từng gặp ở Sở Gia. Ở đây, Triệu Bân đã đứng dậy, quét mắt nhìn người đàn ông mặc áo đen từ trên xuống dưới, hắn chắc chắn chưa từng gặp qua người này. Lão tổ nhà ta mời ngươi đến dùng bữa ngày mai, người đàn ông trung niên mặc áo đen cười nhẹ nói xong còn phất tay biến ra một tấm thiệp mời, trên tấm thiệp mời tự mang khí tức, chính là khí tức của cảnh giới chuẩn thiên. Lão tổ nhà ông, Triệu Bân nhận lấy thiệp mời theo bản năng. Nhớ tới đó, người đàn ông trung niên không nói nhiều đã xoay người xuống núi. Đưa đây ta xem, Lăng Phi nhảy ra giật lấy tấm thiệp mời. Ôi trời! Lão tổ Sở ra đích thân mời ngươi, sau đó lại nghe Lăng Phi kích động hô to. Vân Yên, Mục Thanh Hàn và Xích Hiên đều rất ngạc nhiên. Sở ra mời cơm cũng không tính là gì, nhưng nếu như lão tổ Sở ra đích thân mời cơm thì ý nghĩa lại rất khác. Lão tổ Sở ra cũng giống như ông trời của Sở ra, chính là một vị cảnh giới chuẩn thiên hàng thật giá thật, chưa từng phát thiệp mời cho tiểu bối bao giờ. Tấm thiệp mời này chắc chắn là tấm thiệp mời đầu tiên. Mà cơ ngân cũng chính là người đầu tiên trong toàn cõi đại hạ này hưởng được vinh hạnh đó. Người của Sở gia. Triệu Bân nghe thấy tên của Sở gia liền cảm thấy cả người lạnh lẽo. Đi tới đó rồi, hắn có bị đánh không? Có phải tính tình của lão tiền bối này rất đáng sợ hay không? Hắn có thể không đi hay không? Phải đi. Đây là mệnh lệnh của Vân Yên. Triệu Bân ho khan một tiếng, tập trung ăn cơm. Có lúc hắn lại ngước mắt lên nhìn về phía đế đô. Theo Huyễn Mộng nói thì ngày mai đế đô mới hết phong tỏa, sao người đàn ông trung niên này có thể đi ra? Hắn cũng không nghĩ nhiều. Ngày mai hắn có thể đến đế đô đánh giá một phen, nếu như đế đô đã không còn bị phong tỏa thì hắn cũng đã có thể đi gặp mẹ. Sau bữa tối, hắn trở về phòng sớm, khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ. Dưới ánh nến, trông hắn giống như đang vẽ tranh nhưng nhìn kỹ mới thấy là hắn đang vẽ bùa. Ngày mai đi đế đô hắn có thể xử lý hết tất cả những bùa chú cấp chân linh, còn bây giờ thì hắn đang tiếp tục vẽ bùa chú cấp huyền dương. Ngoài ra, hắn đang còn ra sức phục hồi sức mạnh của thiên nhãn. Vẫn là câu nói kia, nếu ma gia thực sự muốn bẫy hắn thì hắn còn có thể nhanh chân chạy. Trải qua suốt đêm không nói một tiếng nào, trong nháy mắt đã tới sáng sớm. Sáng sớm Triệu Bân vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp. Đó chính là Huyễn Mộng, vừa nhìn thấy hắn thì cô ta liền chớp chớp đôi mắt đẹp, biết Triệu Bân hôm nay đi đế đô cho nên cô ta tới đây để đi cùng hắn, cô ta còn có việc phải bẩm báo với ma tử. Ví dụ như, tin tình báo thu thập được trong mấy ngày nay. Cả ngày qua lại chạy, cuối cùng vẫn ở đây, Lăng Phi cười ha hả nói. Không đợi Huyễn Mộng lên tiếng thì Lăng Phi đã cảm giác được lòng bàn chân của mình không còn chạm đất nữa. Chính xác mà nói thì chính Triệu Bân đã xách Lăng Phi lên rồi hung hăng ném qua chỗ khác.
Ông nội ngươi, thằng nhóc tóc tím vừa nói vừa tuôn rơi nước mắt. Khi nhìn lại thì nó đã thấy một con hạc trắng chở Triệu Bân và Huyễn Mộng bay lên cao. Nghe nói tối nay ngươi sẽ đến Sở ra dự tiệc, Huyễn Mộng cười nói. Cô, thật đúng là thần thông quảng đại. Triệu Bân thở dài, dường như không có tin tức gì có thể qua mặt được cô ta. Tuy nhiên Huyễn Mộng chỉ đúng một nửa, dù không có lời mời đó thì hôm nay hắn cũng sẽ đến đế đô đã hết phong tỏa, hắn đã có thể đi gặp mẹ, việc dự tiệc và thương lượng với ma tử chỉ là tình cờ xảy ra cùng lúc mà thôi. Chỉ là chuyện nhỏ với mạng lưới tình báo của ma gia, Huyễn Mộng vừa vuốt tóc vừa nói. Triệu Bân ngồi thẳng người, hắn hết sức hoài nghi chuyện đánh vào mạng lưới tình báo của đại hạ lúc trước cũng có phần của ma gia nhúng tay vào. Tình báo của ma gia đã có mặt ở Thiên Tông và Hoàng Tộc, sợ là ngay cả bên trong Sở gia cũng đã có tình báo của ma gia đang trà trộn. Không biết từ lúc nào con hạc trắng đã từ trên trời đáp xuống. Triệu Bân không vào thành ngay mà ngẩng đầu quan sát trước. Mấy lần trước hắn đều tới đây vào lúc nửa đêm nên không thể quan sát rõ ràng được. Hôm nay là lần đầu tiên hắn tới đây giữa thanh thiên bạch nhật cho nên mới có thể quan sát rõ ràng đế đô của Triều Long Đại Hạ. Kết giới của nơi này toát ra sự uy nghiêm hùng vĩ, cổng thành cao hơn mấy chục trượng mà tường thành thì còn cao hơn nữa. Hắn đứng ở đây giống y như một con ếch nhỏ đang cố ngước mắt nhìn lên. Bên trên tường thành có khắc rất nhiều cấm chế, e rằng xe nỏ bình thường không thể nào làm cho nó lung lay, khả năng phòng thủ này thực sự vô cùng mạnh mẽ. Đi thôi, Huyễn Mộng vỗ vai Triệu Bân nói. Triệu Bân không nhìn nữa, nhanh chóng bước vào trong dòng người. Sau khi bước vào đế đô thì hắn liền cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ khiến cho hắn cảm thấy áp lực. Hắn giống như một người nhà quê lên tỉnh, liên tục quay đầu nhìn trái nhìn phải. Hai bên phố là các dãy lầu các cao vút đứng sang sát nhau. Mặt tiền của các cửa hàng ở đây cũng được bày trí hết sức xa hoa. Thành vong cổ nho nhỏ của hắn hoàn toàn không thể nào so sánh được với nơi này. Tòa lầu các cao nhất thành vong cổ chắc chắn cũng sẽ trở nên hết sức bình thường nếu như được đặt ở đế đô này. Người đi trên đường rộn ràng nhốn nháo, quần là áo lụa, phần lớn đều là con cháu thế gia. Mới sáng sớm mà đã có rất nhiều tiếng giao hàng vang lên ở mỗi một góc phố. Ở đây có nhiều cường giả quá, Triệu Bân lẩm bẩm nói. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được rất nhiều người toát ra khí tức không tầm thường. Quả nhiên là đế đô. Ngay cả những người bán hàng rong cũng là cảnh giới huyền dương đỉnh phong, còn mấy lão già đi tới đi lui trên phố hơn phân nửa đều là cường giả cảnh giới địa tạng. Ngày mai ma tử mới tới, hôm nay người có muốn đi dạo phố với ta không? Huyễn Mộng chớp chớp đôi mắt đẹp hỏi. Lời này Triệu Bân coi như không nghe thấy, bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, hắn đang muốn đi tới hình tháp. Hắn sớm đã khắc ghi vào trong tâm trí bản đồ của đế đô. Cho nên hoàn toàn có thể tìm ra được chính xác vị trí của hình tháp. Người vội vàng đi đầu thai sao, Huyễn Mộng vừa nói vừa đuổi theo hắn. Triệu Bân không trả lời, mà hắn cũng không nghe thấy cô ta nói, hắn chỉ biết cắm đầu lướt qua dòng người. Giờ phút này không có ai quan trọng bằng mẹ của hắn. Chính vì hắn quá kích động cho nên tốc độ của hắn cũng càng lúc càng tăng nhanh khiến cho Huyễn Mộng đuổi theo vội vàng tới mức phải thở hổn hển. Người đi đường đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Cái loại như hắn mà cũng được mỹ nữ như hoa như ngọc thế này theo đuổi hay sao? Thế giới này đang bị làm sao vậy? Bộ dạng tầm thường như hắn mà cũng có thể thu hút được mỹ nữ. Khi đi ngang qua một tòa phủ đệ, Triệu Bân đột nhiên dừng lại. Hắn dừng lại quá đột ngột, khiến cho khuôn mặt của Huyễn Mộng đang đuổi theo hắn bị đập thẳng vào lưng hắn. Triệu Bân vẫn thờ ơ, chỉ chăm chăm nhìn tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này rất lớn hơn bất kỳ tòa phủ thành chủ nào mà hắn từng nhìn thấy. Lính gác đứng ở cửa cũng hết sức uy nghiêm, hai con sư tử đá ở hai bên cánh cửa cũng vô cùng oai phong lẫm liệt. Phía trên cửa phủ đệ có một tấm biển lớn để mấy chữ hết sức chói mắt, Tử Y Hầu Phủ. Không sai, đây chính là phủ đệ của Tử Y Hầu, kẻ thù của hắn. Hắn đã đánh dấu nơi này vô số lần trên bản đồ của đế đô. Rồi sẽ có một ngày hắn san bằng Tử Y Hầu Phủ. Rồi sẽ có một ngày hắn xách đầu của Tử Y Hầu đến trước mộ của cha mình để tế bái linh hồn ông ấy trên trời. Có vấn đề gì sao? Huyễn Mộng xoa trán nói. Không có vấn đề gì, Triệu Bân thản nhiên đáp rồi tiếp tục hòa vào dòng người. Huyễn Mộng lại tiếp tục đuổi theo hắn, chủ yếu là vì tò mò,
cô ta tò mò muốn biết tên nhóc này vội vã như vậy để làm gì. Trước đây khi đế đô phong tỏa, 3 ngày liền bọn họ đều chạy tới đây, hôm nay được bước vào thành thì cái tên này liền giống như một con ngựa bị đứt dây cương, chỉ cần lơ là một chút thì cô ta sẽ mất dấu hắn. Ma tử đã nói tuyệt đối không thể để cho tên này chạy mất. Đến trước một tòa lầu các, Triệu Bân lại đột nhiên đứng lại. Chính xác mà nói thì đây là một thanh lâu, mới sáng sớm mà thanh lâu này đã làm ăn rất tốt. Trước khi đến đây hắn đã nghiên cứu địa thế rất kỹ. Thanh lâu này gần với hình tháp nhất, nếu như hắn đứng ở tầng cao nhất của thanh lâu thì hắn có thể dùng kính viễn vọng quan sát hình tháp. Dù sao hình tháp cũng không phải là nơi tầm thường, xung quanh nơi đó lúc nào cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, người bình thường không thể đến gần, cho nên hắn chỉ có thể quan sát nó từ xa. Huyễn Mộng đuổi theo tới đây thì cũng dừng lại, bất giác ngẩng đầu nhìn lên tấm biển hiệu rồi liếc nhìn lối vào, cô ta thấy có rất nhiều cô gái ăn mặc quần áo không chỉnh tề đang đứng chèo kéo khách, giọng nói hết sức óng ẹo, đại gia, sao bấy lâu nay không thấy ngài tới chơi. Nếu cô ta không nhầm thì đây rõ ràng là một thanh lâu. Triệu Bân không nghĩ nhiều, liền xông vào thanh lâu. Ngươi! Huyễn Mộng đuổi theo được thêm 2 bước thì phải dừng lại. Bên trong đôi mắt đẹp đã bùng lên ngọn lửa. Ngươi hay lắm Cơ Ngân, bên cạnh đã có một đại mỹ nữ mà vẫn còn vội vã chạy đến chỗ này. Chuyện này khiến cho cô ta cảm thấy rất xấu hổ. Ngươi chờ đó cho ta. Huyễn Mộng nhìn quanh một lượt rồi phóng vào một con hẻm nhỏ. Sau khi bước ra ngoài, cô ta đã mặc một bộ quần áo mới. Cô ta đã cải trang thành đàn ông, có thêm 2 cái râu ở trên mép. Trên tay còn cầm thêm một chiếc quạt gấp. Tư thế đi đứng của cô ta lúc này cũng rất giống một hảo hán, tuy vẫn còn có chút kỳ quái. Vẻ ngoài của cô ta rất đẹp. Sau khi cải trang thành đàn ông thì trông cô ta cũng hết sức đẹp trai. Các cô gái ở đây nhìn thấy cô ta thì đôi mắt cũng đều trở nên sáng long lanh. Tuy nhiên, Huyễn Mộng cảm thấy rất mất tự nhiên, thành thật mà nói. Từ khi cô ta trà trộn vào Thiên Tông thì chưa có chuyện mạo hiểm nào mà cô ta chưa từng làm qua, duy chỉ có chuyện bước vào thanh lâu là từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô ta chưa bao giờ làm. Vị công tử này trông lạ mặt quá, tú bà cười ha hả đi tới hỏi. Ta, đang tìm một người, Huyễn Mộng nhìn trái nhìn phải rồi nói. Đã tới đây rồi thì có ai không tìm người đâu, tú bà cười tủm tỉm nói. Huyễn Mộng đẩy tú bà ra. Cô ta tới đây tìm người cũng không giống như kẻ khác tới đây tìm người. Bên kia, Triệu Bân đã lên tầng cao nhất của thanh lâu. Hắn trả 1.000 lượng để bước vào khuê phòng của một cô gái. Đại gia, một khắc xuân tiêu đáng giá 1.000 vàng, cô gái kia bày ra tư thái yểu điệu nói, nở nụ cười tươi như hoa nở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Bân nhẹ nhàng phất tay tiễn cô gái vào trong giấc ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cô ta lên giường. Sau đó hắn khóa chặt cửa phòng. Đồng thời hắn cũng dán lên cửa 2 lá bùa để ngăn người khác nhìn lén. Xong việc hắn mới chậm rãi mở cửa sổ, cầm kính viễn vọng nhắm về phía hình tháp, lính canh ở đó quả nhiên được bố trí rất chặt chẽ. Hắn có thể thấy rõ bọn lính canh đang tuần tra, tất cả đều mặc áo giáp, nét mặt lạnh như băng. Đáng tiếc khoảng cách vẫn còn quá xa. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tầng 9 của hình tháp, còn lại thì hắn không nhìn thấy gì cả. Cũng chỉ có thể trách hắn đã chọn sai thời điểm. Nếu như quan sát vào ban đêm thì hắn có thể nhìn thấy bóng người qua sự chiếu rọi của ánh nến và ánh trăng. Làn gió thơm thoang thoảng thổi đến, một bóng người xinh đẹp vừa xuyên qua bức tường. Đó chính là Huyễn Mộng, lần này thì hay rồi. Để cho cô ta tìm tới cửa. Nhưng khi cô ta xuyên vào phòng thì liền nhìn thấy một cảnh tượng hết sức đáng kinh ngạc. Cô gái thanh lâu đang nằm ngủ ngon lành trên giường, còn Cơ Ngân lại đang đứng trước cửa sổ thưởng thức phong cảnh bên ngoài, đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy? Nhanh, nhanh như vậy sao, khóe miệng của Huyễn Mộng giật giật. Triệu Bân đóng cửa sổ. Trước khi Huyễn Mộng bước vào thì hắn đã cất kính viễn vọng. Hắn quan tâm đến mẹ mình đến mức quên mất bên cạnh còn có nội gián của ma gia. Lỡ để cho cô ta phát hiện ra manh mối thì chỉ sợ sẽ gây ra thêm những chuyện phiền phức khác. Chậc chậc chậc. Phe phẩy chiếc quạt gấp, Huyễn Mộng tiến lại bên giường liếc nhìn cô gái đang say ngủ. Cô ta đang muốn xem thử mỹ nữ này đẹp đến cỡ nào. So sánh một chút,
cô ta vẫn cảm thấy mình đẹp hơn. Thì ra thẩm mỹ của Cơ công tử có vấn đề. Sư tỷ, quấy nhiễu một khắc xuân tiêu của người ta sẽ bị thiên lôi đánh đó, Triệu Bân liếc mắt nhìn Huyễn Mộng nói. Ta, không đẹp hơn sao, Huyễn Mộng liếc đôi mắt đẹp nhìn hắn hỏi. Đẹp, Triệu Bân không phủ nhận. Sau đó, hắn còn nói thêm, mẹ ta nói, người càng đẹp, thì càng nguy hiểm. Người đánh bại Sở Vô Xương cho nên bây giờ nói chuyện cũng gan dạ quá nhỉ, Huyễn Mộng trừng mắt nhìn hắn. Nếu muốn sống thêm vài năm thì tốt nhất cũng nên biết sợ. Triệu Bân nói xong thì xuyên tường ra ngoài. Ban ngày hắn không thể nhìn thấy mẹ của mình, cho nên tốt hơn hết là nên đến vào ban đêm. Hơn nữa lúc này Huyễn Mộng vẫn còn ở đây, mà hắn thì không muốn cô ta chú ý đến bất cứ hành động nào của hắn. Chờ ta, Huyễn Mộng chạy theo hắn như hình với bóng, cũng xuyên tường ra ngoài. Hai cái tên này, biết cách chơi quá. Một vị khách thanh lâu đi ngang qua nhìn thấy hai người đàn ông đi ra từ một căn phòng thì không khỏi nhướng mày. Triệu Bân bước ra phố hòa vào dòng người, chốc chốc lại liếc mắt nhìn về hướng hình tháp. Lúc nãy hắn đã quan sát rõ ràng, bên ngoài hình tháp canh phòng rất nghiêm ngặt, căn bản là không thể nào tới gần. Đừng nói tới chuyện hắn muốn đi vào cứu mẹ của mình ra, chỉ sợ ngay cả cảnh giới chuẩn thiên muốn đi vào cũng không dễ. Nơi này là đế đô, cho dù là cảnh giới chuẩn thiên cũng phải quỳ gối. Hắn ngước mắt lên bầu trời, nhìn thấy một con thú cưỡi hiếm hoi xuất hiện. Nói vậy không phải do ở đây không có thú cưỡi, mà là do đế đô cấm dùng thú cưỡi trong thành. Chỉ có hoàng cảnh vệ trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế mới có tư cách dùng thú cưỡi ở đế đô, nhưng số đó cũng cực kỳ ít, e rằng chỉ những người có cảnh giới cùng tu vi tương đương với nữ soái mới có được vinh dự đó. Vì vậy nếu như hắn muốn bay lên hình tháp cũng không khả thi. Chỉ sợ lúc hắn vừa bay lên trời thì đã bị đánh gục rồi. Đây là đế đô đại hạ, không ai dám làm càn. Muốn cứu người, còn khó hơn lên trời, Triệu Bân lẩm bẩm, cảm thấy mình thật bất lực. Đạo hạnh của hắn vẫn còn quá nông cạn, tu vi của hắn vẫn còn quá yếu, muốn xông vào trong đó thì ít nhất hắn phải đạt được tới cảnh giới chuẩn thiên. Người đang nghĩ gì vậy? Huyễn Mộng vừa đi theo hắn vừa hỏi, cô ta đã thay lại trang phục nữ. Sư phụ nói sở dĩ đế đô phong tỏa toàn thành là bởi vì có người xông vào hình tháp, Triệu Bân nói lời này nghe như chỉ là một lời bâng quơ nhưng thật ra hắn đang muốn thông qua Huyễn Mộng thăm dò về tình hình canh giữ bên ngoài hình tháp. Vân Yên sư thúc cũng thật biết lừa người, Huyễn Mộng tặc lưỡi nói. Sư phụ không bao giờ lừa người. Đường đường là chủ nhân của đỉnh tử trúc chẳng lẽ lại không biết tình hình ở hình tháp ra sao hay sao, Huyễn Mộng nói. Trên toàn cõi Triều Long đại hạ này ai dám xông vào hình tháp? Nếu như nói là đại hạ Hồng Uyên thì ta còn có thể tin, bởi vì người đó chính là đệ nhất thiên hạ. Nhưng cho dù có thực lực cảnh giới thiên võ cỡ đại hạ Hồng Uyên thì một khi xông vào hình tháp cũng rất khó còn sống đi ra. Thật hay giả vậy, Triệu Bân hồ nghi hỏi. Bên trong hình tháp có bố trí một loại trận pháp vượt qua cả cảnh giới thiên võ, Huyễn Mộng nhỏ giọng nói. Vượt qua thiên võ. Tiên sao, Triệu Bân ngập ngừng nói. Bây giờ ngươi đã hiểu tại sao không có ai dám xông vào hình tháp chưa, Huyễn Mộng liếc mắt nhìn Triệu Bân một cái. Triệu Bân im lặng, hắn chỉ nói bóng gió nhưng quả nhiên có thể khai thác được không ít thông tin. Trận pháp cấp tiên, chuyện này đúng là khiến cho người ta phải thất kinh. Là ai đã bày ra trận pháp này? Đại hạ Hồng Uyên sao? Càng lúc hắn lại càng cảm thấy khó hiểu. Mẹ của hắn rốt cuộc liên quan đến bí mật kinh khủng gì mà lại bị nhốt trong hình tháp với một trận pháp cấp tiên. Ngục giam cao cấp bậc này thì ngay cả những kẻ phạm tội giết người cũng không đủ tư cách để bị nhốt vào, chẳng phải hay sao? Những người bị nhốt vào hình tháp đều là trọng phạm trong số những trọng phạm. Nghe nói gì chưa, trong trận tỷ thí Tân Tông ở Thiên Tông năm nay thì người đứng nhất chính là một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh. Tin tức này có từ hôm qua rồi. Cái tên đó tên là Cơ Ngân, bây giờ hắn đã đột phá lên cảnh giới huyền dương rồi. Nhưng hắn đã đánh bại Sở Vô Xương, điều này làm sao có thể chứ? Một khi đã nổi danh thì đi đến chỗ nào cũng có thể trở thành giai thoại. Ở đế đô này cũng không khác mấy. Đế đô phồn hoa, đường phố náo nhiệt, sao có thể thiếu được tiếng bàn tán nghị luận chứ? Thời điểm tỷ thí Tân Tông diễn ra cũng trùng hợp với thời gian đế đô bị phong tỏa. Cho nên có một số tin tức đến bây giờ mới được truyền đến đã gây nên chấn động toàn thành. Trên tất cả những con phố ngõ hẻm, quán trà quán rượu,
đều có thể nghe thấy người ta nhắc đến tên của Cơ Ngân, có người nghi hoặc, có người khiếp sợ, cũng có người thổn thức tặc lưỡi. Thực sự là ở khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán xôn xao về chuyện này, hơn nữa cũng có rất nhiều thính giả chăm chú lắng nghe, hai mắt như phát sáng. Nhân sinh có muôn vàn sắc thái. Một tin tức chấn động như vậy lại khiến cho nơi đế đô phồn hoa có thêm một chút náo nhiệt. Triệu Bân nhẹ nhàng đi qua, nghe hết những giai thoại của mình. Có rất nhiều chuyện hắn nghe kể không hề liên quan gì đến hắn nhưng lại bị đổ lên đầu hắn, chủ yếu là do những người kể chuyện muốn thêm mắm dặm muối vào cái tên Cơ Ngân để tạo nên một huyền thoại khiến cho nhiều thính giả yêu ái hơn, truyền đi rộng khắp hơn, càng truyền đi thì câu chuyện lại càng biến thành một giai thoại hết sức tà hồ. Đến đây, Huyễn Mộng tóm lấy Triệu Bân, mặc kệ Triệu Bân có đồng ý hay không thì cô ta cũng đã lôi hắn vào một cửa hàng. Lúc Triệu Bân định thần lại thì mới nhận ra đó là một cửa hàng bán y phục. Những y phục ở đây được sắp xếp hết sức gọn gàng, bộ nào cũng có màu sắc rực rỡ như những đóa hoa tươi, đẹp không sao tả xiết. Song phượng đào hoa, Triệu Bân lầm bầm, nhận ra châm pháp của Đào Tiên Tử. Hoặc là nói hắn đã nhận ra châm pháp của mẹ mình. Đơn phượng châm và song phượng châm có những nét giống nhau đến kỳ lạ. Đây là cửa hàng của Đào Tiên Tử. Triệu Bân quay đầu nhìn xung quanh, có thể thấy tấm bảng hiệu đề ba chữ, Đào Hoa Các. Bảng hiệu đã đề tên như vậy thì chủ nhân của cửa hàng này có lẽ chính là Đào Tiên Tử rồi. Hắn nhìn vào quầy thì thấy có một cô gái mặc áo tím trạc tuổi Vân Yên, mặc dù không quá xinh đẹp nhưng cũng rất ưa nhìn, chắc là người giúp việc cho Đào Tiên Tử. Nhà đầu, đã lâu không gặp, cô gái áo tím mỉm cười nói. Đế đô phong tỏa nên vào không được. Huyễn Mộng cười đáp. Vị này là, cô gái áo tím nhìn sang Triệu Bân rồi hỏi. Cơ Ngân, Huyễn Mộng trả lời thay cho Triệu Bân. Ngươi, chính là Cơ Ngân, cô gái áo tím sửng sốt. Hắn chính là một người nổi tiếng. Hắn đứng vị trí thứ nhất trong tỷ thí Tân Tông năm nay, trận cuối cùng còn đánh bại được Sở Vô Xương. Người được nữ soái Xích Diễm Ních Thân lựa chọn cho Thiên Tông quả là kỳ tài có 102. Ở đâu cô ta cũng có thể nghe đến cái tên của hắn nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên cô ta được gặp hắn. Tướng mạo của hắn không ngờ lại bình thường đến thế, nếu như đẩy hắn vào trong đám đông thì cũng không dễ để tìm ra. Tham kiến tiền bối, Triệu Bân chắp tay hành lễ. Tốt, đúng là tuổi trẻ tài cao, cô gái áo tím cười nhẹ nói. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cô ta đã liếc nhìn Triệu Bân không biết bao nhiêu lần. Một tên nhóc có tướng mạo bình thường như vậy thực sự đã đánh bại được Sở Vô Xương hay sao? Sao cô ta lại không thể nhìn ra được hắn có điểm gì đặc biệt? Hay là do nhãn giới của cô ta vẫn còn quá thấp? Tiền bối, ta sẽ thử cái này, Huyễn Mộng cười và chọn một bộ y phục. Nếu ngươi thích thì tính ngươi 8 phần giá tiền bình thường thôi, cô gái áo tím vuốt tóc cười nói. Đa tạ tiền bối, Huyễn Mộng đi vào trong phòng định thay y phục thì lại nghĩ ra chuyện gì đó. Cho nên cô ta liền lộ nửa cái đầu ra khỏi phòng thay y phục nhìn về phía Triệu Bân nói, ngươi không được đi, phải cùng ta đi dạo phố. Triệu Bân lơ đãng đáp rồi đi một vòng trong cửa hàng. Hắn cũng chưa định rời đi. Nói không chừng Đào Tiên Tử sẽ ghé qua đây, hắn sẽ thử hỏi xem có cách nào để đến hình tháp một chuyến không. Hai đứa nhóc này, là một đôi sao? Cô gái áo tím ở quầy nói thầm trong lòng. Xét về ngoại hình, Cơ Ngân quả thực không xứng với Huyễn Mộng, nhưng Cơ Ngân là một kỳ tài, riêng điểm này cũng đã đủ để có thể bù đắp cho ngoại hình của hắn, thực sự thì đây vẫn là một mối lương duyên tốt. Tiền bối, hôm nay Đào Tiên Tử không quay về đây sao? Triệu Bân đi dạo một vòng, cuối cùng mới dựa vào quầy cười hỏi. Được Hoàng Phi Triệu vào trong cung, không biết khi nào mới quay về, cô gái áo tím cười nói. Triệu Bân mỉm cười gật đầu. Sau đó cũng không hỏi thêm. Không biết khi nào quay về có nghĩa là rồi cũng sẽ quay về, hắn có thể đợi. Bên kia, Huyễn Mộng đã bước ra, mặc trên người một bộ y phục màu trắng. Nói không phải khen, bộ y phục này đúng là hàng thượng đẳng, không thể chê vào đâu được. Đẹp không? Huyễn Mộng xoay một vòng tại chỗ rồi hỏi. Không mặc thì đẹp hơn, Triệu Bân nhấp một ngụm rượu, mở miệng nói đầy ý tứ. Huyễn Mộng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi tiếp tục chuyên tâm soi mình trong gương. Con gái, có phải ai cũng thích mua y phục không? Triệu Bân ôm bầu rượu lẩm bẩm một mình.
Ngày trước khi hắn còn chưa bị phế đi linh mạch thì hắn vẫn thường cùng Liễu Như Nguyệt đi dạo phố, mà nhiều nhất chính là đi đến cửa hàng y phục. Cô gái này xem ra có sở thích rất giống với Liễu Như Nguyệt. Đúng như hắn đoán, cô gái này so với Liễu Như Nguyệt chỉ có hơn chứ không có kém, trước sau cô ta đã thử hết mấy chục bộ y phục mà còn chưa chọn được một bộ, nét mặt cô ta trông có vẻ thỏa mãn với chuyện đó lắm. Hắn khổ sở ngáp dài một cái, nhất thời còn cảm thấy có chút khẩn trương, nếu như không phải hắn muốn đợi Đào Tiên Tử thì hắn đã sớm chạy con mợ nó mất từ kiếp nào rồi. Bộ này thì sao? Huyễn Mộng lại bước ra xoay một vòng hỏi hắn. Không mặc thì đẹp hơn. Không hỏi thì thôi, cứ hỏi là hắn sẽ trả lời câu này, dường như nó đã trở thành câu cửa miệng của Triệu Công Tử. Sau đó lại là ánh mắt trắng dã của Huyễn Mộng liếc nhìn hắn, bà đây dám cởi mà ngươi còn dám nhìn hay sao? Chắc chắn không dám. Nếu như Triệu Công Tử dám tìm kích thích thì kết cục của hắn chắc cũng chỉ có thể nhớ được họ của mình là họ Triệu mà thôi. Lấy bộ này, Huyễn Mộng mỉm cười, cuối cùng đã chọn được một bộ. Triệu Bân rất tự giác, xong việc liền xách bầu rượu đi ra ngoài. Tiền bối, tiền đây, Huyễn Mộng đi đến quầy rồi đưa ra một tờ ngân phiếu. Cơ ngân trả tiền rồi, cô gái áo tím mỉm cười nói. Đa tạ tiền bối, Huyễn Mộng nói xong liền vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng, liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới nói, thật là không ngờ có lúc ngươi cũng biết điều đó. Sau này cô ít hãm hại ta lại là được rồi, Triệu Bân nghiêm túc nói. Nói như vậy nhưng ta cũng phải tặng cho người một bộ. Cô gái này lại lôi Triệu Bân đi vào một cửa hàng y phục khác. Chỉ có điều y phục bán trong cửa hàng này đều là y phục nam. Dù sao ngươi cũng phải tới nhà người ta dự tiệc, sao có thể ăn mặc cầu thả như vậy? Huyễn Mộng nói ra lý do khiến cho Triệu Bân bất giác phải liếc nhìn chính mình. Đúng là y phục trên người hắn đã cũ nát không chịu nổi. Nguyên nhân chính là do hắn bị đánh quá nhiều, đến lúc này mà trên y phục của hắn vẫn còn sót lại một hai dấu chân. Ngươi đi dự tiệc chứ không phải đi dự tang, đổi y phục đi. Bộ này được đó, mộc mạc giản dị. Bộ này cũng tốt, nhưng tay áo hơi ngắn. Cảnh tượng trong cửa hàng y phục lúc này đúng là rất ấm áp. Huyễn Mộng lúc này dường như đã biến thành một người vợ mới đang chuyên tâm lựa chọn y phục cho chồng của mình, hơn nữa còn lựa chọn hết sức cẩn thận, nhận xét cũng hợp lý rõ ràng, đáng tin cậy hơn người nào đó rất nhiều. Đế đô ban đêm còn phồn hoa náo nhiệt hơn cả ban ngày. Trên cầu có rất nhiều nam thanh nữ tú đang hò hẹn dưới ánh trăng. Trên phố vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại, hầu như trên mỗi một tòa lầu các và mỗi một cửa hàng đều có treo đèn lồng đỏ rực. Trên đỉnh của các tòa lầu các còn có tinh thạch tỏa sáng trong bóng tối, dưới phố thì tiếng giao hàng vẫn vang lên đều đều không ngớt. Triệu Bân đang đi trên đường thì thấy vệ binh đang vác đao đi tuần tra. Đây chỉ là nhóm vệ binh được bố trí bên ngoài, trên phố không biết còn có bao nhiêu vệ binh đang mặc thường phục âm thầm đi tuần tra. Khi hắn sửa sang lại bản thân thì hắn đã ở ngay phía trước một tòa phủ đệ. Đây là tòa phủ đệ bề thế của Sở gia, trước cửa có hơn chục bậc thềm đá cao. Hai bên cửa còn có đặt hai con sư tử đá rất lớn được chạm khắc bằng loại đá đặc biệt, chạm khắc sống động như thật. Nhìn lên bảng hiệu có thể thấy hai chữ Sở gia được khắc hết sức cứng cáp, tự mang theo uy thế mạnh mẽ của người khắc nên nó. Dừng lại, Triệu Bân vừa bước tới mấy bước thì đã nghe vệ binh quát lớn. Ta tới để dự tiệc, Triệu Bân mỉm cười nói. Dự tiệc, ngươi sao? Vệ binh trước mặt nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt và nghi hoặc. Triệu Bân cũng lười nói tiếp. Nhanh chóng lấy ra tấm thiệp mời. Vệ binh nhận lấy nó. Vừa nhìn thấy tên trên tấm thiệp thì tên vệ binh kia liền bất giác nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nếu như hắn ta đọc không lầm thì tấm thiệp này chính là do lão tổ Sở gia đích thân để bút mời khách, đây cũng chính là lần đầu tiên từ trước đến nay. Ngươi chính là, Cơ Ngân. Là ta. Là tiểu nhân có mắt không tròng, thất kính, thất kính. Vệ binh cúi người chắp tay. Nhân tiện còn phải lau mồ hôi lạnh đang chảy đầy trên mặt. Đại danh của Cơ Ngân đã lan rộng khắp đế đô, ngày nào hắn ta cũng nghe người khác kể về giai thoại của Cơ Ngân nhưng hắn ta thực sự không ngờ hôm nay chính chủ lại tìm tới tận cửa. Là hắn ta có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, lần này đắc tội với người ta, nếu như để cho lão tổ biết được thì hắn ta còn không bị đánh chết hay sao? Những vệ binh còn lại đứng ở hai bên cũng liếc mắt quan sát, trong ánh mắt lộ ra đầy vẻ kính sợ. Ta,
Có thể đi vào chứ? Có thể, tất nhiên là có thể. Xin mời. Đám vệ binh đã không còn bày ra tư thế cao cao tại thượng nữa, ai cũng đều cúi thấp người mỉm cười nịnh nọt, tên vệ binh lúc nãy còn đích thân dẫn đường. Triệu Bân đi theo sau giống như người nhà quê nhìn trái ngó phải. Càng đi sâu vào trong hắn lại càng thổn thức không thôi, Sở Gia này bề thế hết sức, lầu các, hòn non bộ, cầu vòm đá, hồ nước, suối trong, kỳ hoa dị thảo. Cái gì cũng có, người nào không biết có khi còn nghĩ nơi đây là hoàng cung. Nếu như không có người dẫn đường thì hắn chẳng những không thể ra vào đúng chỗ mà còn dễ đạp phải cấm chế. Bên trong sẽ ra có bảy bố không ít trận pháp, chỉ cần đi sai một bước thì hậu quả sẽ hết sức khủng khiếp. Với tu vi thấp kém như hắn, một khi đạp trúng cấm chế của trận pháp thì tám phần sẽ bị nổ mất xác. Trên đường đi hắn gặp rất nhiều hạ nhân của Sở Gia, ai nhìn thấy hắn cũng đều trưng ra nét mặt kỳ lạ. Ai cũng biết đêm nay Sở Gia mời tới đây rất nhiều khách quý. Còn có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi, nhưng vị này thì bọn họ chưa từng thấy qua bao giờ, trời sinh vị này có tướng mạo tầm thường, muốn tìm được trong đám đông cũng không dễ dàng chút nào. Bảo bối thật không ít. Khi đi ngang qua một khu vườn, ánh mắt của Triệu Bân sáng lên, ở đây có rất nhiều kỳ hoa dị thảo mà bên ngoài không có, nếu như luyện đan sư tới đây thì chắc chắn sẽ thèm thuồng không thôi, bởi vì có không ít thảo mộc ở đây đều là nguyên liệu cao cấp để luyện đan. Phía trước có một cây cầu đá, dưới chân cầu đá là một cái đình nghỉ mát. Trong đình nghỉ mát có một người đang ngồi xem sách cổ, đó chính là người đàn ông mặc áo đen hôm qua đã tới đưa thiệp mời cho Triệu Bân. Nhìn thấy Triệu Bân từ xa, ông ta liền đứng lên cười nói, người quả là đúng giờ. Được Sở Gia mời chính là vinh hạnh tột cùng của vãn bối, Triệu Bân mỉm cười nói. Vệ binh kia rất hiểu chuyện, đưa khách tới nơi cần tới rồi thì liền quay đầu chạy đi. Trên mặt vẫn còn đổ ra mồ hôi lạnh. Nửa chặng đường tiếp theo sẽ do người đàn ông trung niên này đích thân dẫn đường. Tiền bối, lão tổ nhà ông tính khí có tốt không? Triệu Bân trầm giọng hỏi. Người đàn ông trung niên chỉ cười không nói, ông ta bước lên cầu đá dẫn Triệu Bân vào chỗ sâu hơn, càng đi vào sâu thì xung quanh càng có nhiều mây mù trôi lượn lờ, ở sâu trong những đám mây lại có thêm một khu vườn lớn. Trước khi bước vào thì hắn đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ. Thấy Cơ Ngân bước tới thì tiếng cười cũng ngừng lại, tất cả đều quay đầu nhìn sang. Người có mặt ở đây đều là những nhân tài, có nam có nữ, toàn là thiếu chủ thế gia hoặc là tiểu thư đại tộc, người nào cũng đều có thân phận phi thường. Người có thể được Sở Gia mời tới đây chắc chắn không phải là hạng người hời hợt, khi bọn họ nhìn về phía Triệu Bân thì đều tự hỏi hắn là con cái nhà ai, tại sao bộ dáng lại không hề giống với bọn họ một chút nào. Cơ Ngân, Sở Vô Xương ở đó không khỏi sửng sốt. Lại gặp nhau rồi, Triệu Bân cười khan một tiếng. Mời vào trong, Sở Vô Xương cười nhẹ nói. Hắn chính là Cơ Ngân. Bầu không khí đột nhiên thay đổi, trong mắt ai cũng lóe lên một tia bực bội cùng nghi hoặc, hóa ra tên này chính là người đã đánh bại Sở Vô Xương, trở thành đệ tử đứng thứ nhất trong tỷ thí Tân Tông. Triệu Bân từng bước đi vào, tự dưng lại trở thành một con khỉ. Đám nhân tài này đều đang quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Bọn họ dường như muốn nhìn cho kỹ hắn là cái giống gì. Câu này chính là ám chỉ trong mắt những người có mặt thật sự đã xem Triệu Bân như một con khỉ. Tần Thúc, cha ta cũng mời Cơ Ngân sao, Sở Vô Xương nhìn về phía người đàn ông trung niên hỏi. Không phải. Vậy tại sao hắn? Là lão tổ đích thân mời, người đàn ông trung niên nói cho hết câu. Chuyện này, Sở Vô Xương giật mình. Lão tổ Sở Gia đích thân mời. Người đàn ông trung niên tuy nói rất nhỏ nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy và kinh ngạc. Chỉ cần được Sở Gia mời tới đã là không tầm thường, đằng này hắn còn được đích thân lão tổ Sở Gia mời tới, đúng là quá đáng sợ. Người đàn ông trung niên chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Sở Vô Xương hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn về phía Triệu Bân. Cái tên này đến đây để ngắm hoa ngắm cỏ hay sao? Ở đây ngoại trừ Sở Vô Xương thì hắn không quen biết ai, chỉ có thể tìm hoa cỏ tán gẫu, hắn còn đang thầm nghĩ. Sao còn chưa được ăn? Ăn xong thì hắn nhất định sẽ đi ngay. Không ngờ ông nội lại mời ngươi, Sở Vô Xương nói với hắn. Ta cũng không ngờ, Triệu Bân lúng túng cười nói. Mới mấy ngày trước hắn còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán với Sở Vô Xương, đêm nay hắn lại chạy đến Sở Gia.
cũng không biết là sắp được mời ăn cơm hay là sắp bị đánh. Lúc trước có gì đắc tội thì cũng xin bỏ qua cho, Sở Vô Xương kính hắn một ly rượu. Triệu Bân vội vàng nhận lấy, hắn cũng không biết phải đáp lại như thế nào cho nên chỉ cười trừ. Cháu gái của nữ soái Xích Diễm đúng là thiên chi kiêu nữ, bản thân bị đánh bại nhưng vẫn có thể giữ được tư thái cao ngạo, hiển nhiên là sau khi trở thành người từng trải thì tâm tính cũng đã trở nên bình ổn hơn, nếu như là ngày xưa thì cô ta tuyệt đối sẽ không lộ ra dù chỉ một nụ cười. Ở cách đó không xa đang có không ít người ngồi nói chuyện với nhau. Tất cả đều là người của Sở gia, như lão tổ Sở gia Sở Thương Khung, gia chủ Sở gia Sở Huyền Hà và nữ soái Xích Diễm Sở Lam. Tất cả bọn họ đều có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình xảy ra ở bên này. Người do muội muội giới thiệu quả là không tầm thường, Sở Huyền Hà cười nói. Chọn cho huynh được đứa con rể này thì ta cũng hài lòng lắm, nữ soái liếc mắt cười nói. Trừ ngoại hình không quá đẹp ra thì những thứ khác đều tốt. Nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Sở Thương Khung vuốt râu, ông ta vẫn cảm thấy tên nhóc này rất tốt. Làm gì có võ tu đồng trang lứa nào dám đập cháu gái của ông ta như thế. Trong số những võ tu đồng trang lứa cũng có rất ít người có thể đánh bại được cháu gái của ông ta. Tên nhóc cơ ngân này quả nhiên là kỳ tài có 102, có tiềm lực vô hạn, rất xứng đôi với cháu gái bảo bối của ông ta, cũng đáng để cho ông ta đích thân phát thiệp mời. Ôi trời, Ngô Khởi cũng đến rồi, trong khi mọi người đang nói chuyện thì lại nghe thấy bên dưới có tiếng kinh hô. Triệu Bân nghe vậy cũng bất giác quay đầu nhìn lại. Lọt vào tầm mắt của hắn là một thanh niên áo tím đang bước vào. Thanh niên này có khí lực mạnh mẽ, diện mạo hiên ngang, đã đạt tới cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong, quanh thân tỏa ra ánh hào quang màu tím nhàn nhạt, trên đỉnh đầu còn lập lòe một ngọn lửa nhỏ, chắc là một đặc trưng trong huyết mạch đặc biệt của hắn ta. Đôi mắt của hắn ta sắc như mắt chim ưng, có lúc còn lóe ra ánh sáng màu đỏ. Khí huyết của hắn ta hết sức dồi dào, từng bước đi như mang theo tiếng rồng ngâm hùng phong bá liệt. Tên này rất mạnh, Triệu Bân lẩm bẩm. Huynh ấy tên là Ngô Khởi, nguyên soái quân Hổ Uy. Là ông nội của huynh ấy, Sở Vô Xương nói, bây giờ huynh ấy đang là thống lĩnh doanh trại Hoàng Ảnh Vệ thứ 7, thuộc quyền quản lý của Tử Y Hầu. Triệu Bân nghe xong cũng không khỏi kinh ngạc. Tu vi như vậy, đã có thể làm thống lĩnh rồi sao? Sở Vô Xương muội muội, càng ngày càng xinh đẹp, Ngô Khởi bước thẳng vào trong, tiếng cười nói của hắn ta hết sức hùng hồn, đâu chỉ mang theo tiếng rồng ngâm mà còn mang theo cả cuồng phong, có thể nói là uy lực tràn đầy. Sở Vô Xương cười nhạt nói. Vị này là, Ngô Khởi liếc nhìn Triệu Bân, dường như hắn ta chưa từng gặp người này bao giờ. Cơ Ngân. Ngươi chính là Cơ Ngân, đôi mắt Ngô Khởi chợt lóe lên tia sáng. Cả ngày nay hắn ta đã nghe khắp nơi nhắc đến cái tên này. Cứ tưởng tới Sở gia rồi thì bên tai sẽ có thể thanh tĩnh một chút, nhưng nào ngờ. Hắn ta lại có thể gặp được chính chủ. Vừa nghe nhắc lại cái tên Cơ Ngân thì ngọn lửa trong lòng của hắn ta liền bùng cháy. Cũng bởi vì đã gặp được chính chủ cho nên ánh mắt của hắn ta lại càng thêm kỳ lạ, hắn ta liên tục liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Thái độ giống y hệt như thái độ xem khỉ của đám nam thanh nữ tú lúc trước, hắn ta thật sự không nghĩ ra tại sao ngày đó tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh này lại có thể đánh bại được Sở Vô Xương. Là ta, Triệu Bân nhã nhặn cười đáp. Nghe nói người đánh nhau rất giỏi hả? Cũng không tệ. Tỉ thí vài chiêu không, Ngô Khởi âm trầm nói. Ngay khi hai chữ tỉ thí vừa được phát ra thì tất cả những nhân tài trẻ tuổi ở cách đó không xa đều tụ họp lại đây. Đã nói mà. Đêm nay không chỉ có yến tiệc mà chắc chắn còn có trò hay để xem, tính cách của Ngô Khởi thì ai cũng biết, hắn ta là một người tàn nhẫn, không thể nào chịu được có người mạnh hơn mình, huống chi ở đây còn có Sở Vô Xương. Cả đế đô đều biết cái tên này đem lòng yêu mến Sở Vô Xương và rất muốn được rước nàng về dinh. Trong nhà ngoài phố, bao gồm cả hoàng tộc cùng thiên tông, tất cả đều cảm thấy hai người bọn họ rất đẹp đôi. Một người là cháu của nữ soái Xích Diễm. Một người là cháu của nguyên soái Hổ Uy. Có thể nói là môn đăng hộ đối. Bên cạnh đó, thiên phú cùng tư chất của bọn họ cũng rất tương xứng. Nếu như nói bọn họ là một cặp trời đất tác thành cũng không hề ngoa một chút nào. Ngô Khởi chắc chắn muốn thể hiện bản thân mình trước mặt Sở Vô Xương. Ngô Sư Huynh, hắn là khách của Sở gia. Không đợi Triệu Bân lên tiếng thì đã nghe thấy Sở Vô Xương trầm giọng nói.
Đây là quy củ của Sở gia, không được động võ trong gia tộc, huống chi đây còn là khách của gia tộc. Ngô sư huynh, để ngày khác đi. Đây là khách do đích thân lão tổ Sở gia mời, có một thanh niên phe phẩy quạt giấy cười nói, trông thì có vẻ như đang khuyên can nhưng kỳ thực là muốn khích tướng, giật dây Ngô Khởi tiếp tục làm khó dễ Cơ Ngân. Rõ ràng hắn ta vừa nói lời này ra thì Ngô Khởi đã cau mày. Ngô Khởi là do Sở Huyền Hà mời tới, so với Cơ Ngân được đích thân lão tổ Sở gia mời tới thì hiển nhiên vẫn kém hơn một bậc. Điều này khiến cho hắn ta rất khó chịu. Hắn ta là cháu trai của nguyên soái Hổ Uy, thậm chí còn là thống soái của doanh trại Hoàng Ảnh vệ thứ 7. Càng nghĩ thì hắn ta lại càng tức giận. Nhưng cho dù có tức giận thì hắn ta cũng không thể để lộ ra ngoài. Hiếm khi mới có thể gặp được đệ tử đứng nhất tỷ thí Tân Tông, cũng hiếm khi mới có được một ngày đông đủ náo nhiệt như hôm nay. Ta thật sự muốn thi triển vài chiêu để giúp cho mọi người có thêm hứng thú dự tiệc. Ngô Khởi cười để che giấu tất cả những sự khó chịu, nhưng ánh mắt của hắn ta nhìn Triệu Bân lại đầy vẻ thù địch. Không đợi Sở Vô Xương lên tiếng thì hắn ta đã dậm chân bay ra ngoài hoa viên rồi đáp xuống mặt nước hồ một cách vững vàng. Sau đó lại truyền vào trong một lời, Cơ Ngân, ra đây đi, ta và người sẽ tỉ thi ở đây. Ta và ngươi, đấu tới cùng. Nghe Ngô Khởi nói xong thì tất cả các nhân tài trẻ tuổi đang có mặt đều nhìn về phía Triệu Bân. Sở Vô Xương khẽ cau mày, Ngô Khởi lần này không đánh nhau được với Cơ Ngân thì chắc chắn sẽ không xong. Triệu Bân hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đứng dậy. Lão tổ Sở gia mời hắn đến ăn cơm cũng không nói rằng hắn phải đánh một trận. Nhưng hắn đã bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió, muốn không đánh cũng không được. Hắn cũng dậm chân bay ra ngoài hoa viên. Đám nhân tài trẻ tuổi có mặt đều hết sức thích thú, ngay lập tức chạy hết lên cầu xem biểu diễn. Sở Vô Xương cũng ra ngoài xem, sắc mặt hết sức khó coi. Quy tắc không được động võ trong gia tộc của Sở gia đêm nay cũng đã bị phá vỡ. Cha, chiêu này của cha có chút hao tâm tổn sức rồi, nữ soái nhìn sang Sở Thương Khung nói. Sở Huyền Hà cũng ho khan một tiếng. Bây giờ ông ta mới phát hiện tại sao cha mình lại đích thân mời Cơ Ngân, hóa ra ngay từ đầu thì cha của ông ta đã muốn đem Cơ Ngân đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Ngô Khởi nằm trong số những người được mời cũng là cố tình. Hai tên nhóc này không đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán mới lạ. Nếu như ngay cả chuyện này cũng không vượt qua được thì làm sao có đủ tư cách làm con rể Sở gia ta, Sở Thương Khung vuốt râu cười, ông ta đúng là một con cáo già. Ngay cả lý do hại người cũng có thể tìm ra được một lý do hết sức thoát tục. Không sai, mời ngươi đến đây chính là để đánh nhau. Bên này, Triệu Bân cũng đã vững vàng đứng ở trên mặt hồ. Đối diện, Ngô Khởi cũng đang đứng thẳng người. Hồ nước này đủ lớn để làm đài chiến đấu của hai người. Nhóc con, ta sẽ khiến cho ngươi được mở mang tầm mắt biết như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Ngô Khởi cười nói. Khí thế của hắn ta lập tức dâng cao tới cực điểm khiến cho mái tóc dài của hắn ta phiêu lãng, trên thân của hắn ta nổi lên một tầng chân nguyên hộ thể có khắc chữ triệt. Hắn ta có cảnh giới huyền dương đỉnh phong, chiến lực còn mạnh hơn cả Sở Vô Xương. Sở Vô Xương không phủ nhận điều này, dù sao thực lực giữa bọn họ cũng không chỉ cách nhau có vài cảnh giới nhỏ. Loại huyết mạch gì vậy? Triệu Bân thầm nghĩ, hắn vẫn chưa nhận ra được loại huyết mạch của Ngô Khởi. Hắn chỉ biết bên trong cơ thể của tên này có ẩn chứa một loại năng lượng hết sức thần bí và cường đại. Nghĩ vậy cho nên khí thế của hắn cũng dâng lên đến đỉnh điểm, trên mặt hồ liền nổi lên thêm một trận sóng gió, huyết khí màu vàng mãnh liệt quay cuồng, linh lực bộc phát mênh mông vô tận, đây chính là khí thế của loài rắn không thể bị đánh chết. Huyết minh, cửu u hoàng tuyền. Ngay lập tức, Ngô Khởi kết ấn quyết rồi quát lên một câu. Đột nhiên. Hồ nước đang lung linh trong vắt lại bị biến đổi, mỗi một tấc nước hồ đều biến thành màu đỏ như máu, nhìn lên bầu trời thì ngay cả trăng sao đang sáng tỏ cũng đã mất đi ánh sáng, không gian chớp mắt trở nên tối sầm lại, tuy vẫn chưa tới mức tối đen như mực nhưng cũng không có một chút ánh sáng nào, mọi thứ dường như đều đã rơi vào cửu u hoàng tuyền, còn có thể nghe thấy được tiếng lệ quỷ kêu rên. Chuyện còn chưa kết thúc. Sau khi Ngô Khởi kết ấn quyết thì sau lưng của hắn ta lại có thêm một vòng thái dương màu đỏ thẫm. Ánh sáng từ vòng thái dương đó thấm rũ xuống từ trên không trung, sau đó bắn ra phía trước. Không sai, vòng thái dương màu đỏ thấm kia thậm chí còn có thể bộc phát ra huyết quang như những tia máu mang sức mạnh xuyên thấu,
nếu như bị những tia huyết quang này bắn trúng thì cơ thể chắc chắn sẽ bị biến thành một cái rổ lớn. Triệu Bân vẫn không nhúc nhích, hắn chỉ khẽ nhắm mắt lại, thản nhiên để cho những tia huyết quang giống như những tia máu xuyên thẳng qua cơ thể. Ảo thuật vô dụng đối với ta. Triệu Bân bình tĩnh nói, hai mắt của hắn đột nhiên mở ra rồi nhắm lại, phá được cửu u hoàng tuyền. Vậy sao? Ngô Khởi âm u cười nói, khóe miệng nhếch lên một vòng cung đầy giễu cợt. Cửu u hoàng tuyền bị phá nhưng vầng thái dương màu đỏ thẫm sau lưng hắn ta vẫn chưa bị dập tắt. Mọi người vừa nhìn thì đã thấy vầng thái dương màu đỏ thẫm tụ lại thành một con mắt đẫm máu, nhìn kỹ bên trong con ngươi dường như còn có thể thấy được một loại cổ văn, hình dạng cực kỳ giống hỏa vân. Hự! Triệu Bân thầm rên rỉ trong lòng. Đi cùng với tiếng rên này thì khóe mắt trái của hắn cũng đang hết sức đau đớn, còn chảy ra một dòng máu đen, trong chớp mắt thiên nhãn của hắn đã mất đi ánh sáng huyền dị ban đầu, ngay cả đồng lực cũng biến mất sạch sẽ. Huyết minh nhãn, Triệu Bân lẩm bẩm. Ta đã đánh giá thấp ngươi, kiến thức của ngươi cũng rộng rãi đó, Ngô Khởi nhếch miệng cười nói. Ngươi giỏi lắm, Triệu Bân nhàn nhạt nói. Nếu như huyết mạch có khắc chế thì thiên nhãn cũng có khắc chế. Cũng như huyết minh nhãn này không có lực công kích gì, chỉ là khắc tinh của thiên nhãn. Huyết minh nhãn vừa được thi triển thì thiên nhãn liền trở nên mờ mịt. Lời xưa đồn đại chính là như vậy. Tất nhiên đây cũng chỉ là một cách nói phóng đại. Cho dù huyết minh nhãn có quỷ dị đến đâu thì cũng không thể vượt qua được phạm vi của thiên nhãn, không phải thiên nhãn nào nó cũng khắc chế được. Tuy nhiên, đúng là phần lớn thiên nhãn khi nhìn thấy huyết minh nhãn đều bị mù. Nói thiên nhãn bị mù cũng không phải là hoàn toàn không nhìn thấy mà chỉ là bị phong ấn tạm thời, chính là do đồng lực trong mắt tự phong ấn lại. Cho nên thay vì nói thiên nhãn bị huyết minh nhãn phong ấn thì phải nói rằng thiên nhãn tự phong ấn bản thân mới đúng. Về phần bị phong ấn trong bao lâu thì cũng không thể xác định chính xác được. Theo như Triệu Bân nghĩ thì ít nhất thiên nhãn của hắn cũng phải bị phong ấn 5-3 ngày hoặc lâu hơn nữa. Đúng là trùng hợp ngoài ý muốn, Triệu Bân còn chưa kịp cho tên Ngô Khởi kia lĩnh giáo thuấn thân tuyệt sát thì đã bị hắn ta cho lĩnh giáo huyết minh nhãn trước. Xem ra hắn ta đã nghiên cứu hắn rất kỹ cho nên mới có thể thực hiện kế hoạch phong ấn thiên nhãn của hắn trước rồi mới tiếp tục đánh nhau. Đó là, huyết minh nhãn, đám nhân tài trẻ tuổi đang đứng xem đều kinh ngạc. Chắc chắn là huyết minh nhãn rồi, có không ít người thổn thức. Hắn ta, thực sự có huyết minh nhãn, Sở Vô Xương khẽ hé môi lẩm bẩm, hiển nhiên là không hề biết trước. Đừng nói là cô ta, ngay cả mấy người nữ soái cũng phải tặc lưỡi. Khá lắm Ngô Khởi, người che giấu cũng đủ sâu. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường. Ví dụ như Sở Vô Xương nhà này cũng như vậy, thuộc tính thứ tư, thứ năm. Trước đây cũng có rất ít người biết, cho nên việc Ngô Khởi che giấu lá bài tẩy của mình cũng không có gì đáng kinh ngạc. Cháu của Nguyên Soái Hổ Uy sao lại có thể không có chút tài năng tiềm ẩn nào kia chứ? Không phải ngẫu nhiên mà thiên nhãn của ngươi không dùng được nữa, Ngô Khởi cười nói. Chiến đấu với ngươi cũng không cần tới thiên nhãn, Triệu Bân thản nhiên đáp. Cuồng vọng, Ngô Khởi hừ lạnh một tiếng rồi lao về phía trước như mãnh hổ, hắn ta chỉ phất tay áo một cái là có thể khiến cho cuồng phong ngập trời, hồ nước nổi lên một trận sóng thần, trong nháy mắt nuốt chửng Triệu Bân. Thân sắc của Triệu Bân không đổi, ngay lập tức đánh ra một chưởng rồi từ bên trong sóng nước thoát ra ngoài. Phong! Ngô Khởi lại phóng tới nhanh như chớp, tung ra thêm một chưởng. Một chưởng này của hắn ta đánh ra trận văn, chưởng ấn trong nháy mắt phóng đại lên gấp mấy lần và trở thành một trận pháp phong ấn. Triệu Bân đánh ra uy long chưởng mạnh mẽ tiêu diệt trận pháp phong ấn, sau đó lại dùng bùa lơ lửng nhẹ nhàng bay lên trời. Xong việc hắn còn từ trên không đánh xuống một chưởng ấn khổng lồ. Phá! Ngô Khởi quát lớn, dùng chân nguyên biến thành một thanh đao lớn chém thẳng vào đối thủ. Chu Tiên Quyết! Triệu Bân còn không thèm đọc thần chú, chỉ hô lên ba chữ hết sức uy lực. Tiếng lưỡi kiếm ma sát với không khí leng keng vang lên, một luồng kiếm quang màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, trên lưỡi kiếm còn mang theo lôi điện và khí huyền hoàng, uy thế mạnh mẽ xé rách bầu trời giáng xuống. Triệu Bân đã đạt tới cảnh giới huyền dương cho nên khi hắn thi triển bí pháp này thì lực sát thương cũng trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Uy lực khủng khiếp quá, đám nhân tài trẻ tuổi đều kinh hãi.
kiếm uy bộc phát kinh khủng đến thế, chỉ sợ nếu như đối thủ của Cơ Ngân là bọn họ thì bọn họ chắc chắn sẽ bị một kiếm này chém chết. Hắn lại mạnh hơn rồi, Sở Vô Xương ngước mắt nhìn lên rồi lẩm bẩm một mình. Cơ Ngân của ngày hôm nay so với Cơ Ngân của ngày tỷ thí Tân Tông dường như đã không còn cùng đẳng cấp. Lúc hắn có cảnh giới chân linh mà đã có thể đánh bại được cô ta thì e rằng bây giờ hắn muốn đánh bại cô ta lại càng dễ dàng hơn. Ông, Ngô Khởi cũng xuất chiêu, không biết hắn ta dùng bí pháp gì nhưng ở giữa không trung đã ngưng tụ ra một tấm khiên vàng cực lớn, bên trên tấm khiên cũng được khắc chữ triện, tiếng ông ông phát ra từ tấm khiên khiến cho người khác bị chấn động đến mức đau đầu không thôi. Keng, luồng kiếm quang thi triển Chu Tiên Quyết chém thẳng vào tấm khiên vàng nhưng vẫn chưa thể chém đôi nó ra mà chỉ có thể khiến cho nó té lửa. Phòng ngự tốt như vậy sao? Ngay cả Chu Tiên Quyết cũng không thể chém đôi tấm khiên ra, chuyện này khiến cho Triệu Bân khá ngạc nhiên. Sau đó Triệu Bân nhanh chóng lấy ra kiếm Long Uyên, xem ra hắn đã phải dùng tới nó rồi. Ông! Tiếng ông ông lại vang lên, từ trên bầu trời lại giáng xuống tiếp một luồng kiếm quang dài 10 trượng. Không sai, đây chính là chiêu bá đao phách thiên trảm, sử dụng kiếm cũng có thể thi triển được, chủ yếu vẫn tùy thuộc vào bản lĩnh của người thi triển. Răng rắc, một chiêu này bộc phát uy lực kinh người, nó đã có thể chém đôi tấm khiên vàng và khiến cho Ngô Khởi phải lảo đảo, hắn ta kêu rên khi bị bước lui, mỗi một bước lui của hắn ta đều tạo nên sóng thần trên mặt hồ. Hắn ta cố gắng định thân, miệng phun ra một ngụm máu tươi, chắc chắn là hắn ta đã bị chấn động rất mạnh. Tấm khiên vàng bị chém làm đôi cũng đã khiến cho hắn ta bị phản phệ. Lại tiếp chiêu, Triệu Bân vung kiếm, tiếp tục thi triển bá đao phách thiên trảm. Cút xuống đây cho ta, Ngô Khởi quát lớn, hai tay giơ lên cao, năm ngón tay hướng lên trời. Ầm, trên bầu trời vang lên tiếng nổ lớn giống như thiên lôi vừa đánh xuống. Bầu trời đêm đen kịch đã bị một chiêu của Ngô Khởi khoét ra một mảng sáng như ban ngày. Đây chính là huyết mạch truyền thừa pháp. Là dị tượng mà cũng là bí pháp. Mảng sáng như ban ngày trên bầu trời kia hết sức quái dị, bộc phát ra một loại uy lực trấn áp vô cùng mạnh mẽ khiến cho Triệu Bân không thể đứng vững, từ trên không trung rơi xuống dưới, luồng kiếm quang dài 10 trượng mà hắn vừa chém ra cũng biến mất ngay sau đó. Tên này có không ít năng lực. Triệu Bân rơi xuống từ không trung, trong lúc đó còn liếc mắt nhìn lên mảng sáng ban ngày mà Ngô Khởi đã khoét ra, tất nhiên là nó cũng đã tiêu tán. Chàm! Ngô Khởi lại quát lên, từ nơi màng sáng ban ngày vừa tan biến đã xuất hiện thêm một luồng ánh sáng khác hóa thành mưa kiếm công kích về phía Triệu Bân. Triệu Bân còn không thèm nhìn tới, chỉ thẳng tay chém một kiếm lên trời, khí thế của một kiếm này khuấy động cuồng phong, mưa kiếm của Ngô Khởi đã bị Triệu Bân hóa giải một cách hết sức dễ dàng. Phong! Ngô Khởi hừ lạnh một tiếng, ấn quyết của hắn ta lại thay đổi. Hắn ta vừa dứt lời thì ở trên bầu trời lại giáng xuống một cái chuông đồng lớn từ trong hư không bao phủ lấy Triệu Bân. Cái chuông lớn này giống như vật của Phật gia, rất khổng lồ và nặng nề, phát ra âm thanh ông ông đinh tai nhức óc, khí thế của nó khi giáng xuống đã khiến cho mặt hồ nổi lên thêm một trận sóng thần, cây cối ở ven hồ cũng đều bị khí thế của nó chặt đứt ngang thân và ngã rạp xuống đất. Phá! Triệu Bân mạnh mẽ đối kháng, hắn tung ra một quyền đánh thủng cái chuông khổng lồ. Ngô Khởi lại kêu rên, cái chuông đồng khổng lồ này cũng có kết nối với thân thể của hắn ta, e rằng lần này hắn ta cũng đã gặp phải phản phệ không hề nhẹ. Đến đây! Ngô Khởi tức giận rồi, khí thế lại tăng vọt. Hắn ta đã mở ra cấm pháp để khiến cho chiến lực gia tăng đột biến chỉ trong một thời gian ngắn, giữa ấn đường của hắn ta hiện lên ấn ký hỏa vân, ngọn lửa bốc lên trên đỉnh đầu của hắn ta cũng càng lúc càng dữ dội. Đôi mắt của hắn ta lóe lên ánh sáng chói lòa nhưng lại lạnh lẽo như băng. Một tiếng gầm lớn lại vang lên nhưng không có tác dụng gì. Ít nhất thì nó cũng không dọa được Triệu Bân. Khả năng chiến đấu của Triệu công tử cũng không hề tầm thường, hắn đã nhanh chóng mở ra kỳ lân thể để cân bằng thế trận. Ầm, ầm. Mặt hồ lại nổi lên từng đợt sóng thần bên dưới ánh trăng. Cả hai đều là những nhân tài trẻ tuổi. Một người là cháu trai nguyên soái Hổ Uy, một người là đệ tử đứng nhất tỷ thí Tân Tông, tất nhiên sẽ không có ai chịu nhường ai, một khi đánh nhau liền tạo ra khí thế ngất trời, sóng thần cuồng phong oanh tạc bốn phương, tiếng binh khí va chạm leng keng liên tục vang lên, tiếng bí pháp đối kháng với nhau mạnh mẽ như sấm rền cũng liên tục vang lên, ngoài ra còn có tầng tầng vòng sáng tràn ra bốn phương tám hướng sau mỗi lần hai người va chạm vào nhau. Ta xem không kịp nữa,
có một tên nhân tài trẻ tuổi dụi dụi mắt nói. Chỉ có thể trách đạo hạnh của hắn ta vẫn còn quá nông cạn, trong khi tốc độ chiến đấu của Triệu Bân và Ngô Khởi thì lại quá nhanh. Đứng trên cầu quan sát trận chiến chỉ có thể nhìn thấy sóng nước không ngừng nổi lên, bí thuật và dị tượng đan xen với nhau cùng với hai thân ảnh hết sức mơ hồ đang liên tục lao vào nhau, hai thân ảnh đó tất nhiên là của Triệu Bân và Ngô Khởi. Sở Vô Xương cũng là một khán giả trung thành. Cô ta có nhãn giới rất cao cho nên sự quan sát của cô ta cũng rõ ràng hơn người khác, hoàn toàn có thể nhìn thấy chiến cuộc. Ngô Khởi đã rơi xuống thế hạ phong, hắn ta không thể nào chống lại được những đòn công kích của Cơ Ngân cho nên phải rút lui liên tục, trong khi Triệu Bân vẫn đang công kích hết sức quyết liệt, bộc phát ra chiến ý bất khả chiến bại. Trong chớp mắt, ánh mắt của Sở Vô Xương bỗng nhiên trở nên mê ly lạ thường, giống như đã bị thứ gì đó mê hoặc. Hóa ra trên đời này còn có một loại quyến rũ có thể bộc phát ra từ bên trong. Giống như Cơ Ngân vậy, tướng mạo của hắn trông hết sức bình thường nhưng đôi mắt của hắn lại toát ra một loại ma lực đặc biệt, chính là ma lực của chấp niệm. Ngày trước khi Sở Vô Xương chiến đấu với hắn, đôi mắt của hắn đã bộc phát ra chấp niệm quyết tử chiến không lùi, chấp niệm đó đến tận lúc này vẫn còn khắc sâu vào trong linh hồn của cô ta. Nhìn chúng rồi, có một giọng nói đột ngột vang lên. Sở Vô Xương bất giác nhìn lại thì liền nhìn thấy nữ soái đang đứng bên cạnh. Cô ta đang theo dõi trận chiến một cách hết sức mê mẩn cho nên không hề nhận ra có người đã đứng bên cạnh mình từ lâu. Nhìn chúng người ta rồi, nữ soái nhìn Sở Vô Xương rồi mỉm cười nhắc lại. Sao cơ? Cơ Ngân? Cô lại trêu ta rồi. Gò má của Sở Vô Xương thoáng chốc đỏ bừng lên. Thiên chi kiêu nữ mà đỏ mặt thì cũng rất thu hút. Lại được tắm mình trong ánh trăng sáng, đúng là đẹp không tả xiết, đến cả sắc hồng trên má cũng nhuốm màu hư ảo, tạo nên phong vị khác biệt. Một số chuyện, không thể nói rõ. Lúc này đây, bầu không khí khá ngượng ngập. Khi nhìn lại trận chiến. Khi nhìn lại Triệu Bân. Cô ta bỗng có ý vị như đang nhìn trộm, có tật giật mình. Có lẽ cũng bởi tâm hồn thiếu nữ như bông hoa chớm nở, bất giác biến thành nhìn trộm. Nữ soái chỉ cười chứ không nói. Cháu gái mình mà, có người cô nào không hiểu chứ? Cô ta hiểu, đồng thời còn liếc mắt nhìn về phía lầu gác. Ánh mắt này khiến toàn bộ Sở gia đều hiểu. Khá đấy, Sở Thương Khung vuốt chòm râu. Bây giờ nhìn lại tên tiểu tử Cơ Ngân bỗng thấy càng nhìn càng vừa mắt. Gương mặt Sở Huyền Hà thoáng xa sầm, con gái bảo bối nhà mình bị lừa mất như thế à? Hay. Những tiếng khen trên cầu vòm vang lên không ngớt. Đã bảo thấy đủ sẽ ngừng mà, sao càng đánh càng nóng tính vậy? Tính đến nay đã đánh được cả trăm hồi rồi. Đêm nay đến đây không uổng công, đúng là được xem cả một vở kịch lớn, hai người đánh nhau rất đặc sắc, nhất là Cơ Ngân. Tên này vừa giỏi chịu đòn vừa giỏi đánh đấm, đúng là thiên tài cái thế. Phụt. Trong những tiếng khen hay, Ngô Khởi lại phụt máu. Lại. Tại sao dùng từ lại? Từ khi khai chiến đến giờ, hắn ta đã bị đấm đến mức không ngóc được đầu lên. Triệu Bân đã nương tay lắm rồi đấy, chứ nếu đánh tên này thật thì chắc hắn đã chết được mười mấy lần. Cháu trai của Nguyên Soái Hổ Huy đâu thể đòi giết là giết được, chứ nếu ở thế giới bên ngoài thì tên này bị tiêu diệt thật rồi. Ta không tin, Ngô Khởi thét một tiếng chấn động trời xanh. Hắn là võ tu đạt đỉnh Huyền Dương cơ mà. Đánh một võ tu Huyền Dương tầng 1, thế mà bị đánh cho tơi tả. Nhưng không sao, những người không tin rằng mình sẽ gục khi đánh nhau với Triệu Bân nhiều lắm, bây giờ mà đi hỏi, còn được mấy tên dám lèm bèm. Người kiêu ngạo như Sở Vô Xương cũng bị đánh đến mức trái tim thiếu nữ nở hoa rồi. Đủ rồi. Nữ soái ngang ngược chen vào, ngăn cản hai người. Nhưng không thể đánh thêm nữa, đánh nữa sẽ có án mạng luôn. Ta vẫn đánh tiếp được, Ngô Khởi quát tháo, tất nhiên vì thấy không phục. Câu nói này lọt vào tai đám đông lại thành một ý nghĩa khác, ta vẫn còn chịu đòn được rất lâu nhé. Phụt! Khi tiếp đất, Triệu Bân cũng điên cuồng phun ra một búng máu tươi. Tất nhiên, hắn cố tình ép mình phun ra để làm trò cho Ngô Khởi thấy, ngụ ý rõ ràng, nhìn đi, ngươi cũng đánh ta trọng thương rồi, như thế có phải ngươi thấy dễ chịu hơn không? Ngày sau nếu có gặp nhau thì đừng gây rắc rối cho ta, cháu trai của Nguyên Soái Hổ Huy cơ mà, tạm thời ta không chọc vào được. Khỏi phải nói,
đúng là Ngô Khởi thấy dễ chịu hơn một chút xíu. Nếu không, hôm nay khó mà xuống khỏi võ đài được. Trên thực tế, các nữ soái đều thấy rõ rành rành, từ đầu đến cuối, Cơ Ngân vẫn luôn nhường tên Ngô Khởi này mà. Chứ nếu đánh thật thì ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của Ngô Khởi rồi. Người cứ đợi đó cho ta, Ngô Khởi nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Chưa xong, chuyện này chưa thể xong được. Cơ Ngân đúng không, ông đây mà không xử đẹp được ngươi thì không mang họ Ngô nữa. Náo nhiệt quá nhỉ. Trong lúc này, lại có một tiếng cười thong dong vang lên. Có thêm người đến, cũng mặc áo tím phiêu diêu, thân mình như ma quỷ, chỉ thoáng chốc đã lên cầu vòm. Triệu Bân thấy vậy, cơ thể đột ngột run lên. Tử Y Hầu, đó là Tử Y Hầu, dù hóa thành cho hắn cũng nhận ra. Tham kiến Tử Y Hầu. Đám đông thanh niên tài tuấn vội vàng hành lễ, ai nấy vô cùng cung kính. Chớ nói gì bọn họ, tới cả trưởng lão của Sở gia, bao gồm cả Sở Huyền Hà cũng phải hành lễ. Tuy tuổi tác của Tử Y Hầu cũng ngang tầm Sở Huyền Hà thôi, nhưng bối phận của lão rất cao. Sư đệ của Hồng Tước, cho dù Linh Lung có mặt tại đây cũng phải gọi lão là sư thúc, kể cả Dương Huyền Tông gặp mặt cũng cần chào một tiếng sư tổ. Lão tổ Sở Thương Khung của Sở gia còn thấp hơn lão một bậc kia kìa. Không cần đa lễ. Tử Y Hầu mỉm cười, đưa mắt nhìn một vòng, ánh mắt lướt tới Triệu Bân. Danh tiếng của Cơ Ngân đã lan khắp đế đô, thân là thống soái của Hoàng Ảnh Vệ, lão đâu thể không biết. Ngươi, chính là Cơ Ngân. Tử Y Hầu điềm nhiên hỏi, hàng lông mày thoáng nheo lại. Không hiểu tại sao, lần đầu tiên gặp Triệu Bân, lão đã có cảm giác như từng thấy ở đâu đó. Tham kiến tiền bối. Triệu Bân vội vàng tiến lên phía trước. Hành lễ với lão. Đối với hắn, một lễ này chính là sự sỉ nhục không gì sánh nổi. Rõ ràng là kẻ thù, nhưng vẫn phải cúi đầu trước mặt lão. Thế nhưng, để trả thù, hắn phải khom lưng nhún gối, phải miễn cưỡng tươi cười. Nhịn đi, hắn có thể nhẫn nhịn được. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Thế nào cũng có một ngày, đích thân hắn sẽ giết kẻ thù của cha. Hai ta, đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Tử Y Hầu nhìn không chớp mắt, hồi bẩm tiên bối, là lần đầu gặp, Triệu Bân mỉm cười. Thế ư, Tử Y Hầu khê nheo mắt, định nhìn trộm bí mật của Triệu Bân. Lần đầu gặp. Triệu Bân không hề đảo mắt, nhìn thẳng vào Tử Y Hầu. Ánh mắt thành thật ấy của hắn, dù là ai nhìn thấy cũng không tìm được kẽ hở. Nguyệt Thần nhìn thấy cũng phải cảm thán. Nếu không vì đã biết trước, chắc hẳn cô ta cũng sẽ bị lừa. Bởi ánh mắt của Triệu Bân trong lúc ấy chân thành hết chỗ nói. Chỉ với ánh mắt ấy, trao cho hắn một giải thưởng cỡ Oscar cũng không hề quá đáng. Con người mà, lừa đảo đâu phải là bản lĩnh. Nếu đến bản thân cũng bị lừa mới là đỉnh cao thực sự đấy. Ví dụ như người này, e là quên luôn tên họ của mình rồi. Quả thực, Triệu Bân thậm chí đã quên luôn tên họ của mình rồi. Nếu đến cả Tử Y Hầu cũng không lừa nổi thì còn báo thù gì nữa. Ánh mắt chỉ lộ ra trong một giây ấy đã được hắn luyện tập trong lòng vô số lần, chỉ vì thời khắc này đây. Bất luận thế nào cũng không thể để Tử Y Hầu nhìn ra được thân phận của hắn, nếu không. Chỉ có con đường chết. Bầu không khí có vẻ đè nén. Đám thanh niên tài tuấn còn không dám thở mạnh. Nguyên nhân vì khí chất của Tử Y Hầu quá mạnh mẽ, quá đáng sợ. Các trưởng lão Sở gia còn cảm thấy áp lực hơn bội lần, tiểu sư đệ của Hồng Tước Đại Hạ, người có triển vọng được trở thành thiên võ nhất, há đâu thể đơn giản được. Tử Y Hầu nhìn ra điều gì rồi? Tất cả mọi người đều có câu hỏi này trong lòng. Nếu không, tại sao lão nhìn chằm chằm vào một võ tu cảnh giới huyền dương hèn mọn lâu như thế chứ? Chớ nói dối. Qua hồi lâu, Tử Y Hầu mới nói một câu như thế trong lòng. Từ đôi mắt của Triệu Bân, lão không tìm thấy sự dối trá. Có lẽ lão thực sự đã nhìn nhầm, tên tiểu tử này có gương mặt quá đại chúng, quả thực không dễ nhớ tí nào. Cứ thế, lão vẫn tiếp tục nhìn. Lão muốn biết Cơ Ngân của ngày hôm đó có phải thực sự chỉ là cảnh giới chân linh, làm sao đánh bại được người mang năm thuộc tính như Sở Vô Xương, nghịch thiên tới cỡ nào. Ngoài Long Phi của Đại Hạ ra thì về cơ bản Sơ Vô Xương vô địch khi thi đấu cùng cấp. Thế mà bị một võ tu chân linh đánh bại vượt cấp, dù đã tới cảnh giới chuẩn thiên rồi nhưng lão không khỏi chấn động. Sau khi gặp xong, lão cũng thấy được chút manh mối.
giống như người ngoài đồn đại, tên võ tu hèn mọn này vừa có võ hồn vừa có đan hải. Điều này đã trái ngược với quy tắc thông thường rồi. Bao nhiêu kinh nghiệm của lão không đủ để giải thích chuyện này, mà e là sư tỷ của lão cũng không thể đưa ra đáp án thỏa đáng. Dù sao thì trên con đường võ đạo có quá nhiều kẻ khác loài. Đừng hù người ta chứ. Nữ soái mỉm cười, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng của hiện trường. Các trưởng bối còn cảm thấy cực kỳ áp lực thì nói gì tới tiểu bối, đừng nhìn ai cũng như trông trộm vậy. Tử Y Hầu bật cười. Đến bấy giờ, lão mới rời ánh mắt khỏi Triệu Bân. Hôm nay lão đứng ở Sở gia, không thể quá đáng, có một số chuyện cần âm thầm điều tra. Triệu Bân như được đại xá. Cuối cùng cũng lừa được Tử Y Hầu. Nếu thực sự bị nhận ra, cho dù nữ soái có mặt ở đây cũng không được hắn, bởi vì tiềm lực của hắn quá kinh khủng, sẽ khiến Tử Y Hầu cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn, giết chết từ trong trứng là điều tất nhiên. Ngươi tìm cho đại hạ, một thiên tài cái thế đấy, Tử Y Hầu mỉm cười, câu này nói với nữ soái, mà cũng chỉ khi đối diện với nữ soái, lão mới nở một nụ cười bình thường, thậm chí còn ẩn chứa chút dịu dàng. Cả hoàng thành này đều biết, lão thích nữ soái. Cả hoàng thành này cũng hy vọng hai người có thể ghép thành một đôi. Tuổi tác không thành vấn đề, lão cũng chẳng lớn hơn Sở Lam bao nhiêu. Bối phận cũng không thành vấn đề, đến cấp bậc như họ thì khỏi cần quan tâm thế tục nữa rồi. Thế nhưng, hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình. Nữ soái, chẳng có cảm giác gì với lão. Xứng lứa vừa đôi trên mọi phương diện không có nghĩa là nhân duyên sẽ thành đôi. Khai tiệc thôi. Sở Huyền Hàm mỉm cười, phá vỡ cục diện gượng gạo. Bên trong hoa viên kia đã bày sẵn tiệc rượu. Các trưởng bối một bàn. Các tiểu bối một bàn. Các lão bối cười cười nói, cũng không biết nói gì mà vui vẻ thế. Bên bàn các tiểu bối, bầu không khí rất quỷ dị, có mùi thuốc súng nồng nặc quẩn quanh. Từ khi ngồi xuống, Ngô Khởi cứ luôn nhìn Triệu Bân chằm chằm, cơn giận khó lòng tiêu tán. Nếu không vì hoàn cảnh không thích hợp, chắc hắn ta sẽ đòi đánh thêm trận nữa. Triệu Bân tỏ ra lãnh đạm, từ khi ngồi xuống, hắn giống như biến thành một pho tượng băng, thỉnh thoảng bưng chung rượu lên nhấp một hớp, cố nén sát ý. Nếu hắn có tu vi của cảnh giới chuẩn thiên, chắc chắn sẽ đập chết Tử Y Hầu trong đêm nay. Cơ Ngân, Sở Vô Xương khẽ gọi hắn một tiếng. Nói rồi cô ta đặt một chậu cơm trước mặt Triệu Bân. Từng được chứng kiến sức ăn của tên này, ăn cơm không cần tới bát, dùng chậu luôn là được. Triệu Bân thu hồi tầm mắt, thấy thế chỉ cười gượng một tiếng. Sở ra mời người ta ăn cơm rất là chắc dạ đấy. Cơm cũng bưng tới rồi, không ăn thì không nể mặt. Hắn xắn tay áo, cũng cầm đũa lên. Hắn vừa cầm đũa lên, những người cùng bàn đều buông đũa. Ai nấy trợn tròn hai mắt. Tên này ăn khỏe đến mức thế ư. Chẳng trách đánh đấm giỏi như thế, đúng chuẩn một cái thùng nước gạo. Nghẹn chết luôn đi, Ngô Khởi thầm mắng. Tiểu tử khá đấy, các trưởng bối ở bàn bên cạnh cũng đồng loạt liếc nhìn sang. Nữ soái với tư cách là người giới thiệu cũng phải giật giật khóe miệng, không biết sức ăn của Cơ Ngân tới mức này. Người làm gia chủ như Sở Huyền Hà cũng âm thầm nuốt nước bọt, chàng rể này. Ăn khỏe thật đấy. Triệu Bân chỉ mải ăn. Không phải vì hắn đói, mà hắn muốn dùng cách này để đè nén sát ý của mình. Di rời lực chú ý lên đồ ăn sẽ không nghĩ nhiều nữa, không thể để lộ sơ hở. Đủ không? Sở Vô Xương khẽ mỉm cười. Cũng tạm. Triệu Bân mỉm cười đáp lại, rồi tiếp tục cắm đầu ăn. Thế rồi, cảnh tượng này lọt vào tầm mắt của Ngô Khởi, cực kỳ ứa gan. Hắn ta thấy ánh mắt của Sở Huyền Hà, Sở Thương Khung. Kể cả nữ soái nhìn Cơ Ngân cũng cực kỳ dịu dàng, không giống như đang nhìn người ngoài, mà giống như nhìn người nhà mình vậy, Cũng là con rể đấy. Nếu hắn ta đoán không sai, người Sở gia định ghép Sở Vô Xương và Cơ Ngân thành một đôi đấy. Chết tiệt, Ngô Khởi hận đến mức ngứa răng. Ông đây mới là chính phái, đâu thể thua kém tên suối quẩy này được. Ta phải xử lý hắn. Ta nhất định phải xử lý hắn. Trong đôi mắt Ngô Khởi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, gương mặt kia đã trở nên dữ tợn và đáng sợ. Sở ra. Sau bữa cơm, những người lớn tuổi đều tụ tập ở đình nghỉ mát, bàn luận chuyện võ đạo. Những người trẻ tuổi thì tập trung đi tham quan nhà họ Sở,
ngắm hoa ngắm trăng. Vốn dĩ Sở Thương Khung muốn tìm Triệu Bân để nói chuyện, có điều sau khi nghĩ lại, ông ta vẫn nên tiếp xúc một lát rồi hẵng nói sau, vẫn còn chưa so bát tự mà, phải để cho hai cô cậu bồi dưỡng tình cảm với nhau trước đã. Nhà cô lắm bảo bối thật, Triệu Bân chậc lưỡi suýt xoa. Đấy là lời thật lòng, không nói đến kỳ hoa dị thảo, suốt dọc đường, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều ngọc thạch, viên nào viên nấy đều không tầm thường, lấy đại một viên ra ngoài bán thì chắc cũng bán được bộn tiền, hơn nữa, người ta còn sẽ tranh giành nhau để mua. Nếu như để nữ soái nghe được tâm tư của ngươi thì nhất định sẽ cho ngươi một trận đòn ra trò. Chúng ta đang để hai ngươi bồi dưỡng tình cảm mà, sao trong đầu ngươi chỉ nghĩ đến bảo bối không thế? Không đi đúng đường gì cả. Sở Vô Xương cười nhẹ, là một hướng dẫn viên bất đắc dĩ, thỉnh thoảng cô ta lại lên tiếng giới thiệu cho Triệu Bân, xong lại thi thoảng lén liếc nhìn hắn, dưới ánh trăng vẫn có thể nhìn thấy được gò má cô ta hơi ửng đỏ lên. Đúng thật là, người càng cao ngạo thì càng dễ bị rung động bởi một khoảnh khắc nào đó. Như cô ta, sau khi chứng kiến chấp niệm thà chết không lùi bước thì không thể nào quên được. Triệu Bân không hề biết gì, nhìn bảo bối đến lóe mắt nên chỉ biết sụi mắt, đặc biệt là thiên nhãn ở mắt trái, trung huyết minh của Ngô Khởi, mặc dù có thể nhìn thấy được sự vật nhưng lại không nhấc được tròng mắt lên. Nói trắng ra, con mắt đó của hắn đã không khác gì với một con mắt bình thường nữa rồi. Hắn đã từng nhìn vào trong, đúng là trên con người có một phong ấn dán chặt vào thiên nhãn của hắn, vì vậy, phải đợi mấy ngày thì phong ấn mới biến mất, trong thời gian ngắn, hắn không thể sử dụng thiên nhãn. Ánh trăng trong vắt, sao đêm lấp lánh. Nhìn từ phía sau, hai bóng người đó cũng thật rất xứng đôi. Ngô huynh, e là chuyện của huynh và Vô Xương sư muội không thành được rồi. Thanh niên quạt nhẹ chiếc quạt xếp đó vẫn không chịu an phận, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lại đứng đó đổ thêm dầu vào lửa, người ta có đôi có cặp bỏ người lẻ loi một mình ở đây, thờ hỏi có tức hay không? Estes! Ngô Khởi nghiến răng, suýt chút buông lời mắng nhiếc. Hãy đợi đó cho ta. Hắn lại nói câu đó rồi quay lưng bỏ đi. Hắn ta đến nhà họ Sở dự tiệc mà lại phải ôm về một bụng tức, hắn ta đổ hết lên đầu Triệu Bân. Cảm ơn nhà họ Sở đã tiếp đãi, tạm biệt. Không lâu sau, Triệu Bân cũng chắp tay chào tạm biệt, không thể trì trệ thêm nữa. Sở Vô Xương khẽ hé môi nhưng cuối cùng lại không nói gì, tự dưng trong lòng thoáng thấy hụt hẫng. Người ta đã đi rồi mà còn nhìn gì nữa, một giọng nữ thanh thoát chậm chậm vang lên. Cô đi mà chẳng vang lên tiếng gì cả, Sở Vô Xương lại đỏ mặt. Nữ soái chỉ cười, người làm ta đây đã đứng đây cả buổi rồi mà giờ cháu mới nhìn thấy sao? Nữ soái không khỏi trao mày nhìn theo Cơ Ngân. Trăng thanh gió mát, khung cảnh lãng mạn thế này, sao lại nói đi là đi thế? Chẳng đúng điệu gì hết, cháu gái nhà ta không đủ đẹp sao? Để nó ở đây một mình mà được sao? Bên này, Triệu Bân đã ra khỏi phủ. Lúc ra lại đường phố, hắn như một bóng đen hòa vào cùng dòng người. Tốc độ rất nhanh, chưa bao lâu thì đã đến. Không cần các cô gái vẫy gọi thì hắn đã tự vào rồi và còn thông thạo đường đi, thẳng tiến lên lầu cao nhất. Lại với ngân phiếu 1.000 lượng, cô gái vừa mới tỉnh giấc lại được hắn đưa vào giấc mộng. Ngươi chắc chắn là hắn đã vào trong rồi sao? Bên ngoài lầu xanh, Ngô Khởi thò đầu ra, bên cạnh còn có hai ông già mặc đồ đen, đều là cấp địa tạng đỉnh cao chân chính. Họ đã âm thầm theo dõi Triệu Bân suốt dọc đường, nhưng Triệu Bân không hề phát giác ra hai người bọn họ. Đúng là hắn ta, ông lão áo đen thứ nhất nói với vẻ chắc chắn. Được lắm thằng danh, Ngô Khởi cười nguy hiểm. Thiếu chủ, để ta đi giải quyết hắn ta nhé, ông lão áo đen thứ hai nói. Ông bị ngu à, đây là đế đô đấy, Ngô Khởi lạnh lùng nói. Vậy, cầm lệnh bài của ta, đến doanh trại thứ 7 điều binh, bao vây chặt lầu xanh này. Ý của thiếu chủ là bắt dâm. Ngô Khởi cười với vẻ giễu cợt. Đầu kia, trong căn phòng trên tầng cao nhất của lầu xanh. Triệu Bân đã tắt đèn, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, cầm kính viễn vọng nhìn về phía hình tháp. Trong đêm tối, hình tháp rất nổi bật, vì trên hình tháp có nạm rất nhiều tinh thạch và linh châu, tất cả đều sáng lấp lánh, chúng khiến hình tháp trở nên lung linh, vì vậy nên còn rõ hơn cả ban ngày. Nhưng, hắn vẫn chưa nhìn thấy được bóng dáng của mẹ mình đâu. Đã ngủ rồi sao?
Triệu Bân thầm nhủ trong bụng và mắt vẫn nhìn chằm chằm. Hắn không biết lúc này mẹ của mình đang như thế nào, bị nhốt hay là bị phong ấn ngủ say rồi. Bao vây lại, bất cứ ai cũng không được ra ngoài. Không lâu sau thì có tiếng hét lớn vang lên, giống như tiếng sấm. Đấy là tiếng của người thuộc Hoàng Ảnh vệ doanh trại thứ 7, khí thế rất mạnh, họ đã bao vây chặt lầu xanh này, một con ruồi cũng đừng mơ chạy thoát được, người có thiên nhãn không còn tác dụng muốn chạy cũng khó. Triệu Bân không nhìn nữa, hơi trao mày lại. Khó khăn lắm mới đợi được đến đêm, sao vẫn có người đến làm loạn thế? Nghe giọng thì chắc là các binh lính, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có rất nhiều binh lính đến, trong lầu xanh có cướp sao? Tại sao lại bắt ta? Ta đâu có phạm tội. Bọn ta đến bắt dâm, lý do đó đã đủ chưa? Bớt nói nhảm, đưa đi. Rất nhanh sau đó, tiếng ồn ào đã vang lên khắp lầu xanh. Tú bà sợ khiếp vía. Chủ lầu xanh cũng ngây ra, họ đã nộp tiền bảo kê rồi mà, sao mấy người lại đến gây sự nữa? Hơn nữa, còn là Hoàng Ảnh vệ đích thân đến, mẹ kiếp, không chọc đến những người này được đâu. Dù có quan hệ tốt đến mấy thì cũng không thể dây vào được, cơ to cỡ nào thì cũng có to bằng hoàng đế không. Hoàng Ảnh vệ chỉ nghe theo lệnh của vua, dù Dương Huyền Tông có đến thì cũng không điều động được họ. Cót két. Triệu Bân mở cửa phòng ra, đập vào mắt là cảnh hỗn loạn. Cảnh loạn đến chừng nào chứ? Không biết hành động vừa rồi đã quấy rối đêm xuân của biết bao người, rất nhiều cô gái quần áo xốc xếch, rất nhiều đàn ông chỉ mặc một chiếc quần lót đang đứng láo nháo. Họ đều bị trách móc nặng nề nên mới chạy đến đây để tìm thú vui. Rất nhiều kẻ là người có gốc gác, nhưng có ai gặp phải chuyện bắt dâm đâu. Bắt tên này lại. Lúc Triệu Bân vẫn còn đang nhìn thì đã bị đeo gông. Hắn không phản kháng, phản kháng có tác dụng sao? Khắp lầu xanh đều là Hoàng Ảnh vệ. Hơn nữa, một nửa trong số đó đều là cấp địa tạng. Với trận thế như vậy, mỗi người tát hắn một cái thì cũng đủ cho hắn thành bã rồi. Chà! Chẳng phải là Cơ Ngân đây sao? Ngô Khởi bước lên, giả vờ tỏ ra ngạc nhiên. Ngô sư huynh, nói vậy là có ý gì? Triệu Bân mỉm cười nhìn Ngô Khởi. Cấp trên bảo đi bắt dâm, Ngô Khởi nói với vẻ quang minh chính đại. Ta phải đi với ngươi một chuyến rồi nhỉ? Ừ, lên đường, người đâu, dẫn đi. Được lắm, ngươi hãy đợi đấy. Biểu cảm của Triệu Bân đã thể hiện rõ lên câu nói đó. Bắt dâm hả, bắt cái đầu ngươi, nhằm vào ta thì cứ nói thẳng cho rồi. Sớm biết thế này thì đã đánh cho ngươi tàn phế rồi. Thằng nhóc nhà ngươi quá xấu xa, không ngờ dám lấy việc công báo thù riêng. Mất mặt quá, Nguyệt Thần chậc lưỡi. Đường đường là đệ tử của thần mà lại bị bắt trong chốn lầu xanh, đúng thật là mất mặt mà. Chuyện này thì cậu cả nhà ai đó lại rất giỏi, chủ yếu là các cô vợ đều rất thoáng. Qua đây. Ngô Khởi thấy Triệu Bân bị đưa đi thì ngoắc tay với người bên cạnh. Một tên lính vội vã chạy tới. Đến nhà họ Sở tìm Sở Vô Xương, nói là Cơ Ngân đi chơi gái bị bắt rồi, bảo cô ta đến nhận người. Chuyện này. Còn không chịu đi mau. Vâng. Tên lính vội vã xuống lầu, lúc xúc chạy đi. Thiếu chủ, chiều này của cậu cao tay thật, hai ông lão áo đen đều cười. Dám giành phụ nữ với ta ư, ta cho ngươi thân bại danh liệt, Ngô Khởi cười nguy hiểm. Tránh ra nào. Đường phố đế đô vô cùng náo nhiệt trong đêm. Chủ yếu là Hoàng Ảnh vệ quá nổi bật, đặc biệt là Hoàng Ảnh vệ doanh trại thứ 7, giọng hét một phát lớn phải biết. Thống lĩnh đã nói, có thể hét được bao to thì hét, khiến càng nhiều người vây đến càng tốt. Đúng thật là vậy, có rất nhiều người đã kéo đến. Cả đám người đông nghịt. Tụ tập hết trước cổng lầu xanh, nhìn những người đến chơi gái, từng người một bị đưa ra khỏi lầu xanh. Ai nấy cũng bị còng tay, xếp một hàng rất dài, trong đó có gần một nửa chỉ mặc có mỗi chiếc quần lót hoa trên người, lúc ra ngoài còn bất giác lấy tay che mặt lại. Chơi gái không mất mặt. Chơi gái mà bị bắt thì rất mất mặt. Đấy là điều mà các khách làng chơi đang nghĩ trong lòng lúc này. Người trên đường đều chỉ trỏ, cứ như đến xem khỉ, còn họ chính là những con khỉ đó. Nhân vật quen thì còn đỡ, người có mặt mũi thì không biết giấu mặt vào đâu. Có chuyện gì thế, những người đến xem đều ngạc nhiên. Nghe nói là bắt dâm, một ông già vuốt râu nói. Đến lầu xanh bắt dâm sao? Rất nhiều người nhếch môi,
người ta làm nghề đó mà, còn cần phải đến bắt sao? Hơn nữa, còn là hoàng ảnh vệ đích thân đến nữa, chắc đầu óc của thủ lĩnh của doanh trại thứ 7 bị lừa đá hay bị uống nước mất rồi, nếu như có việc để làm thì cũng không rảnh đến mức làm hành động nhức chứng thế đâu. Trên thực tế, những người khác đều là làm nền. Người tên Cơ Ngân kia mới là nhân vật chính. Để xử lý hắn, Ngô Khởi đã bứng hết cả lầu xanh. Ta đúng thật là vinh hạnh. Triệu Bân mang còng tay, đi theo dòng người, vẻ mặt đầy cảm xúc. Đối với hắn mà nói thì đêm nay đúng là đêm đáng nhớ. Vì chuyện này mà tên thiểu năng nào đó có thể mắng hắn cả 800 năm mất. Chà, đấy chẳng phải là Cơ Ngân sao? Không biết ai đó thốt lên trong đám đông, đó là kiệt tác của Ngô Khởi, hắn ta chỉ sợ người ta không biết nên đã sớm sắp xếp người diễn trò, giọng đối phương hét lên rất lớn. Cơ Ngân, ai là Cơ Ngân? Còn ai vào đây nữa, Cơ Ngân đạt quán quân của cuộc tỷ thí Tân Tông chứ ai? Trong số những người bị bắt có hắn sao? Có nhìn thấy chưa, chính là người đó. Người mà Ngô Khởi sắp xếp cũng rất kính nghiệp, chỉ thẳng vào Triệu Bân. Hắn ta chỉ như vậy thì Triệu Bân lập tức trở thành đối tượng quan sát trọng điểm của tất cả mọi người, không biết có bao nhiêu con mắt đang hướng về phía hắn, quan sát từ trên xuống dưới, họ chỉ mới nghe thấy tên hắn thôi, đây là lần đầu được nhìn thấy hắn thật sự. Không ngờ lại trong tình huống này, những đôi mắt ấy đều tràn đầy vẻ thắc mắc. Quán quân của cuộc tỷ thí Tân Tông, kỳ tài có 102 mà, dù cho ngoại hình không có gì bắt mắt nhưng cũng không đến nỗi thiếu phụ nữ chứ. Không ngờ lại chạy đến lầu xanh uống rượu, còn bị người ta bắt dâm, nếu như truyền ra ngoài thì e là danh tiếng sẽ không tốt, à, danh tiếng đã không tốt sẵn rồi. Triệu Bân rất điềm nhiên. Những khách làng chơi khác đều che che đậy đậy, sợ người khác nhận ra mình. Chỉ có hắn không biết dị là gì, dường như đã sớm mất dây thần kinh xấu hổ rồi. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần bản thân không xấu hổ thôi, ai bẽ mặt kệ ai. Mặt dày cũng là một loại tu hành, nói theo cách của Nguyệt Thần thì chắc không vấn đề. Giống như hắn đây, nếu như không phải có da mặt cực kỳ dày thì e là không thể nào đỡ được cục diện này. Vì vậy mới nói, đồ đệ của thần không giống như người khác, đi đến đâu cũng mang đến những điều kỳ lạ và đặc sắc, thế gian có rất nhiều chuyện lạ, nếu như không gặp hết thì thật có lỗi với sư phụ Tú Nhi quá. Kích thích không, Huyễn Mộng cũng đã đến, liếc nhìn Triệu Bân một cái. Kích thích, Triệu Bân hít một hơi thật dài, lần đầu tiên bị dắt đi thị chúng. Đối với hắn mà nói thì có mất mặt hay không cũng không sao, chỉ là đã đánh mất cơ hội tốt, nói không chừng bây giờ nhìn lại hình tháp thì có thể nhìn thấy được bóng mẹ, vậy mà lại bị phá đám. Không ngờ quán quân tỷ thí Tân Tông mà lại chạy đi, thú vị thật. Lần này thì Cơ Ngân nổi tiếng rồi, Đỉnh Tử Trúc cũng nổi tiếng rồi, Thiên Tông càng nổi tiếng hơn. Ta xấu hổ dùm cho sư phụ của hắn đây. Người trên phố bàn tán xôn xao. Vì Triệu Bân mà người đời chẳng thèm quan tâm đến những khách làng chơi khác. Đấy là kết quả mà Ngô Khởi mong đợi. Phải đẩy Cơ Ngân ra trước ngọn sóng, để hắn bị người đời phỉ nhổ. Vậy thì nỗi hận của hắn ta mới được giải tỏa. Đợi đấy, phía sau vẫn còn kịch hay nữa cơ. Hắn ta sẽ đợi nhà họ Sở đến nhận người. Thật muốn xem thử người nhà họ Sở sẽ có biểu cảm thế nào, nhìn đi, con rể nhà các người chọn không ngờ lại loại háo sắc, muốn hỏi thử ngươi có bất ngờ không? Tránh ra nào! Tiếng hét của hoàng ảnh vệ vang khắp phố. Còn các khách làng chơi thì đều xếp ngay ngắn thành đội hình, đi thị chúng trên phố. Cảnh tượng đó rất nổi bật. Một mặt khác, tên lính được Ngô Khởi phái đi đã đến vườn hoa Sở ra. Tiệc đã tan nhưng người nhà họ Sở vẫn chưa ngủ, đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Hoàng ảnh vệ đến đây có việc gì không? Sở Huyền Hà nhìn tên lính đó và hỏi. Cơ Ngân đã bị bắt, chỉ đích danh Sở tiểu thư đến nhận người, tên lính ho gượng. Bị bắt hả? Vâng. Vì sao lại bị bắt? Chơi gái. Khụ khụ. Hai chữ đó vừa được thốt ra thì ai cũng bị sặc trà, bao gồm cả nữ soái. Cả gia đình một giây trước còn nói cười cười vui vẻ lắm, nhưng một giây sau khóe miệng lại chợt run rẩy. Cả người quát tháo trên chiến trường như nữ soái cũng mang vẻ mặt hết sức hào hứng, thì ra hắn vội vàng hối hả như thế là để đi uống hoa tửu à, Sở ra không có rượu ư. Cháu gái nhà này không đẹp ư. Soạt.
Sở Vô Xương như một hồn ma lướt nhanh ra khỏi hoa viên. Dưới ánh trăng, có thể thấy rõ đôi mắt đang bừng bừng lửa giận kia. Mọi người đã bảo là gọi thẳng tên chỉ mặt bảo cô ta đi rước người, làm sao cô ta không đi được. Còn phải đi thật nhanh, cũng phải hỏi con người đó một câu, đi uống hoa tử bị tóm rồi vẫn còn mặt mũi bảo ta đi nhận người ư. Tiểu tử này hay thật đấy nhỉ? Sở Thương Khung đen mặt, mặt Sở Huyền Hà còn đen hơn. Nữ soái Xích Diễm liếc nhìn hai người, một người là huynh trưởng, một người là phụ thân, người thì lòng đầy căm phẫn, kẻ thì hiên ngang lẫm liệt, nhưng trong mắt cô ta lại chẳng là gì cả. Hồi còn trẻ chắc hai người cũng đi nhiều chứ, còn có mặt mũi nói ai? Ánh mắt đó vừa liếc sang thì hai người lập tức tắt đài, một kẻ ngửa đầu ngắm sao, người thì đảo mắt ngắm phong cảnh, nhà đầu này không biết lớn nhỏ, đến lúc nào rồi còn vạch mặt nhau như thế. Theo lời các đồng chí nam nói thì, hoa nhà sao thơm bằng hoa dại. Bên này, Triệu Bân đã được mời đến đại đường nha môn doanh trại Hoàng Ảnh vệ số 7. Mấy người đi chơi gái khác đều trả tiền thả người về hết rồi, chỉ có mình Triệu Bân vẫn còn đó. Ngô Khởi cũng không buồn ngủ, trông chừng hắn, chẳng những không buồn ngủ mà còn hăng hái lắm. Ngô sư huynh hăng hái thật đấy, có lẽ Triệu Bân cũng mệt rồi nên tìm một chỗ ngồi xuống. Cấp trên căn dặn, không dám cãi lời, Ngô Khởi cười u ám. Điều cả Hoàng Ảnh vệ đến Thanh Lâu truy quét, cấp trên cũng xem trọng ngươi lắm, Triệu Bân xách bầu rượu hồ lô lên, rót ừng ực vào miệng, không hiểu tại sao Ngô Khởi lại lên đến chức thống lĩnh doanh trại số 7 được. Nhưng hắn lại quên mất. Gia gia Ngô Khởi là nguyên soái uy phong lẫm liệt, đằng sau có người chống lưng rất vững. Đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đây là đế đô, là địa bàn của Hoàng Ảnh vệ. Không phục cũng không được. Buộc lòng phải thừa nhận vụ truy quét tối nay thật sự khiến hắn không kịp trở tay, có trời mới biết một thống lĩnh lại tự tiện điều động Hoàng Ảnh vệ làm mấy chuyện kỳ lạ này chỉ để báo thù riêng. Cũng vì không kịp trở tay nên mới làm hỏng mất chuyện của hắn. Khó lắm mới chờ đến lúc màn đêm buông xuống, lại xảy ra cớ sự thế này. Tên Ngô Khởi này đã đụng trúng vảy ngược của hắn rồi. Nếu để hắn gặp tên này bên ngoài, không giết chết hắn ta, hắn sẽ không mang họ Triệu. Hiền lành bị người bắt nạt. Con đường võ đạo này, tốt nhất nên có chút máu. Ngươi nên biết người nào nên chọc, kẻ nào không nên dây vào, ta sẽ cho ngươi nhớ thật kỹ. Ngô Khởi cười âm u, đến lúc này rồi, hắn ta cũng không che giấu làm gì nữa, chính là quan báo tư thủ đó. Rồi sao? Người cũng đã tóm, phố cũng đã dạo, mặt mũi cũng đã mất hết, ký ức cũng khắc sâu rồi, ngươi không định thả ta đi à, Triệu Bân khoanh tay, hay là ngươi thật sự muốn gán cho ta cái tội tài đình? Đừng vội, sẽ có người đến đón ngươi, khóe miệng Ngô Khởi khẽ nhếch, cười kỳ quái. Triệu Bân không lắm lời với tên này nữa, tùy ý liếc nhìn xung quanh. Độ kiếp, hắn nhất định phải qua được kiếp nạn ở doanh trại số 7 này, người nào đó không thiếu đòn. Là thiếu xét đánh. Thống lĩnh, Sở tiểu thư đến rồi. Đang suy nghĩ thì chợt nghe có tiếng vệ binh bên ngoài bẩm báo. Nghe nói thế, Triệu Bân lại chợt nhíu mày, nhìn sang Ngô Khởi theo bản năng. Ngô Khởi, thống lĩnh doanh trại số 7, thật sự phục ngươi, lại đi tìm Sở Vô Xương đến nhận người. Mau mời. Ngô Khởi đứng bật dậy, ánh mắt sáng rỡ. Chờ đợi hơn nửa đêm, cuối cùng vẫn chờ đến lúc Sở Vô Xương thật sự xuất hiện. Soạt. Lời còn chưa dứt thì đã thấy một bóng người như hồn ma lướt vào từ bên ngoài. Đúng là Sở Vô Xương, là Sở Vô Xương nữ cải nam trang, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn bùng cháy. Sư muội Vô Xương hãy nhìn cho rõ, tên này chính là người như thế đấy. Ta cũng mù rồi, thật sự nhìn lầm hắn. Đường đường là người giành hạng nhất của Tân Tông, lại làm ra những chuyện xấu xa thế này. Ngô Khởi đi tới, vội vàng lên tiếng. Hết câu này đến câu khác không hề có ý định dừng lại, quan trọng nhất là cái thần thái đó có thể gọi là hiên ngang lẫm liệt, giọng điệu ấy à. Cũng đầy căm phẫn. Triệu Bân không nói gì, chỉ liếc nhìn Ngô Khởi. Sở Vô Xương không biết phải nói thế nào, chỉ liếc nhìn Triệu Bân, ngọn lửa trong mắt ngày càng dữ dội. Không biết tại sao lại tức tối đến thế, đó là sự tức tối từ tận sâu trong linh hồn, vội vàng rời đi như thế để đi uống hoa tử ư. Bị Hoàng Ảnh vệ tóm được. Lại còn chỉ tên điểm mặt gọi ta đến nhận người. Triệu Bân chuyển tầm mắt, thấy Sở Vô Xương đang nhìn mình bèn ho khan.
Tiếng ho khan đó, tất nhiên là thay lời xin lỗi, nửa đêm rồi còn phiền cô tới đón ta, thật là ngại quá, nếu biết sẽ có chuyện này xảy ra, ta đã không quật cô ngã trong tỉ thí Tân Tông, chỉnh cô ta thảm thương đến thế. Chỉ cần một câu của sư muội Vô Xương thôi, ca ca sẽ thay muội phế hắn. Tên Ngô Khởi kia không chịu ngồi yên một tí nào, cứ ngồi đó nói tới nói lui, chẳng mấy khi có được cơ hội mà. Sở Vô Xương vẫn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng xoay người. Vừa ra đến cửa cô ta lại ngoái đầu lại, Cơ đại công tử. Đi thôi. Triệu Bân nghe xong lập tức đứng dậy, tiện tay chặt đứt xiềng xích, bị trói đến hơn nửa đêm. Nói thẳng ra hắn ta vẫn quen Sở Vô Xương gọi mình là Cơ sư đệ, câu Cơ đại công tử này khiến cả người hắn lạnh lẽo, cứ thấy đang mắng hắn kiểu gì ấy, cũng đúng, hơn nữa đêm lại làm phiền người ta, chắc là ai cũng không thích nổi. Hai người một trước một sau ra khỏi đại được, cùng một trước một sau. Dần đi thật xa. Thế là, hết rồi. Trong đại đường, Ngô Khởi có chút sửng sốt. Vất vả tự biên tự diễn một vở kịch, hắn ta còn đang chờ Sở Vô Xương đến đây nổi cơn tam bành mà. Đến, nhưng chỉ nói đúng một câu. Đến nhưng cũng không liếc mắt nhìn hắn ta một cái, đó không phải là Sở Vô Xương trong ký IC hắn ta. Ầm ĩ hơn nửa hôn na đêm, tất cả đều là uống phí ư. Màn đêm sâu thẳm, ánh trăng sáng ngời. Đường cái đế đô vẫn náo nhiệt như thế, những nơi có người thì không bao giờ thiếu những lời bàn tán, có thể thấy chuyện tối nay đã được người nào đó cải biên thành một giai thoại, mặt trời vừa lên, nó sẽ được lan truyền rộng rãi. Cảm ơn sư tỷ, làm phiền rồi, tiếng cảm ơn của Triệu Bân khá là chân thành tha thiết. Rượu thanh lâu có ngon không, Sở Vô Xương liếc sang, ngọn lửa trong mắt vẫn hừng hực cháy. Cũng ổn, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Nếu nói cho Sở Vô Xương là hắn đi làm chính sự thì chắc cô nàng này sẽ không tin. Ngẫm lại cũng đúng, ai đến thanh lâu lại chả làm chính sự, uống hoa tửu là phải trả tiền đấy. Lần tới bị tóm còn tìm ta đi đón về nữa không, Sở Vô Xương cười nhìn Triệu Bân. Cái đó, phải xem coi bị ai bắt, Triệu Bân bùi ngùi nói, nếu vẫn bị đám Ngô Khởi tóm thì hẳn là tin tức sẽ tiếp tục gửi về Sở gia. Giống lần này, nhiều người như thế lại cố tình chọn Sở Vô Xương. Nói đi nói lại, hắn còn phải cảm ơn Ngô Khởi. Nếu gọi Vân Yên đến nhận người thì thôi chắc hắn chẳng cần đi ra nữa. Nhưng e là Ngô Khởi sẽ không có cơ hội bắt hắn nữa. Chờ xem, trễ nhất là ngày mai, tên đó sẽ bị mất chức. Điều Hoàng Ảnh Vệ đi bắt Thanh Lâu thế này, nếu đầu óc không bị lừa đá thì hẳn là chẳng ai làm được như thế. Nhìn lại Sở Vô Xương, đã không còn là hai mắt bốc lửa đơn giản như thế nữa, còn có xúc động muốn đánh người, nghe Triệu Bân nói thì có vẻ hắn vẫn còn ý định chạy đến Thanh Lâu. Vẫn muốn đi uống hoa tửu. Theo lẽ thường thì hẳn là những lúc thế này Tú Nhi sẽ nhảy ra tranh thủ cơ hội. Theo lẽ thường thì hẳn là cô ta sẽ lên tiếng thay Triệu Bân. Không nói nữa, không thể cố gắng nổi nữa rồi. Nguyệt Thần xua tay, nói thêm gì nữa cũng thế thôi. Tên này từ khi lấy vợ về đã mất đi khả năng tán gái rồi, dâng đến tận miệng vẫn không thèm, còn chờ mong hắn sẽ làm gì được nữa. Để thể hiện lòng biết ơn, ta sẽ mời sư tỷ ăn cơm, Triệu Bân cười nói. Được, Sở Vô Xương đáp lời, khiến Triệu Bân không kịp trở tay, lẽ ra chỉ là một lời khách sáo, nói xong ai về nhà nấy, không ngờ cô nương này lại nghiêm túc như thế, không theo lẽ thường chút nào. Cái miệng nói thì cái thân đi mà chịu. Tìm một tửu lầu nào đó, nhanh chóng ăn, nhanh chóng đến thanh lâu. Hai người sánh vai cùng đi, hai mắt cứ nhìn ráo rác xung quanh, có vẻ đang tìm tửu lầu, cũng có thể là đang dạo phố. Nghe tin gì chưa, Hoàng Ảnh Vệ vừa lục soát một thanh lâu. Đã lan truyền khắp nơi rồi, người mới biết hả, Cơ Ngân mới là nhân vật chính. Hạng nhất trong tỉ thí Tân Tông, đúng là nhân tài. Những nơi phồn hoa. Người xe nhộn nhịp thế này thì những lời bàn tán mồm năm miệng mười vang khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Đi đến bất kỳ nơi nào cũng có thể nghe thấy cái tên Cơ Ngân ấy. Triệu Bân trực tiếp ngó lơ, hay có thể nói, là hắn đã quá quen rồi. Sở Vô Xương liếc nhìn hắn không chỉ một lần, cứ quan sát từ trên xuống dưới. Tên này, còn ra gì và này nọ hơn những gì cô ta tưởng, không chỉ chịu đòn giỏi mà da mặt cũng cực kỳ dày. Hả? Bước thêm bước nữa, Triệu Bân chợt dừng lại. Khoảnh khắc đó,
hắn chợt cúi đầu theo bản năng, hai mắt híp lại, ánh mắt khẽ nhíu, chỉ vì dưới chân cảm nhận được một luồng nhiệt đang bốc lên cuồn cuộn, hình như là lực đại địa, vì hắn luôn tìm hiểu về đại địa linh chú mọi lúc mọi nơi nên dù có mang giày thì hắn vẫn có thể dò la được, chỉ là luồng nhiệt khí này, ngoài lực đại địa ra còn có một sức mạnh khác, cực kỳ bá đạo, cực kỳ dồi dào. Tú Nhi, liệu bên dưới đó có cái gì không nhỉ? Triệu Bân hỏi. Người mới nhận ra à? Nguyệt Thần tùy ý trả lời. Bảo bối, Triệu Bân hỏi một tiếng. Đại địa linh mạch. Đại địa linh mạch. Triệu Bân nghe xong lập tức giật mình, hắn từng xem huyền môn thiên thư nên biết đó là thứ gì, đó là nơi tinh túy nhất của đại địa, trải qua hàng ngàn năm tháng ngưng tụ thành linh mạch, ẩn chứa tinh nguyên mênh mông và lực đại địa. Hút vào người sẽ có được tác dụng thần kỳ đến mức không cách nào tưởng tượng được. Trùng hợp là hắn cũng tìm hiểu đại địa linh chú, có liên kết nào đó với đại địa, nếu không cũng không thể cảm nhận được dưới mặt đất có càn khôn. Thảo nào lại xây dựng hoàng thành ở đây? Thảo nào linh lực ở đế đô lại dày đặc như thế? Triệu Bân thì thảo tự nói, nhất thời hiểu ra rất nhiều chuyện. Năm đó, có lẽ thế hệ Long Hoàng đầu tiên biết nơi này có đại địa linh mạch nên mới khai sáng Long Triều Đại Hạ ở đây, cũng là đại linh mạch, có lẽ cũng là mảnh đất Long Mạch của Đại Hạ. Cái gọi là Long Mạch đó không phải là kinh mạch của rồng, mà là một loại khí vận rất khó giải thích. Khí vận còn, sức sống của quốc gia cũng sẽ còn. Đó là một cách nói đầy mơ hồ của những thầy phong thủy, cũng có căn cứ, người ta thường nói là may mắn đã hết, đó cũng là khí vận. Cắt đứt khí vận của Đại Hạ tức là cắt đứt quốc vận của Đại Hạ, chắc chắn sẽ suy tàn. Thứ tốt, Triệu Bân liếm môi, ánh mắt rạng rỡ. Sinh hoạt ở nơi này qua năm khác, kéo dài tuổi thọ là chuyện nhỏ, có thể cãi cả số trời. Nơi tập trung khí vận thường sẽ mang đến nhiều may mắn, nếu không có cơ duyên của tạo hóa thì có ma mới tin. Sao không đi, Sở Vô Xương liếc mắt nhìn Triệu Bân. Chân hơi mỏi. Triệu Bân lấy lại tinh thần, thuận miệng nói một câu. Hắn chỉ thuận miệng nói thế, Sở Vô Xương lại không phải người nghe vô tâm, chân hơi mỏi, có phải eo cũng hơi nhức không, do đi đường nhiều quá hay là túng dục quá độ. Cơ thể nhỏ bé chịu không nổi. Nhìn xem, một khi nữ nhân bắt đầu tưởng tượng thì mọi thứ sẽ khác lắm. Chẳng hạn như người con gái này, vì một câu của Triệu Bân mà hai mắt lại rực lửa. Triệu Bân không biết. Cả đường đi cứ cúi đầu xem, hết sức tĩnh tâm để cảm nhận. Nếu bây giờ có đủ thời gian, hắn sẽ cởi giày ra để cảm nhận, tiếp xúc trực tiếp với đại địa như thế mới có thể cảm nhận rõ ràng hơn, đi đến đâu chân cũng có cảm giác nóng rực, nếu hắn đoán không lầm thì linh mạch dưới đế đô không hề nhỏ, thậm chí còn nóng hôi hổi. Cảm giác thế này, không phải ai cũng có, ít nhất thì Sở Vô Xương không cảm nhận được. Còn hắn là nhờ hiểu được một phần đại địa linh chú nên mới mơ hồ bắt giữ được. Chỉ có một điều không thể chắc chắn được là đại hạ có bao nhiêu người biết dưới đế đô có linh mạch. Theo hắn nghĩ, chắc chắn số lượng đó không quá năm. Ở đây đi, Sở Vô Xương dừng lại, chọn một tử quán nhỏ. Chọn tử quán nhỏ là vì ở đây ít người. Hết cách rồi, người nào đó quá chói mắt, đến nơi đông người rất dễ bị nhận ra, thế sẽ ầm ĩ lắm. Triệu Bân cũng tùy ý, đó cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi, chọn nơi nào cũng được. Chọn tử quán nhỏ cũng tốt, ít người yên tĩnh. Tử quán làm ăn không tốt lắm, chỉ có mấy bàn ngồi. Chỉ có từng đó thôi nhưng mấy người họ lại bàn tán cực kỳ hăng hái, chuyện đêm nay cũng ầm ĩ quá mà. Hai người không nói gì nhiều, đi thẳng lên tầng 2, chọn một bàn gần cửa sổ, tùy ý chọn rượu và thức ăn. Đây là lần đầu tiên ngồi cùng nhau nên cô nương kia không được tự nhiên lắm, còn có chút căng thẳng. Sư tỷ, đến hình tháp có cần giấy thông hành không? Triệu Bân như một người cực kỳ biết điều, lấy ra bầu rượu rót cho Sở Vô Xương một ly, thốt ra một câu hỏi hết sức tùy ý nhưng thực chất là đang thăm dò bí mật. Có, Sở Vô Xương khẽ đáp, có đề tài để nói thì cũng không đến nỗi căng thẳng như thế. Ai là người có được giấy thông hành? Triệu Bân vội vàng hỏi. Tại sao lại hỏi thế, Sở Vô Xương nhìn lướt qua Triệu Bân. Tò mò. Đế đô chỉ có 3 người sở hữu giấy thông hành, Tử Y Hầu, Đại Tế Tư Hoàng Tộc, Hoàng Phi Vũ Linh. Thế, Triệu Bân nghe xong bèn nhíu mày, 3 thân phận đó, người sau cao quý hơn người trước, người sau đáng sợ hơn người trước, đồ đệ Hồng Uyên như Linh Lung cũng không có được giấy thông hành, xem ra lấy giấy thông hành. Là chuyện không thể rồi,
nhưng cũng không phải là không có cơ hội, Đào tiên tử cũng mượn được, có lẽ là mượn Hoàng Phi Vũ Linh, tìm ba người này dễ hơn tìm Hồng Uyên, Hồng Tước và Hoàng đế Đại Hạ nhiều. Hai tiểu hữu này hăng hái quá nhỉ, Triệu Bân đang suy nghĩ thì một lão già gầy gò tìm tới, bắt tay cười hơ hớ, nụ cười đó không hề bình thường tí nào, nhìn kiểu nào cũng thấy đáng khinh. Có việc gì hả, Triệu Bân ngắt mạch suy nghĩ hỏi. Có muốn lấy bảo bối không, lão giả gây nhìn Triệu Bân rối lại nhìn Sở Về Xương. Nháy mắt như giật kinh phong, cộng thêm hàm răng vàng vẫn còn rắn chắc của lão ta thì lại càng đáng khinh. Không cần, Triệu Bân và Sẽ Vô Sóng đều trả lời rất dứt khoát. Xem hàng một chút đi, lão giả gầy cười, lấy một cuộn tranh trong tay áo ra. Lẽ ra đang muốn cho Triệu Bân xem. Nhưng ngẫm lại vẫn nên cho người đối diện xem thì tốt hơn, người này đẹp trai hơn. Đúng vậy, Sở Vô Xương mặc nam trang đâu chỉ là đẹp trai, phải là đẹp ngất ngây ấy chứ. Sở Vô Xương nhíu mày, đã bảo là không cần rồi, sao vẫn còn cố gắng mồi trải thế? Chắc chắn là hàng thật. Cô ta nhíu mày thật chặt, lão già gầy đã mở bức họa cuộn tròn ra. Hay rồi, không phụ sự mong đợi của mọi người, Xuân Cung đồ dù chỉ lộ một góc nhưng cũng rất tươi mát. Khụ khụ. Triệu Bân thấy thế thì bị sặc rượu. Chuyện lớn rồi. Đây chắc chắn là chuyện lớn, lại có người chào hàng Xuân Cung đồ với Sở Vô Xương. Nhìn sang Sở Vô Xương đối diện, cô ta trông thấy cuộn tranh lập tức giật mình, cả chén rượu lên đến miệng cũng dừng lại giữa không trung, chủ yếu là do không kịp phản ứng. Cũng đúng, có lẽ là lần đầu gặp phải thứ bảo bối này, bất ngờ bị chói mắt, cũng bất ngờ không kịp phản ứng, nhìn thêm vài lần. Không biết là đang xem họa sĩ hay là thưởng thức hình ảnh. Đẹp không? Lão già gầy cười hà hà, muốn đáng khinh bao nhiêu thì đáng khinh bấy nhiêu. Ngươi, cuối cùng Sở Vô Xương cũng kịp phản ứng, hai má chợt đỏ bừng lên, không biết là do xấu hổ hay tức giận, chuyện gì cô ta lại chưa từng gặp, chỉ có tình huống này là lần đầu. Nếu muốn mua, ta sẽ để lại cho các ngươi giá rẻ. Cút! Con gái cưng của trời! Băng Thanh Ngọc Khiết cũng phải thốt ra lời tục tĩu. Tại sao lại tức giận thế? Lão già gầy vội vàng cất đi, quay đầu chuồn mất, bị mắng máu chó đầy đầu rồi. May là lão ta chạy nhanh, nếu không cô nương này mà nổi bão thì nói không chừng sẽ treo lão ta lên. Chém thành từng mảnh ấy chứ. Trước khi xuống cầu thang, lão ta còn quay đầu nhìn lại. Mấy người đẹp trai thường dễ tức giận thế à? Biết vậy ta chọn thằng bé đối diện. Đúng đó, ông tìm ta đi. Đó sẽ là câu trả lời của Triệu công tử, mua từ tay ông, về lại tăng giá gấp đôi. Lão già gầy chạy mất, bầu không khí trở nên gượng gạo. Sở Vô Xương có chút bối rối, mặt đỏ ửng lên như vừa kéo mây hồng. Nhìn sang đối diện, vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, quan sát cảnh tượng ngoài cửa sổ, chỉ thấy cơ thể hắn run run, muốn cười lại không dám cười, thậm chí còn nhịn. Đến mức hơi khó chịu. Lưu manh, Sở Vô Xương trừng mắt liếc hắn. Triệu Bân cũng liếc lại, ánh mắt đó nói rất rõ rằng, chuyện này liên quan quái gì đến ta. Hai mắt Sở Vô Xương bốc lửa, ở đây chỉ có một mình ngươi, không mắng ngươi thì mắng ai. Nếu là lý do đó thì Triệu công tử viết chữ bái phục trong ngoặc kép, mẫu thân từng nói, muội tử càng xinh đẹp sẽ càng nguy hiểm, chẳng những nguy hiểm mà còn không chịu nói lý. Nay xem ra, quả nhiên là người có kinh nghiệm. Chuyện phiền phức tới nhanh mà đi cũng nhanh. Sở Vô Xương hậm hực bỏ đi, tối nay cô ta rõ ràng không nên đi ra ngoài để rồi phải ôm một bụng tức, như cô của cô ta nói không cần để ý tới nhân gian tầm thường thì cũng không hoàn toàn đúng, có một số chuyện cô ta vẫn không thể nào chịu đựng được. Cô ta đi rồi. Triệu Bân cũng rời đi, như một bóng đen lướt qua đám đông. Lúc hắn dừng lại thì đã đứng ở ngay phía trước thanh lâu. Lúc trước nơi này kinh doanh náo nhiệt sầm uất bao nhiêu thì ngày nay lại hoang tàn vắng vẻ bấy nhiêu. Thanh lâu hôm nay thật sự quá quạnh quẽ, không còn thấy mấy cô nương đứng lôi kéo khách ở phía trước nữa. Thanh lâu không chỉ đóng cửa mà còn bị dán giấy niêm phong, cả một tòa lầu các tối đen như mực. Đây chính là kiệt tác của Hoàng Ảnh Vệ, nói niêm phong là niêm phong, hết sức gọn gàng lưu loát. Cái tên Ngô Khởi đáng bị băm vằm. Để con mợ hắn ta. Đi trên đường, Triệu Bân thỉnh thoảng lại nghe thấy những lời chửi rủa như vậy, phần lớn đều đến từ đám khách phong lưu bị bắt. Đã bị quấy nhiễu chuyện Xuân Tiêu Mỹ sự mà còn bị bắt đi diễu phố,
đúng là mất mặt hết sức. Những khách phong lưu không bị bắt cũng mắng chửi Ngô Khởi hết lời. Chẳng qua là do tối nay bọn họ trùng hợp không tới đây cho nên mới tránh thoát được một kiếp mà thôi. Nguyên nhân khiến Ngô Khởi bị mắng chửi là vì hắn ta quá vớ vẩn, tự nhiên lại điều động hoàng ảnh vệ chạy tới thanh lâu truy quét, sau đó còn đóng cửa thanh lâu khiến cho bọn họ không còn nơi nào để tiêu khiển, không còn nơi nào để tìm kiếm sự vui vẻ. Tối nay chắc sẽ không tra xét đâu, có không ít người tặc lưỡi nói. Đều bị mất chức rồi, còn tra cái quái gì nữa, nếu như Ngô Khởi có ở đây thì chắc chắn sẽ nói lời này. Triệu Bân đoán không sai, cái tên đó chưa đợi đến ngày mai thì đã bị mất chức rồi. Có thể mở một thanh lâu lớn như vậy ở đế đô thì chắc chắn phía sau có không ít vương công quý tộc đầu tư vào. Đêm nay những người bị hắn ta bắt và đang ngồi bàn bạc mắng chửi hắn ta cũng có không ít người là vương công quý tộc. Đã như vậy thì làm sao Ngô Khởi có thể yên ổn sống tiếp được chứ? Chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực muốn chấn chỉnh hắn ta. Nếu như không phải hắn ta có ông nội là nguyên soái Hổ Uy thì cũng sẽ không chỉ bị mất chức đơn giản như vậy, dám tùy tiện điều động hoàng ảnh vệ đi thanh lâu truy quét khách phong lưu, chỉ riêng một tội này cũng có thể khiến cho hắn ta bị xử chết. Cơ Ngân, ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi. Bên trong một tòa lầu các của phủ đệ Ngô gia đang truyền ra tiếng quát phẫn nộ. Tiếng quát này chính là của Ngô Khởi. Hắn ta đang làm ầm ĩ lên như một con chó điên sau khi biết được lúc Sở Vô Xương lãnh Cơ Ngân ra thì chẳng những không trách cứ hắn mà còn cùng hắn đi dạo phố. Ngô Khởi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, lộ ra bộ mặt dữ tợn dọa người, ông đây vĩ đại như vậy mà muội không chọn, lại đi chọn một tên cha nam như hắn. Hắt xì. Khi Triệu Bân lẻn vào thanh lâu thì đột nhiên hắt xì mạnh một cái. Không cần nghĩ cũng biết Ngô Khởi đang hỏi thăm sức khỏe hắn. Có khi là cả Ngô phủ lúc này cũng đều đang hỏi thăm sức khỏe hắn. Bên trong thanh lâu tối đen không thấy một bóng người. Như vậy thì hắn cũng có thể bớt lo, hắn bắt đầu đi thẳng lên căn phòng cao nhất của thanh lâu. Có lý do cho nên hắn mới nhất định phải bước vào thanh lâu này, và cũng có lý do cho nên hắn mới nhất định phải chọn căn phòng cao nhất. Chỉ có duy nhất vị trí này mới có thể theo dõi tình hình bên trong hình tháp, tầm nhìn từ đây không hề xuất hiện chướng ngại vật. Ở các tòa lầu các khác hắn đều không thể nhìn thấy được gì bên trong hình tháp cả, bởi vì hoặc là có chướng ngại vật chắn tầm mắt, hoặc là khoảng cách quá xa để theo dõi. Hắn mở cửa sổ ra một lần nữa. Hình tháp dưới ánh trăng vẫn sáng ngời rực rỡ như vậy. Từ vị trí của hắn có thể nhìn thẳng sang tầng 9 của hình tháp, nếu như có bóng người đứng trước cửa sổ thì hắn nhất định có thể nhìn thấy rõ ràng. Đáng tiếc, hắn theo dõi đến hơn nửa đêm cũng không thấy có bóng người xuất hiện. Sự chờ đợi dày vò hắn. Hắn, đang theo dõi hình tháp. Ở một góc bên ngoài thanh lâu cũng có một người đang dùng kính viễn vọng, nhưng người đó không theo dõi hình tháp mà đang theo dõi căn phòng trên tầng cao nhất của thanh lâu, chính xác hơn là người đó đang theo dõi Triệu Bân. Người đó chính là Huyễn Mộng. Theo dõi người khác chính là nghề của cô ta, thậm chí cô ta còn có thể tránh được sự đề phòng của Triệu Bân. Trước đó cô ta đã nhìn thấy Triệu Bân lẻn vào thanh lâu. Nhưng Triệu Bân đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra cô ta. Ta hiểu rồi. Huyễn Mộng hít sâu một hơi, cô ta rõ ràng đã hiểu được một việc, lúc trước Cơ Ngân một đường đi thẳng vào thanh lâu không phải vì muốn uống rượu tìm vui, mà vì muốn mượn điểm nhìn thanh lâu để theo dõi hình tháp. Có lẽ có ai đó đang bị giam giữ trong hình tháp là bạn bè hoặc người thân của Cơ Ngân. Ta đã nói mà, ngươi không phải loại người như vậy, Huyễn Mộng khẽ nở một nụ cười vui vẻ nói. Sau đó cô ta cũng hướng kính viễn vọng nhìn về phía hình tháp. Tuy nhiên, ở vị trí mà cô ta đứng chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều chướng ngại vật chắn ngang tầm nhìn, không thể nhìn thấy gì ở hình tháp cả. Theo như cô ta suy nghĩ thì vị trí theo dõi hình tháp tốt nhất chính là vị trí mà Cơ Ngân đang đứng. Đó là ai nhỉ? Huyễn Mộng lẩm bẩm, ánh mắt cũng thay đổi. Tìm ra danh tính thật sự của Cơ Ngân cũng là một trong số những nhiệm vụ của cô ta. Giờ phút này hình tháp chính là đột phá lớn nhất trong nhiệm vụ tìm ra danh tính Cơ Ngân của cô ta, nếu như cô ta có thể biết được hắn đang theo dõi tù nhân nào thì rất có thể cô ta cũng sẽ tìm ra được danh tính thật sự của Cơ Ngân. Chuyện này không chi ma từ muốn biết mà cô ta cũng rất muốn biết, tên kỳ tài nghịch thiên này chắc chắn còn che giấu rất nhiều bí mật sau lưng. Sao lại không có ai? Triệu Bân vẫn đang quan sát, hai mắt của hắn đã đỏ ngầu. Bởi vì hắn quá chăm chú theo dõi hình tháp cho nên mới không nhận ra có người đang theo dõi mình ở trong bóng tối,
nếu không thì với đạo hạnh của hắn làm sao có thể không phát hiện ra huyễn mộng được cơ chứ? Lần này hắn quá tập trung vào hình tháp mà không biết rằng huyễn mộng đang từng bước phát hiện ra được bí mật của mình, cũng không biết chuyện này rồi sẽ trở thành mầm mống tai họa hay là mầm móng cơ duyên nào khác đây. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, một ngày mới đã đến. Đế đô lúc nào cũng phồn hoa náo nhiệt, tiếng giao hàng vang lên khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Triệu Bân lẻn ra khỏi lầu xanh, nước da của hắn đã tái nhợt vì mệt mỏi, đặc biệt là đôi mắt của hắn còn đỏ ngầu đến mức không thể che giấu. Hắn đã tập trung theo dõi cả đêm nhưng vẫn không thấy mẹ của mình đâu, điều này khiến cho hắn nghĩ rằng có lẽ mẹ của mình không bị giam trong hình tháp, hoặc là mẹ của mình đã ngủ quá say, còn hắn thì đã chọn sai thời điểm. Hồi phục rồi, Triệu Bân sờ lên mắt trái. Một đêm này mặc dù hắn vẫn chưa thể nhìn thấy mẹ của mình, nhưng phong ấn thiên nhãn đã được giải. Ngoài ra, đồng lực thiên nhãn cũng đã trở lại, thiên nhãn của hắn hết sức phi thường, cho dù là huyết minh nhãn cũng không thể gây ra quá nhiều vấn đề cho nó, nếu như đổi lại là một loại thiên nhẫn khác thì chắc chắn sẽ còn bị phong ấn thêm 5-3 ngày nữa. Ngô Khởi, người chờ đó cho ta, Triệu Bân lạnh lùng nói. Ngô Khởi đã khiến cho việc tìm kiếm mẹ của hắn bị trì hoãn, đáng bị chém chết. Còn có Sở Gia cũng thật thú vị, bảo hắn tới ăn một bữa cơm, tiện tay còn đẩy hắn vào một trận chiến. Đây không phải là cơ ngân sao, có không ít người liếc mắt nhìn hắn rồi nói. Hôm qua mới vừa gặp, tất nhiên hôm nay ai cũng có thể nhận ra hắn, vì vậy hắn đi tới chỗ nào cũng bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Triệu Bân cũng lười phản ứng, hắn bước vào một cửa hàng, trên bảng hiệu của cửa hàng có đề mấy chữ, Huyền Cơ Các. Cậu nhóc, cứ tự nhiên xem đi. Chủ cửa hàng là một lão già mặc áo choàng trắng, nụ cười của lão ta rất ôn hòa, ai cũng gọi lão ta là lão Huyền Cơ. Tiền bối, ông có thu mua bùa không? Triệu Bân hỏi. Lão Huyền Cơ nhướng mày, xem ra cái tên này không phải tới đây mua đồ mà là muốn bán đồ. Nhìn hắn một lúc thì lão ta mới cười nói, có thu mua. Triệu Bân không nói nhiều, thản nhiên lôi ra một bao tải. Không sai, hắn vừa lôi ra một bao tải bùa, bên trong đó có bùa nổ, bùa tốc hành, bùa lôi quang, bùa nặng thân, bùa nhẹ thân, bùa lơ lửng. Tất cả đều là bùa chú cấp chân linh. Lão Huyền Cơ nhìn thấy vậy thì không khỏi nuốt nước bọt một cái, không phải là do lão ta chưa từng nhìn thấy bùa, chỉ có điều số lượng bùa lớn đến như vậy đúng là lần đầu tiên lão ta mới được thấy, mặc dù chỉ là bùa cấp chân linh nhưng số lượng này cũng đã đủ để dọa người rồi. Phải biết rằng hoàng tộc đã cấm vẽ bùa từ rất nhiều năm về trước. Những năm gần đây do chiến tranh xảy ra cho nên lệnh cấm mới dần dần được bãi bỏ, dù vậy hầu hết bùa chú đều đã bị hoàng tộc và thiên tông quét sạch, trong dân gian không còn được bao nhiêu, mặc dù trong dân gian cũng có bùa sư nhưng không có được bao nhiêu người là bùa sư chân truyền. Cậu nhóc này, ngươi là bùa sư sao? Lão Huyền Cơ ngập ngừng hỏi. Triệu Bân không phản bác mà chỉ khẽ gật đầu, hắn có nhiều bùa như vậy. Nếu như còn bảo không phải thì ngay cả quỷ cũng không tin. Nhãn giới của ta đúng là kém quá, lão Huyền Cơ cười nói. Ở một khía cạnh nào đó, bùa sư so với luyện đan sư và luyện khí sư đều tôn quý như nhau. Có thu mua hay không? Triệu Bân lại hỏi. Mua, mua hết, lão Huyền Cơ nói một cách hết sức quyết đoán rồi nhanh chóng kiểm đếm số bùa. Càng kiểm đếm thì lão ta lại càng cảm thấy kinh hãi. Mặc dù đống bùa này đều chỉ là bùa cấp chân linh nhưng công dụng của mỗi một loại bùa đều không hề tầm thường chút nào. Chẳng hạn như bùa nổ, uy lực của nó tuyệt đối không thua kém những loại bùa cấp huyền dương khác. Có cả bùa nặng thân và bùa nhẹ thân, lão ta còn chưa từng nghe nói qua, sau khi hỏi và biết được công dụng của chúng thì hai mắt của lão ta liền không khỏi sáng lên. Lão ta đã sống hơn 50 năm vậy mà vẫn không hề biết trên đời lại tồn tại những loại bùa chú kỳ quái đến như vậy. Thượng phẩm, đây đều là hàng thượng phẩm, lão Huyền Cơ thầm nghĩ. Thật khó nếu như muốn phân chia cấp bậc của đống bùa này, nhưng chắc chắn chúng đều là những lá bùa cao cấp nhất trong số những lá bùa cấp chân linh khác. Phải mất một lúc lâu sau thì lão ta mới kiểm đếm xong, ngay sau đó thì lão ta liền rút ra một sấp ngân phiếu dày cộp, tất cả đều tính đúng theo giá thị trường. Triệu Bân cầm lấy ngân phiếu rồi cũng không vội rời đi, chỉ thong thả đi tới đi lui trong cửa hàng. Thảo nào trông hắn rất quen. Ở bên kia quầy, lão Huyền Cơ đang xem lại một bức họa. Thứ vẽ trong bức họa tất nhiên là chân dung của Triệu Bân,
hay nói đúng hơn là chân dung của Cơ Ngân, hắn có một gương mặt hết sức bình thường nhưng lại có không ít người sở hữu bức họa chân dung của hắn. Trùng hợp là lão huyền cơ này cũng sở hữu một bức. Người có thiên lôi phần lớn đều là luyện khí sư, lão huyền cơ suy tư lẩm bẩm. Cơ Ngân này lại còn là một bùa sư, chỉ riêng hai thân phận đó cũng đã đủ tôn quý, thế mà hắn còn có thêm thiên phú siêu cường bao gồm chiến lực, tư chất, năng lực lĩnh ngộ. Rõ ràng hắn chính là một kỳ tài nghịch thiên, nữ soái tìm ở đâu ra được một kỳ tài như vậy chứ? Nghĩ ngợi một hồi thì lão ta mới thản nhiên cất bức họa lại, không xem xét nữa. Khi nào rảnh lão ta nhất định sẽ đến Thiên Tông để tìm Cơ Ngân trò chuyện, ví dụ như chuyện về bùa chú, nếu như Cơ Ngân tiếp tục vẽ bùa thì lão ta nhất định cũng sẽ tiếp tục mua, chủ yếu là bởi vì lão ta vẫn muốn kết giao với hắn sâu hơn. Trong tương lai hắn chắc chắn có thể hùng bá một phương. Triệu Bân đi một vòng và chọn mua được rất nhiều thứ, nhiều nhất là đan dược, linh dịch cùng dược hoàn, chúng đều là tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện, phẩm cấp không quá thấp, bây giờ chịu khó tích trữ, ngày sau nhất định sẽ có lúc dùng tới. Bùa sư đúng là giàu có, lão huyền cơ liếc mắt nhìn, trong lòng thổn thức không thôi. Trong cửa hàng nhanh chóng vang lên tiếng bàn tính, bởi vì Triệu Bân mua nhiều thứ quá cho nên phải tính toán cẩn thận. Lão huyền cơ còn tốt bụng giảm cho Triệu Bân hẳn hai phần tiền. Khi nhận tiền rồi thì lão huyền cơ còn tặng cho Triệu Bân một miếng ngọc bài. Đây là, Triệu Bân lật ngọc bài qua lại rồi hỏi. Huyền cơ bài, lão huyền cơ cười nói, ngọc bài này giúp ngươi được giảm giá hai phần tiền khi mua hàng của huyền cơ các ở khắp nơi. Tạ ơn tiền bối, Triệu Bân chắp tay, xoay người rời đi. Nhân tài, lão huyền cơ vuốt râu nhìn Triệu Bân rời đi. Lão ta tặng ngọc bài, trước là muốn kết thiện duyên, sau là muốn có thể kết giao sâu hơn với hắn khi lão ta lui tới Thiên Tông. Đến lúc thay đổi rồi, Triệu Bân lẩm bẩm. Việc tu luyện tiêu tốn quá nhiều tài nguyên, khi ra khỏi huyền cơ các thì trên người hắn cũng không còn lại được bao nhiêu tiền, vì vậy hắn không thể cứ giữ mãi quy tắc của mình, nhất định phải tìm cách kiếm tiền, chẳng hạn như vẽ bùa. Trước giờ hắn rất ít khi vẽ bùa bán bởi vì hắn nghĩ khi bùa hắn vẽ được lưu hành trên thị trường thì rất có thể một ngày nào đó hắn sẽ bị chính những lá bùa đó làm hại, thậm chí ngay cả bạn bè và người thân của hắn cũng sẽ bị như vậy. Nhưng hôm nay hắn không thể lo lắng nhiều đến thế nữa. Tu vi của hắn còn quá yếu, đạo hạnh lại quá nông cạn, nếu cứ như thế này thì không biết đến bao giờ hắn mới có thể đi cứu mẹ, đến bao giờ hắn mới có thể báo thù rửa hận. Hắn cần tiền. Cần rất nhiều tiền để mua tài nguyên tu luyện. Bán bùa chính là cách tốt nhất để kiếm tiền. Đi qua một cây cầu vòm, hắn lại bước vào một quán trà nhỏ. Công tử, mời, lão già trong quán trà dường như nhận ra hắn. Hoặc cũng có thể nói, cấp trên của lão ta đã sớm căn dặn cho lão ta biết về hắn, cấp trên của lão ta chính là ma tử. Lão già này là gián điệp của ma gia ở đế đô. Quán trà nhỏ này cũng chính là một cứ điểm của ma gia ở đế đô. Dám thành lập cứ điểm bên trong đế đô cũng đủ thấy năng lực của ma gia mạnh như thế nào, phải biết rằng nếu như làm không tốt, một khi bị hoàng tộc phát hiện thì tất cả đều đi tong, cho dù ma gia có bao nhiêu cường giả cũng sẽ không ai có thể sống sót bước ra khỏi đế đô. Phía sau quán trà là một tiểu viện yên tĩnh. Mặc dù chỉ là một tiểu viện nhưng lại được bố trí cấm chế chằng chịt, không ai có thể nhìn lén vào trong. Lão già đưa hắn vào trong thì liền xoay người rời khỏi. Trong tiểu viện có bốn người, một ma tử, một huyễn mộng, một lão già áo tím và một lão già áo đen. Ta còn tưởng ngươi không dám tới, ma tử đứng trong đình nghỉ mát mỉm cười nhìn Triệu Bân nói, cánh tay của hắn ta trước đây bị chặt đứt bây giờ đã được nối liền. Ma tử đã mời thì ta nào dám không đến, Triệu Bân ngáp một cái, tối hôm qua hắn không chợp mắt một chút nào. Đến tận lúc này trên mắt hắn vẫn còn hai quầng thâm đen xì xì trông giống y như con gấu trúc. Từ lần giao đấu dưới địa cung thì đây là lần đầu tiên hai người mới gặp lại nhau. Trước tiên nên ôm ngươi hay là nên đốt chết ngươi đây, ma tử nghĩ thầm. Trước tiên nên ôm ngươi hay là đâm chết ngươi đây, Triệu Bân cũng có cùng suy nghĩ. Không phải tự nhiên mà người ta gọi hai kẻ này là yêu nghiệt. Bốn mắt nhìn nhau. Dường như giữa bọn họ còn có một sự hiểu ý ngầm, cả hai đều đang quét mắt nhìn nhau từ trên xuống dưới, thầm nghĩ xem phải giải quyết đối phương như thế nào cho sảng khoái nhất. Loại hiểu ý ngầm này xuất hiện thật sự rất nguy hiểm.
như hai cái tên trước mặt đây, dường như ai cũng đang để ý tới thằng em của đối phương, rất muốn một kích hốt trọn. Trong lúc Ma Tử và Triệu Bân đang nhìn nhau thì hai vị trưởng lão kia cũng đang đứng quan sát và đánh giá Triệu Bân, trong mắt ai cũng lộ ra sự nghi hoặc xen lẫn chút ngạc nhiên. Đây chính là tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh đã đánh bại Sở Vô Xương cảnh giới huyền dương và đạt được vị trí thứ nhất tỷ thí tân tông tại Thiên Tông đó sao? Chuyện này đã khiến cho cả Ma gia cũng phải chấn kinh. Hai lão già này đã từng rất muốn biết tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh kia rốt cuộc là cái giống gì mà lại có chiến lực cùng khả năng chịu đựng mạnh mẽ đến như vậy, thậm chí bọn họ còn nghe nói hắn có rất nhiều tiềm năng thiên phú, vượt trội hơn người. Hôm nay được gặp mặt thì bọn họ mới nhận ra rằng Triệu Bân quả thật bất phàm. Vẫn là nhãn giới của Ma Tử cao thâm hơn người, kết đồng minh với tên này chắc chắn rất có lợi. Huyễn Mộng nhẹ đứng lên, vừa nhìn thấy Triệu Bân thì cô ta liền nở nụ cười ngọt ngào. Nghe nói có ai đó đi chơi bời phong lưu rồi bị bắt. Nghe nói có ai đó lén xem Xuân Cung Đồ bị nổ hộc máu. Nghe nói có thằng em của ai đó bị đá thảm. Nghe nói có ai đó đánh nhau bị chặt mất một cánh tay. Cao thủ so chiêu thường thông tục dễ hiểu, chiêu thức tuy không hoành tráng nhưng đều là sát chiêu. Hai tên nhóc này thật ngớ ngẩn. Hai lão già liếc mắt nhìn Triệu Bân rồi lại liếc mắt nhìn Ma Tử. Vừa gặp mặt đã lật tẩy lẫn nhau, cũng không biết hai tên này là tri âm tri kỷ hay là chân ái cuộc đời. Xuân Cung Đồ, cái gì Xuân Cung Đồ? Triệu Bân hiểu, Ma Tử cũng hiểu. Hai vị trưởng lão cũng hiểu, nhưng vẫn còn có người không hiểu. Có ba chuyện Huyễn Mộng đều biết, nhưng vẫn còn có chuyện Xuân Cung Đồ gì đó nữa sao? Có, tất nhiên là có. Hai vị trưởng lão không nói lời nào nhưng nét mặt đã thể hiện tất cả, đó chính là bức họa mà ngươi gửi tới, hết sức tươi đẹp toát tục, bùa nổ giấu trong đó cũng mạnh mẽ lạ thường, làm cho Ma Tử bị nổ đến mức không còn nhận ra mình là ai. Nào, Cơ đại công tử, tới đánh một ván cờ đi. Ma Tử cuối cùng cũng chịu nói ra một câu bình thường, hắn ta thản nhiên chào hỏi nhưng sắc mặt thì vẫn đang đen lại, hắn ta vừa nghĩ tới chuyện mình bị kích nổ thì liền cảm thấy rất tức giận, không phải là hắn ta chưa từng xem qua Xuân Cung Đồ, chỉ là bộ Xuân Cung Đồ do Triệu Bân gửi tới đặc biệt đẫm máu, bây giờ nghĩ đến đầu óc của hắn ta vẫn còn cảm thấy ông ông. Bảo Huyễn Mộng đến hãm hại ta, người bị nổ cũng đáng lắm. Đây chính là câu trả lời của Triệu Bân. Vì Huyễn Mộng mà hắn đã bị Vân Yên đánh cho một trận tơi bời. Mặt đen đối đầu với mặt đen. Triệu Bân bước vào đình nghỉ mát thì nhìn thấy bên trong đã bày sẵn một bàn cờ. Huyễn Mộng rất thức thời, nghiễm nhiên trở thành nha hoàn rót trà cho nhị vị công tử. Cánh tay của ngươi nối lại rất tốt đó, Triệu Bân tặc lưỡi nói. So sánh với năng lực tái sinh của ngươi thì vẫn không bằng, Ma Tử cũng tặc lưỡi nói, hắn đã sớm được thấy qua năng lực tái sinh khủng khiếp của Triệu Bân. Xem ra hôm nay mới là Ma Tử chân chính, Triệu Bân chậm rãi nói. Tại sao lại nói là Ma Tử chân chính? Bởi vì ngày hôm nay Ma Tử mới ở trong trạng thái tốt nhất. Trạng thái tốt nhất của Ma Tử là như thế nào? Khí lực của hắn ta vô cùng dồi dào, còn vượt xa cả Ngô Khởi. Lần đầu tiên hắn bị Ma Tử đuổi giết thì trạng thái của Ma Tử đang rất yếu cho nên hắn mới có thể trốn thoát. Lần thứ hai hắn gặp Ma Tử chính là lúc đang phục kích Hoa Đô ở Túy Mộng Lâu, lúc đó trạng thái của Ma Tử cũng không tốt cho nên Hoa Đô mới không bị tiêu diệt. Còn lần thứ ba hắn gặp Ma Tử chính là lúc bị Thi Sơn bắt. Ngày đó Ma Tử cũng đang rất yếu. Nếu như ngày đó Ma Tử đang ở trong trạng thái đỉnh cao thì cũng sẽ không thảm bại trong tay hắn như vậy. Lần này hắn gặp lại Ma Tử chính là lần thứ tư. Thánh tử Ma Gia của ngày hôm nay đã không còn là người của lúc trước nữa. Ngay cả Sở Vô Xương cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn ta. Là do công pháp, Ma Tử không hề che giấu, giơ tay đoạt lấy một quân cờ. Ngươi không sợ ta báo lại với hoàng tộc hay sao, Triệu Bân nói rồi cũng giơ tay đoạt lấy một quân cờ. Ngươi và ta là cùng một loại người, đều sống vì một mục đích cụ thể, Ma Tử nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp, hợp tác cùng có lợi, chúng ta có lẽ không thể làm bạn bè nhưng tuyệt đối cũng không thể làm kẻ địch. Có thể làm thánh tử Ma Gia quả nhiên là người hết sức quyết đoán, Triệu Bân cười nói. Hai vị trưởng lão trở thành những khán giả an phận, chỉ yên lặng đứng nhìn chứ không hề quấy rầy bọn họ. Còn Huyền Mộng thì đang chăm chú ngắm nhìn Cơ Ngân đánh cờ, cô ta chớp chớp đôi mắt đẹp, tự nhiên cảm thấy Cơ Ngân thật tuấn tú. Ván cờ này, thật tẻ nhạt làm sao?
Triệu Bân và Ma Tử nói chuyện hết sức bình thản, nhìn sao cũng thấy bọn họ giống như những người bạn cũ đã nhiều năm không gặp, có phải là đồng minh hay không thì vẫn chưa chắc chắn, nhưng hai kỳ tài này thực sự cảm thấy rất đồng cảm với nhau. Huyết trì ngày đó chính là của Ma Gia ngươi, Triệu Bân nhẹ giọng nói. Ở đây cũng chỉ có Ma Gia nghe hiểu được. Lần đầu tiên hắn bị Ma Tử đuổi giết chính là vì huyết trì kia, chỉ có quỷ mới biết được đã có bao nhiêu người vô tội bị huyết tế thì mới có thể tụ lại thành một huyết trì lớn đến như vậy. Không phải người nào của Ma Gia cũng tàn ác như người nghĩ đâu, Ma Tử cũng nhẹ giọng nói, huyết trì đó đúng là có liên quan đến Ma Gia, nhưng cũng không phải do Ma Gia ta tạo ra. Ma Gia chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, nhưng chỉ vì ba người các ngươi mà huyết trì đã vỡ, gây ra cho Ma Gia ta không ít phiền toái. Triệu Bân cười, lời nói của Ma Tử hắn chỉ tin một nửa. Sau đó hai người lại im lặng hồi lâu, bọn họ không chỉ đánh cờ bên ngoài mà trong tâm trí cũng đang đánh cờ, người ngoài nhìn không hiểu, chỉ có hai yêu nghiệt đang đánh cờ với nhau mới có thể hiểu. Có thể giúp ta giết một người hay không, hồi lâu sau mới nghe thấy Ma Tử lên tiếng trước. Người nào, Triệu Bân thuận miệng hỏi rồi hạ một quân cờ xuống bàn cờ. Lữ Trác. Lữ Trác là ai? Tiểu đồ nhi của Tử Y Hầu, Ma Tử nói. Triệu Bân nhướng mày, dường như bọn họ có cùng một kẻ thù, Tử Y Hầu. Ngươi núp trong bóng tối đốt một mồi lửa chẳng phải là xong rồi sao? Triệu Bân mỉm cười nói, hắn đã từng được kinh qua Ma Luân huyết tế, nó có thể nhắm vào vị trí yếu hại của mệnh môn, hắn vẫn cảm thấy Ma Tử rất lành nghề trong việc đánh lén. Hắn ta là một kẻ đốt không chết, Ma Tử ho khan nói. Còn có kẻ mà Ma Luân của ngươi đốt không chết sao? Triệu Bân nhướng mày ngạc nhiên. Lữ Trác có thiên sát nhãn, có thể miễn nhiễm với Ma Luân huyết tế, Huyễn Mộng nói xen vào một câu. Sau khi nghe tới thiên sát nhãn thì Triệu Bân cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Các loại đồng lực đặc biệt khác nhau luôn xuất hiện sự khắc chế lẫn nhau, giống như thiên sát nhãn và Ma Luân nhãn. Điểm này hắn cũng đã từng nghiên cứu qua. Chỉ có điều hắn không ngờ mình lại có thể gặp phải ở đây. Ta cần một kiếm tuyệt sát của ngươi đánh phối hợp, Ma Tử nói. Đừng nói với ta là phải ám sát ở đế đô nhé, Triệu Bân liếc mắt nhìn Ma Tử. Ta đâu có ngu ngốc như thế, Ma Tử ho khan nói. Ở đế đô này chắc chắn không thể nào giết được Lữ Trác, cho dù có sự hợp tác của cơ ngân thì cũng rất khó có thể thành công, mà cho dù có thể giết chết được Lữ Trác thì cũng khó tránh khỏi cảnh đồng quy vô tận. Giết Lữ Trác chính là động chạm vào Tử Y Hầu, nếu như cảnh giới thiên võ xuất hiện thì loại tôm tép như bọn họ xác định không thể bước ra được khỏi đế đô. Tu vi của hắn ta thế nào? Triệu Bân hỏi. Địa tạng tầng 8, lão già áo tím đáp lời, trong mắt lộ ra sự kiêng kỵ. Vậy khi nào hắn ta ra khỏi thành thì cứ tìm ta là được, Triệu Bân chậm rãi nói. Bốn người kia nghe thấy vậy thì đều sững sờ, tên này đã đồng ý rồi hay sao? Lại còn đồng ý một cách sảng khoái như thế. Ta cũng đang muốn tiêu diệt hắn ta đây, Triệu Bân thầm nói trong lòng. Đã là đồ nhi của Tử Y Hầu thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đã có tiểu đồ nhi thì chắc chắn sẽ còn có đại đồ nhi. Một ngày nào đó hắn nhất định sẽ giết chết Tử Y Hầu cho nên cũng phải giết sạch những kẻ bên cạnh lão, tránh lưu lại mầm mống tai họa cho Triệu gia. Vừa hay hôm nay hắn lại gặp thêm một kẻ thù không đội trời chung với Tử Y Hầu cho nên hắn không có lý do gì mà không giúp, không chỉ giúp mà còn phải dốc hết toàn lực. Nói như vậy là ngươi đã đồng ý cùng Ma Gia kết đồng minh, Huyễn Mộng chớp chớp đôi mắt đẹp hỏi. Cô mỗi ngày đều hãm hại ta còn dám không đồng ý hay sao, Triệu Bân âm trầm nói. Tốt lắm. Huyễn Mộng nở nụ cười ngọt ngào, bỗng nhiên in một dấu môi đỏ mọng lên trán của Triệu Bân. Khụ khụ. Hai lão già nhìn thấy vậy thì ho khan một tiếng, người nghĩ đây là nơi không người hay sao? Huyễn Mộng không nghĩ nhiều, đã kết đồng minh rồi, tặng người ta một nụ hôn cũng không quá đáng mà. Không quá đáng. Ma Tử thở dài. Xem ra đối với mấy chuyện như kết đồng minh thì nữ nhân ra trận sẽ thích hợp hơn. Để Huyễn Mộng ra trận quả nhiên là hợp lý. Triệu Bân đảo mắt lên trên. Tựa hồ như còn có thể nhìn thấy dấu môi đỏ mọng trên trán. Triệu công tử ngay lập tức nhớ lại lời mẹ dặn, người càng đẹp thì càng nguy hiểm. Đã kết đồng minh rồi thì ta cũng sẽ cho ngươi được mở rộng tầm mắt, Ma Tử phất tay biến ra một cuốn sách cổ.
Triệu Bân vươn tay nhận lấy, sau đó mở ra xem. Vừa đọc thấy nội dung của cuốn sách thì hai hàng lông mày của hắn liền cau lại. Bên trong cuốn sách có viết một danh sách gồm rất nhiều cái tên, chính là tên của những người có liên quan đến Thiên Tông, bao gồm các đệ tử và trưởng lão, chẳng hạn như Kim Huyền Trung, U Lan, Giang Hồng. Đều có trong danh sách này. Nói trắng ra thì những cái tên được viết trên cuốn sách cổ này đều là người của các thế lực khác hoặc các triều đại khác đang trà trộn bên trong Thiên Tông. Bạch Huyền Thạch, thực sự là người của Vương Triều Đại Nguyên sao? Triệu Bân nhìn thấy cái tên này thì càng cau mày chặt hơn. Bạch Huyền Thạch, không phải là một trưởng lão bình thường, mà là một trưởng lão cấp cao của Thiên Tông. Ngày trước khi hắn chiến đấu với Sở Vô Xương bị mù một mắt và cụt một tay thì chính Bạch Huyền Thạch, Linh Lung cùng Vân Yên đã đưa hắn vào Thiên Trì, giúp hắn chữa khỏi mắt và nối lại cánh tay. Một trưởng lão ôn hòa như vậy không ngờ lại là nội gián của Vương Triều Đại Nguyên. Lão ta quả thật đã che giấu rất kỹ, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì e rằng cũng không ai tin. Hắn tiếp tục lật xem thì lại thấy nhiều cái tên hơn. Tên tuổi, thế lực đứng sau và tu vi của từng người đều được ghi chép lại rất rõ ràng bên trong cuốn sách cổ này. Càng xem thì hắn lại càng kinh hãi. Có nội gián trong số các đệ tử Thiên Tông cũng không tính là gì, bởi vì đám đệ tử không thể gây ra được sóng gió lớn. Nhưng nếu có nội gián trong số các trưởng lão, đặc biệt là những trưởng lão cấp cao như Bạch Huyền Thạch thì lại khác, người như lão ta có thể trộm được bao nhiêu bí tịch cao cấp, biết được bao nhiêu chuyện cơ mật của tông môn, như vậy Thiên Tông có thể yên ổn được mới là lạ. Thảo nào đại hạ muốn xây dựng lại mạng lưới tình báo lại gian nan đến vậy, nếu như những nội gián đáng sợ như thế vẫn còn tồn tại thì cho dù đại hạ có xây dựng lại mạng lưới tình báo cũng chỉ như dựng lên một vật trang trí mà thôi. Hôm nay vừa dựng lên thì ngày mai tên tuổi của các thành viên tình báo đại hạ cũng đều sẽ bị lộ tẩy vào tay các thế lực đối địch hết, chẳng có gì khác biệt. Ngạc nhiên chưa, Ma Tử nói. Ngươi không lừa ta chứ, Triệu Bân liếc mắt nhìn Ma Tử hỏi. Ta có rảnh rỗi như vậy không, Ma Tử cười lớn đáp. Đây chỉ là một phần nhỏ, vẫn còn có rất nhiều người chưa bị phát hiện, Huyễn Mộng thì thầm nói. Thiên Tông bây giờ ngoại trừ trưởng giáo Dương Huyền Tông thì bất cứ ai cũng có thể trở thành nội gián, kể cả sư phụ Vân Yên của ngươi. Điều khiến ta tò mò nhất chính là làm thế nào mà các người lại có thể điều tra ra được, Triệu Bân nhìn lướt qua bốn người rồi hỏi. Ngươi đã nghe nói về Bất Diệt Ma Quân chưa, Ma Tử nhấp một ngụm rượu rồi hỏi ngược lại. Bá chủ ma vực từ thuở hồng hoang, khắp thiên hạ này có ai mà không biết đâu, Triệu Bân nói. Dưới trướng ma quân có 9 đại ma tướng. Mà ma gia ta chính là truyền thừa của ma tướng thứ 9, Ma Tử chậm rãi kể về chuyện xưa ở ma vực, ma tướng thứ 9 là nữ ma tướng duy nhất, đạo hạnh thấp nhất, chiến lực yếu nhất, chuyên trị mạng lưới tình báo. Sau khi ma quân chết, 9 đại ma tướng hỗn chiến, ma vực sụp đổ, từng thế hệ cứ thế nối tiếp nhau rồi dần dần xuống dốc, đến tận hôm nay cũng chỉ còn lại 5 dòng truyền thừa. Truyền thừa của ma gia ta chính là mạng lưới tình báo, tuy có suy kiệt những nền tảng vẫn còn đó. Ngay từ lúc Thiên Tông mới thành lập thì trong 9 phó trưởng giáo đã có 2 người là người của ma gia ta, đến nay vẫn chưa có ai phát hiện ra. Ghê gớm vậy. Lần này, đổi lại là Triệu Bân thổn thức tặc lưỡi. Thảo nào có rất nhiều chuyện ma gia đều có thể nhúng tay vào, không hổ là một dòng truyền thừa từ thời ma vực, đại hạ còn chưa thành lập thì mạng lưới tình báo ma gia đã cắm rễ sâu ở mảnh đất này, ai lợi ai hại khẳng định không cần nghĩ cũng biết. May mắn là hắn che giấu đủ sâu, hơn nữa hắn gia nhập Thiên Tông cũng muộn hơn người khác, nếu không thì có lẽ hắn cũng đã bị ma gia tra ra thân phận rồi. Cẩn thận với Linh Lung, Huyễn Mộng nhắc nhở, mạng lưới tình báo của Triều Long Đại Hạ ngày nay là do cô ta thống lĩnh, cô ta đã có thể làm đệ tử của Đại Hạ Hồng Uyên thì chắc chắn thủ đoạn không thể tầm thường, người hẳn cũng biết rõ điều này. Đa Tạ đã nhắc nhở, Triệu Bân nói rồi tiếp tục lật xem cuốn sách. Không cần Huyễn Mộng nói thì hắn cũng sẽ đề phòng Linh Lung, Đinh thấy cô ta thường ngày cười nói với hắn, nếu như thật sự xảy ra chuyện có liên quan đến Thiên Tông và Hoàng tộc thì loài tôm tép như hắn có thể bị cô ta đẩy ra làm vật hy sinh bất cứ lúc nào. Triều Long Đại Hạ rộng lớn, không bao giờ thiếu kỳ tài, so với quyền lợi của Hoàng Triều thì tất cả mọi thứ đều chỉ là mây khói. Thành ý này của Ma Gia ta đã đủ chưa, Ma Tử nhìn Triệu Bân cười nói. Đủ đủ đủ. Triệu Bân nói xong còn phất tay biến ra bàn một đống bùa chú. Đối phương đã có thành ý như thế thì hắn cũng không nên tiếc của. Nhìn thấy đống bùa chú, mấy người trước mặt bao gồm cả Ma Tử đều giật giật khóe miệng,
con mợ nó bùa chú ở đâu ra mà nhiều như thế. Nếu như hắn nói là hắn mua ở ngoài thì chỉ có quỷ mới tin. Ngươi còn là bùa sư, Huyễn Mộng kinh ngạc hỏi. Có phải bây giờ trông ta lại đẹp trai hơn trước không? Triệu Bân cố ý chỉnh chỉnh lại cổ áo. Đúng là một kỳ tài. Huyễn Mộng tặc lưỡi, hắn đã là luyện khí sư mà còn là bùa sư, chẳng những thế còn có chiến lực kinh người, khả năng lĩnh hội siêu phàm, hắn đúng là yêu nghiệt nghịch thiên. Ngươi, cuối cùng cũng làm chuyện giống con người, mà tử ý vị thâm trường nói. Hiếm khi mới được ngươi khen, ta sẽ tặng cho ngươi thêm một món bảo bối, Triệu Bân nói rồi lấy ra một khối tử lệ binh tinh to bằng quả dưa hấu đang lóe sáng lấp lánh thứ ánh sáng màu tím huyền ảo. Con mợ nó, hai lão già kia không thể nào bình tĩnh được nổi nữa, hai đôi mắt đã muốn rơi cả ra ngoài. Không phải là bọn họ chưa từng nhìn thấy tử lệ binh tinh, bọn họ chỉ chưa từng nhìn thấy khối tử lệ binh tinh nào to đến như vậy mà thôi. Tên nhóc này tìm đâu ra khối tử lệ binh tinh khổng lồ này thế, có tiền cũng không mua được, chỉ có kẻ ngốc mới đem ra tặng hay bán. Bắt mắt lắm. Ma tử cũng rất tự giác, tiện tay rút ra ma kiếm đặt leng keng lên bàn, ngụ ý rất rõ ràng, nếu như cơ công tử không ngại thì mau giúp ta luyện hóa binh khí một chút đi. Như vậy thì ta mới có thể yên tâm hợp tác với cơ công tử được. Ma tử tự giác mà hai lão già kia cùng với Huyễn Mộng cũng rất tự giác. Tất cả đều đã rút binh khí của mình ra. Làm gì có ai như bốn người các người, Triệu Bân hít sâu một hơi, kết đồng minh rồi thì có khác. Phải lao động miễn phí mà còn không thể báo thù. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn là luyện khí sư chứ. Ma gia đã có đủ thành ý, chưa nói đến những việc khác, chỉ riêng danh sách nội gián này cũng đã là thứ có tiền cũng không mua được, có được nó trong tay thì vào thời khắc mấu chốt còn có thể giữ mạng. Ma tử cho hắn xem thứ này đơn giản vì muốn nhắc nhở hắn cẩn thận mọi đường ở trong thiên tông, đừng để bản thân bị người khác nhăm nhe tiêu diệt mà cũng không biết. Về phần danh sách này, có muốn giao cho thiên tông hay không là tùy ở hắn, mà hắn nghĩ tốt hơn hết là không nên giao nó ra trong lúc này, vì để trả thù hắn có thể phải đối đầu với thiên tông và hoàng tộc trong tương lai, tốt hơn hết hắn nên giữ cho bản thân mình một lá bài tẩy. Ma gia ngươi có biết gì về hình tháp hay không? Triệu Bân một tay luyện hóa binh khí một tay cầm quân cờ, miệng lại làm như đang hỏi bâng quơ. Ma gia có mạng lưới tình báo hùng hậu như vậy, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội khai thác thông tin được chứ? Hắn vừa nói ra lời này thì trong mắt Huyễn Mộng đã lóe lên một tia sáng, cô ta đã thoáng nhìn ra được bí mật của cơ ngân. Tuy nhiên, cô ta vẫn chưa tiết lộ phát hiện này cho ma tử biết. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời làm việc cho ma gia thì cô ta mới giữ lại một bí mật không cho ma gia biết. Đó không phải là nơi tốt lành gì, ma tử nhàn nhạt nói. Trong hình tháp, có người của ma gia ngươi không? Triệu Bân hỏi lại. Có, ma tử vẫn không hề giấu giếm. Ngươi có thể đưa ta vào trong hình tháp không? Triệu Bân vội vàng hỏi tiếp. Không thể, ma tử đáp hết sức đơn giản dễ hiểu. Ngay cả đệ tử của Hồng Uyên cũng không đủ tư cách bước vào hình tháp chứ đừng nói đến ngươi. Nếu như ngươi thật sự muốn vào thì phải có giấy thông hành này theo như ta biết thì có thể lấy được ở chỗ của Tử Y Hầu, Hoàng Phi Vũ Linh và Đại Tế Ti của Hoàng tộc. Nếu như ngươi có thể khiến cho Hoàng đế Đại Hạ yêu ái ngươi thì ngươi lại càng dễ bước vào hình tháp hơn, hoặc là ngươi phải đi tìm Hồng Uyên và Hồng Tước. Để ta bớt chút thời gian tháo cánh tay của ngươi xuống lần nữa nhé, Triệu Bân liếc mắt nhìn ma tử nói. Từ nãy tới giờ ngươi chỉ giỏi nói hưu nói vượt, nếu như ta có thể lấy được giấy thông hành thì còn cần gì phải ngồi đây nói chuyện nhảm nhí với ngươi nữa. Sao, người nhà ngươi bị giam trong hình tháp hả? Ma tử nhìn Triệu Bân cười nói. Ta chưa bao giờ vào hình tháp cho nên muốn vào xem thử thôi, Triệu Bân đáp lại một câu lấy lệ. Ma tử bị chọc cười, hắn ta không phải kẻ ngốc, tất nhiên hắn ta sẽ không tin vào trò quỷ của Triệu Bân. Chỉ có điều việc này hắn ta nhất định cũng sẽ tra rõ, cơ ngân không phải là kẻ sẽ hỏi về hình tháp một cách ngẫu nhiên, bên trong chắc chắn có ẩn tình, nếu như có thể giúp thì hắn ta chắc chắn sẽ giúp. Ma tử, có người của trấn Ma Ti tới, lão chủ quán trà vội vàng bước vào thông báo. Đại hạ trấn Ma Ti, Triệu Bân nghe thấy vậy thì hơi nhíu mày lại. Vừa nghe đến tên là đã biết tổ chức đó có quan hệ không nhỏ với ma gia. Hoặc cũng có thể nói trấn Ma Ti chính là vì truyền thừa của ma vực nên mới thành lập, mục đích của tổ chức này chính là tiêu diệt toàn bộ truyền thừa của ma vực,
nói như vậy thì tổ chức này cũng không khác gì kẻ thù không đội trời chung đối với ma gia. Chúng ta, đều là dân lành. Ma tử nói ra một câu hết sức thản nhiên. Thánh tử ma gia không hề tỏ ra lo lắng. Hai chữ dân lành của hắn ta nói ra khiến cho Triệu Bân không khỏi bật cười. Lão chủ quán trà ho khan một tiếng rồi cũng bình tĩnh bước ra ngoài, ma tử đã nói ổn thì chính là ổn. Là do lão ta quá kinh ngạc mà thôi, người của trấn ma ti tới đây chẳng qua cũng chỉ muốn uống trà. Ma tử đã không sợ thì Triệu Bân chắc chắn cũng không có gì phải sợ. Vẫn là câu nói đó, bọn ta ở đây đều là dân lành. Ván cờ tiếp tục diễn ra. Nếu như đứng từ xa quan sát thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ hai người này đều là cao thủ đánh cờ. Nói cho khoa trương hơn thì trông đây giống như một trận quyết đấu giữa thánh cờ và thần cờ vậy. Trên thực tế thì kỹ năng đánh cờ của hai người này chỉ là một mớ hỗn độn. Ít nhất thì hai vị trưởng lão đang đứng xem đều biết hai tên nhóc này chỉ đang đùa giỡn với nhau mà thôi, ngoài việc trông nét mặt có vẻ suy tư rất nghiêm trọng thì những thứ khác đều chỉ là mây bay, nhưng lại có thể tạo cho người ta ảo giác rằng hai người này chính là cao thủ. Không bao lâu sau tự nhiên lại có một con bướm bay vào trong tiểu viện. Huyễn Mộng đưa tay ra, con bướm tự giác bay vào lòng bàn tay của cô ta, sau đó cô ta lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ trên thân của con bướm. Thánh tử, Huyễn Mộng đưa mảnh giấy cho ma tử. Ma tử tiện tay nhận lấy mảnh giấy. Vừa nhìn thoáng qua mảnh giấy thì hắn ta liền đứng lên, trên nét mặt ngay lập tức lộ ra sát khí lạnh như băng. Triệu Bân nhíu mày, chuyện có thể khiến cho thánh tử ma gia mất bình tĩnh hẳn không phải là chuyện đơn giản. Hôm khác gặp lại. Ma tử đặt quân cờ xuống, chỉ để lại một câu rồi liền xoay người rời đi. Hai lão già nhanh chóng đuổi theo hắn ta, sau khi xem qua mảnh giấy thì thần sắc của ai cũng trở nên hết sức khó coi. Có chuyện gì vậy? Triệu Bân nhìn Huyễn Mộng hỏi. Ta không biết, Huyễn Mộng nhẹ lắc đầu, cô ta không đọc mảnh giấy cho nên không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của ai cũng tệ thì cô ta cũng có thể đoán ra được hẳn là ma gia đã xảy ra biến cố lớn. Cô ta cũng là người của ma gia cho nên trong ánh mắt cũng không giấu được sự lo lắng. Bên này ma tử đã bước ra ngoài quán trà, sắc mặt càng lúc càng lạnh lẽo, hắn ta nói, Vương Dương, ngươi thật đáng chết. Ma tử đi rồi, ván cờ còn chưa tàn. Triệu Bân không biết rõ sự tình cho nên cũng rời khỏi quán trà. Trước khi đi hắn còn không quên liếc nhìn người đến từ trấn Ma Ti. Ông ta là một người đàn ông trung niên bị cụt một tay mặc y phục của trấn Ma Ti nhưng trông khá luộm thuộm, đầu tóc bù xù, râu mọc lởm chởm trên miệng. Nhìn khí tức của ông ta thì rõ ràng là người đã từng kinh qua chiến trường đẫm máu, lúc nào cũng toát ra sát khí đằng đằng. Khí tức này có chút giống với Mạc Đao. Theo suy đoán của Triệu Bân thì có lẽ là ông ta đã quá chán ngán chuyện ngày ngày phải nhìn thấy cảnh mưa máu gió tanh, thi thể chất thành núi, cho nên mới cố tình tìm một quán trà nhỏ để giải khuây. Ổn định tâm tính, không muốn đến mấy tử lâu náo nhiệt ngoài kia. Huyễn Mộng cũng đã rời đi. Lần này cô ta không vội bám theo Triệu Bân, còn có những nơi khác ở đế đô mà cô ta phải tới. Đã đến lúc phải tiếp tục công việc tình báo của mình rồi. Thời buổi rối ren, nhìn thần sắc khi ma tử rời đi thì cô ta cũng biết chắc chắn ma gia đã tiếp tục gặp phải biến cố không hề nhỏ. Trong số các dòng truyền thừa từ thời ma vực thì huyết mạch của ma gia cô ta là yếu nhất. Bởi vì như vậy cho nên ma tử mới phải vội vàng đi tìm đồng minh, mà cơ ngân chính là một đồng minh rất có tiềm năng. Chỉ cần cho ma gia thêm một chút thời gian thì ma tử và cơ ngân chắc chắn sẽ có cơ hội mạnh mẽ quật khởi, khiến cho ma gia càng ngày càng ổn định, hay ít nhất cũng sẽ không bị các thế lực khác thâu tóm. Huyền Mộng đã rời đi nhưng Triệu Bân chỉ đi một vòng liên quay lại quán trà. Công tử còn quên thứ gì sao? Lão chủ quán trà đon đà hỏi. Tùy tiện đi dạo một chút thôi.